Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyển Hay. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Minh Ngọc diễn đọc một tác phẩm của tác giả Hải Tiến. Câu chuyện kể về số phận của hai cô gái trong cùng một gia đình. Nhưng số phận tuy cho họ từng là chị em, lại chẳng để cho họ có cơ hội mãi bên nhau trong thân phận chung của một gia đình. Câu chuyện có rất nhiều tình tiết cảm động và hấp dẫn bạn đọc và nghe chuyện Minh Ngọc hy vọng sẽ đem tới cho quý vị những phút giây thực sự ý nghĩa. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngày hôm nay, cả cái trại trẻ mồ côi rộn rã hơn hẳn bởi có thông tin một gia đình giàu có sẽ đến đây nhận nuôi một đứa con. Chuyện này cũng làm không khí của trại trẻ trộn rộn cách đây cả tuần rồi. Mấy cô chăm sóc trẻ ở đây cũng bàn tán về cái chuyện đó nhiều lắm bởi ở cái trại trẻ hẻo lánh này có mấy khi mà có người lui tới, thi thoảng cũng có mấy gia đình tới đây tìm con thất lạc, nhưng mà khi không tìm được, người ta cũng rời về, chứ nào có ai nhận nuôi trẻ đâu. Cũng họa hoàn lắm, có mấy nhà tới xin con nuôi, nhưng những nhà đấy thì cũng là những nhà tầm tầm trung lưu, gọi là chỉ làm đủ ăn, chỉ vì chậm con nên muốn tới xin một đứa con nuôi mà thôi. Nhưng mà lần này lại khác, người đến nhận con nuôi ở đây lại là một gia đình giàu có, hình như cũng có một xưởng làm ăn khá tốt Nhưng ngặt nỗi là chậm con Chuyện này mấy cô ở đây cứ dù gì nhau Nhưng mà họ không thể biết là gia đình này sẽ lựa chọn đứa trẻ nào Vì bọn họ chỉ báo trước là tới xin nhận con nuôi Chứ không hề nói là lấy con gái hay là con trai Ở cái trại trẻ này có bao nhiêu đứa trẻ đâu Loanh quanh cũng hơn 20 đứa Vì chỗ này hẻo lánh lại là chỗ tự phát người ta mở ra để làm phước mà thôi cũng chính vì chỗ này nhỏ hẹp nên cái câu chuyện đang khuấy động nơi đây cũng đến tai mấy đứa trẻ ở chỗ này. Nói thêm về chỗ đó thì nó nằm biệt lập ở một vùng quê nghèo. Chủ ở đây cũng là một người đàn bà quá chồng vì muốn làm phước nên mới mở ra chỗ nuôi trẻ em mồ côi này. Từ đó thi thoảng cứ có người cứ để đứa trẻ con còn đỏ hòn ở trước cổng hoặc cũng có khi có bà mẹ nào đấy dắt đứa con mới 4-5 tuổi đến nhờ trại trẻ kêu mang dùm vì không đủ khả năng nuôi con. Những người này hầu như là ở quá Muốn đi bước nữa Có người bệnh đau mà phải nuôi con một mình Và cũng có khi là sinh viên lỡ có bầu Nên đưa tới đây gửi gắm Ấy thế mà trong từng bấy nhiêu năm Chưa từng có người nào quay lại đây Xin nhận lại con Mà chỉ có mỗi mấy người trong trại trẻ Cứ còm cõi chăm bẫm bọn trẻ đáng thương xung quanh đó thi thoảng cũng có một vài người thương tình mà mang tới cho ít rau ít trứng chứ ở cái xứ nghèo này cũng nào có nhà nào khá giả mà có của dư của để mà hỗ trợ ở nơi cũng hẻo lánh nên tiếng tăm của cái trại trẻ cũng nào có ai biết tới nên ở trong trại trẻ đây đứa lớn thì trông đứa nhỏ còn đứa nào biết làm việc rồi thì cũng phụ các cô chăm trẻ nuôi gà trồng rau thì mới mong có miếng ăn đủ đầy ở trong này hơn 20 đứa Lớn nhỏ đủ cả Trong đó cô Ngân và Trường là lớn nhất Các anh chị lớn hơn thì nay đã học cấp 3 nên học nội trú bên ngoài, số ít cũng đang học đại học. Còn lại trong chỗ này, chỉ có mỗi Ngân và Trường là lớn. Hai đứa đã 7 tuổi rồi nên cũng một tay phụ các cô chăm em rồi làm đủ thứ việc mặt. Vì đi lại nhiều nên cái chuyện các cô đang bàn tán với nhau cả hai đều biết được trường có vẻ không có quan tâm quá nhiều đến chuyện này nhưng mà ngân lại khác từ khi nghe đến chuyện này ngân đã háo hức luôn chú ý nghe ngóng câu chuyện của các cô ngân là một đứa trẻ mồ côi đúng hơn là không biết bố mẹ mình là ai bởi từ khi ba tuổi thì các cô ở nơi đây đã thấy một con bé đen nhèm gầy gò đang đứng khóc trước cửa các cô cũng đã báo tin xung quanh và cả chính quyền xem có ai thất lạc con hay không nhưng mà ngần ấy năm chẳng hề có một ai lui tới tìm nó có nhiều khi có từng cặp bố mẹ tới tìm con thất lạc hay là có những khi có người tới nhận con nuôi thì ngân nó lại háo hức mà chạy ra ngoài với hy vọng là tìm được một gia đình cho mình ở trong này cơ cực lại làm nhiều việc khiến cho nó lớn hơn tuổi nó muốn thoát khỏi cái chỗ nghèo nàn này và càng không muốn phải làm những chuyện mệt nhọc nhưng mà những khi ấy người đến đây xin con người ta lại ưng mấy đứa nhỏ mà trông trắng trẻo và xinh xắn, còn nó cứ gầy đen nhẻm nên cho dù nó có lạng quanh đó nhưng chẳng có mấy ai mà bận tâm tới. Lần này nghe tin có nhà giàu tới, trong đầu của Ngân cứ háo hức mà mường tượng tới một gia đình sung sướng hơn và đẹp đẽ hơn nơi này. Mấy ngày nghe tin là mấy ngày Ngân không thể nào ngủ được, bao đêm nó cứ nằm mơ tưởng và tưởng tượng ra mình là con gái trong một gia đình giàu có. Chiếc xe đỗ trước cổng trại khiến ai cũng trầm trồ đám trẻ con ở đây nào đâu đã từng được thấy xe ô tô đâu nên ùa ra mà nhìn rồi chạy vòng quanh cái xe mà đùa giỡn ngân cũng thích lắm nhưng mà nó cứ đứng nép phía sau cánh cửa mà nhìn chứ không dám chạy ra ngoài đó nó sợ nó nghịch ngợm như đám trẻ kia thì người ta không có ưng mắt mà lựa chọn nó từ trong xe, một cặp vợ chồng bước ra, nhìn vẻ bên ngoài thôi đã toát ra được sự giàu có. Người đàn ông cũng đã khá lớn tuổi, đoán chừng cũng gần 40 tuổi, nhưng mà nhìn phong thái rất phong độ và đĩnh đạc trong bộ đồ tây và đôi giày da đen bóng. Người phụ nữ trông thanh lịch như một người có tiền, trên tay là túi sách và dưới chân là một đôi giày đế cao. Nhìn chiếc khăn lục trên cổ, trông bà ấy mới quý phái làm sao. Ngân đứng trông trong cửa nhìn ra, nó thèm thuồng nhìn ngắm cái sự giàu có toát lên từ trên người hai người đó, chưa bao giờ nó được thấy những người ăn mặc sang trọng như thế. Hai người đó được chủ của trại trẻ là bà Bình ra tiếp đón và mời vào bên trong. Lần này tới đây là vừa xin con, nhưng hai người cũng là vừa tới đóng góp chút ít cho trại trẻ nhìn mọi người lần lượt bưng gạo và mì tôm đi vào là đám trẻ con thích lắm ở đây bữa đói bữa no nên khi thấy nhiều gạo và mì thế này đám trẻ hò reo vỗ tay ầm ĩ vì chắc chắn là tối nay sẽ được một bữa cơm ngon Bà Bình mời hai người họ vào bên trong phòng để nói chuyện, Ngân cũng nhanh chóng chạy vào nhà để nhận phần bưng bê nước uống. Nó chạy ra phía sau hè, rửa mặt lại một lần nữa. Nó nhìn cái bóng của mình trong bể nước, mà buộc lại tóc và chỉnh sửa lại quần áo một cách chỉnh tề, xong mới chạy lên trên bưng ấm nước mà sáng nay các cô ở đây đã nấu. Nó bước vào trong, thấy hai người kia cũng vừa ngồi xuống, nó cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, bẽn lẽn bê nước vào. Mặc dù tay đang run nhưng mà nó vẫn thận trọng rót nước vào trong cốc mà nhỏ nhẹ bê lên mời bà Bình và hai người giàu có kia. Người phụ nữ thấy con bé sắc sảo nên có vẻ lấy làm hài lòng lắm. Bà ấy gật đầu nhận lấy ly nước từ tay Ngân mà cười tươi tắn. Bà Bình nhìn ra hiệu ý bảo Ngân đi ra ngoài để bà nói chuyện. Nhưng mà cũng giống như những lần trước, Ngân vâng dạ đầy lễ phép bước ra ngoài nhưng thực ra là Ngân đứng nép sau cửa để nghe lén cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Qua câu chuyện Ngân nghe được hai người vừa tới đây chính là ông Khoa, bà Hồng. Hai người đã lấy nhau hơn 10 năm nhưng mà cố mãi vẫn không có nổi muộn con. Hai người nay cũng đã ngấp ghé gần 40 rồi nên cũng mong có một đứa con cho vui nhà vui cửa. Ông Khoa có vẻ đềm đạm mà cũng thú thật với bà Bình, thú thật với chị là vợ chồng chúng tôi bao nhiêu năm cứ bon chen mà làm ăn mà cũng chẳng chú trọng tới chuyện con cái nên bây giờ cố mãi mà chẳng được. Bà Hồng cũng nói thêm vào, thú thật với bà, vợ chồng chúng tôi bây giờ cũng có kinh tế rồi, giàu thì không quá giàu nhưng mà cũng gọi là có dư giả nên bây giờ cần một đứa con mà thủ thỉ cho đỡ buồn bà. Ngân đứng bên ngoài, càng nghe mà càng sáng mắt. Bởi qua lời bà Hồng tâm sự với bà Bình thì gia đình nhà ông bà có một xưởng gia công nhỏ, nhưng mà làm ăn cũng khấm khá, mà quan trọng hơn hết là nhà của bà Hồng lại ở thành phố. Ngân đã biết bao nhiêu lần mơ tưởng đến thành phố, nơi mà theo trí tưởng tượng của Ngân là đầy giàu sang và đẹp đẽ. Mấy lần đi học ấy, cứ nhìn vào mấy cái hình vẽ ở trốn thành phố mà Ngân cứ thích mà ngắm mãi không thôi. Càng nghe lén, Ngân lại càng thích thú về cuộc sống giàu sang của bà Hồng. Trong lòng Ngân cứ nôn nao hy vọng mình được lọt vào mắt xanh của đôi vợ chồng giàu có này. Càng nghe đến sự giàu sang là Ngân đã càng cảm thấy chán trường với sự nghèo khổ và thiếu thốn ở nơi đây. Trong đầu Ngân bắt đầu suy tính đến chuyện phải làm cách nào để mà có thể tạo được sự chú ý của đôi vợ chồng giàu có này. Sau một lúc trò chuyện thì bà Bình đứng dậy lấy sắp hồ sơ có thông tin của bọn trẻ ở trong trại trẻ này. Lúc bà Bình đứng dậy thì Ngân đã nhanh chóng trốn vào sau cánh cửa. Khi bà Bình đã đi khuất, Ngân lại tiếp tục đứng nghe lén cuộc trò chuyện của hai vợ chồng nhà bà Hồng. Bà Hồng lúc này thủ thị với ông Khoa đầy hy vọng lần trước em đi xem thầy thì thầy bảo nếu mình nhận con nuôi thì sau này có vía mà sinh được con hy vọng lần này chọn được một đứa cho ưng ý đứa con nuôi này sau này mình sẽ gả cho con ruột của mình như vậy là chúng ta vẫn là người một nhà ông khoa nghe thấy vợ hứng khởi mà cũng buồn cười em hay nhỉ biết con mình sau này là gái hay trai mà tính chuyện gả cưới cho con em cứ linh cảm ấy sau này mình sẽ có một đứa con gái đấy nên lần này em muốn nhận nuôi một đứa con trai nghe tới khúc này Ngân đã thấy nóng mặt khi nghe bà Hồng thích con trai. Như vậy thì chả hóa ra là Ngân mất cơ hội à. Ngân cứ buồn trồn mãi mà không biết làm sao. Câu chuyện sau đó của nhà bà Hồng, Ngân nào có tập trung mà nghe được nữa. Bỗng có tiếng bước chân từ xa, chắc là của bà Bình. Nên Ngân lại nhanh chóng, nín thở, đứng nép mỏ góc. Sau đó giữa bọn họ không có nói gì thêm mà chỉ nghe thấy tiếng giấy tờ sột soạt mà ông Khoa lấy ra xem. Càng đứng bên ngoài, nghe tiếng sột soạt kia mà Ngân càng nóng ruột, cứ trông cho vợ chồng ông Khoa lên tiếng, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Bây giờ đến giờ cơm rồi, mời hai anh chị xuống ăn cơm với mấy đứa nhỏ. Là tiếng của bà Bình mời gọi, bởi bây giờ cũng đã đến giờ cơm rồi, Ngân thấy thế thì nhanh chóng mà lùi đi mất. Nó khôn lanh mà chạy ngay xuống bếp, phụ mấy cô dọn bát đũa và sắp xếp gọn gàng. Mấy cô ở đây nhìn nó mà cũng ngạc nhiên Bởi ngày thường khi sai nó việc vặt Thì Ngân nó vẫn làm Nhưng mà chẳng có chút nào nhiệt tình Thậm chí có khi còn vùng vằng Có vẻ không vui Bữa cơm hôm nay có sự đặc biệt Bởi vì toàn thịt là thịt Đây là điều mà bọn trẻ ở đây chưa từng dám mơ tới Bởi kể cả là Tết Thì bọn chúng cũng chưa được ăn thịt cho đã thèm Mà việc hôm nay Cơm có thịt cũng là quà Mà vợ chồng ông Khoa mang tới Ngân nhìn đĩa thịt đang bốc khói thơm lừng mà nuốt nước bọt ừng ực. Nó thèm lắm, bởi nó cũng nào có khác gì mấy đứa trẻ ở đây đâu. Nó định bốc ăn vụng một miếng, nhưng mà lại nghe thấy tiếng hai vợ chồng ông Khoa từ xa. Nên nó nén thèm thuồng lại mà tỏ ra ngoan ngoãn, cặm cụi, sắp xếp bàn ghế. Sau khi làm thủ tục cảm ơn vợ chồng ông Khoa thì đám trẻ được ngồi vào bàn ăn cơm. Mấy đứa thèm thuồng ăn như hổ đói, Ngân cũng bỏ một miếng thịt vào miệng. Nó ngọt và thơm tới nỗi mà nước bọt cứ túa ra khiến nó nuốt ừng ực. Ngân khẽ đưa mắt nhìn bà Hồng, nó thấy bà ấy đang đưa đôi mắt nhìn đám trẻ đang háu đói mà cười hiền từ. Ngân chợt khựng lại, nó thầm suy nghĩ. Nếu như nó kìm cái cơn thèm khát này lại mà ghi điểm thì nếu được nhận nuôi thì cuộc sống nó sau này tha hồ mà ăn thịt chứ không phải là một bữa ăn được ban phát như hôm nay. Nó liếc nhìn qua ông Khoa thì thấy ông ấy đang nhìn chằm chằm vào trường đầy chăm chú. Ngân có chút trột giả bởi ban nãy hai người này ban bạc với nhau là thích con trai. Bình thường Ngân cũng có quý mến trường nhưng mà khi trường có được sự chú ý của ông Khoa thì nó đâm ra khét và thấy khó chịu vô cùng. Nó nén cái sự xấu tính của mình lại mà cố cười nhẹ. Nó ngừng ăn thịt mà cầm cái bát thịt đứng dậy đi chia chác cho mấy đứa nhỏ hơn. Mấy đứa nhỏ thì dạy bọn chúng có thịt thì cứ gieo lên mà gây sự chú ý cho bà hồng bà hồng nhìn sang thấy ngân đang chia thịt cho mấy đứa nhỏ liền chú ý mà đem lòng thắc mắc bà tiến lại gần hỏi ngân cháu không thích ăn thịt hay sao mà lại chia cho mấy em vậy trong nồi còn đồ ăn mà ngân phòng ta lại từ tốn mà đáp lời dạ cháu thích ăn thịt lắm chứ nhưng mà mấy em còn nhỏ cháu là chị nên phải nhường cho các em ăn bà hồng thấy ngân hiểu chuyện cùng vẻ ngoan ngoãn của nó mà lấy làm cảm động bà rưng rưng nước mắt mà xoa đầu đứa bé tội nghiệp ngân vẫn thấy ánh mắt của ông khoa vẫn dừng lại ở phía trường nên ngân lại lén vòng sang lấy thêm thịt rồi mang lại cho trường trường là con trai nên cũng vô tư lại là tuổi ăn tuổi lớn vì vậy có đồ ăn thì cứ ngoan ngoãn mà ngồi ăn thôi nhưng mà Trường nào có biết là Ngân đang cố tình làm vậy để cho vợ chồng ông Khoa nghĩ rằng Trường là một đứa tham ăn tục uống mà chẳng biết nhìn ai. Cơm nước xong xuôi rồi thì mấy đứa nhỏ đi về phía khu nhà phía sau mà nằm ngủ hết, còn Ngân vẫn nán lại để rửa bát. Nó vừa cọ cái nồi vừa hậm hực, trong đầu nó cứ nghĩ, thôi cố gắng biết đâu, hôm nay là ngày cuối cùng nó phải nai lưng ra làm mấy việc khổ cực nơi đây. Nó nhìn ra phía xa thì thấy vợ chồng ông Khoa đang đi thăm vườn rau và xem chỗ ăn ở của mấy đứa nhỏ. Ngân nhìn phía ghế chỗ người ta ngồi uống nước thì thấy cái túi sách của bà Hồng đang để đấy nên nó lại lặng lẽ mà tiến lại gần. Nó đưa tay sờ lên cái túi da bóng lộn. Lần đầu tiên nó được đụng vào mấy cái thứ đắt tiền thế này. Đồ đắt tiền có khác, sờ vào là thấy mịn lá ngay. Nó nhìn quanh quất mà chẳng thấy ai. Trong đầu nó bỗng nảy ra một ý khiến nó vui mà cười ra mặt ngân thò tay vào bên trong túi bằng một cách khéo léo nó nhón lấy cái ví của bà hồng nó như sợ hãi trước hành động của mình nên nó nhìn quanh quất khi chẳng thấy ai nó lận ngay cái ví vào lưng quần rồi kéo cái áo kéo thụp xuống xong nó chạy thục mạng về phía giường ngủ của mình ánh mắt nó lúc này không còn vẻ ngây thơ của một đứa trẻ con nữa nó bắt đầu tựa lưng vào tường và có những suy nghĩ đầy toan tính và mưu mô bà Hồng và ông Khoa đi tham quan xung quanh chạy trẻ về thì trời cũng ngả dần về chiều suốt cả buổi trưa hôm đó Ngân không hề ngủ một chút nào trong tâm trí của nó toàn nghĩ đến việc phải tìm cách chen chân vào gia đình bà Hồng nó cứ nằm suy nghĩ mãi biết rằng ý bà Hồng muốn nhận một đứa con trai nhưng biết đâu được với sự thể hiện khéo léo của nó thì có khi nào bà ấy sẽ đổi ý hoặc cũng có thể cái người mà ông Khoa lựa chọn chính là Trường bởi nó thấy ánh mắt ông ta cứ nhìn đăm đăm vào Trường nó cũng phải cố gắng làm sao để hai vợ chồng bọn họ có thể nhận thêm nó về nữa. Khi ông Khoa và bà Hồng đã quay trở lại phía sân thì lúc này hai ông bà cũng bàn bạc thống nhất với bà Bình sẽ nhận nuôi đứa nào Lúc này đám trẻ trong trại trẻ cũng dậy hết Mấy đứa cùng tụ ra sân để nhận sữa mà bà Hồng mang tới Ngân để ý, ánh mắt của ông Khoa vẫn cứ sán chặt lên phía trường Nhìn ánh mắt của ông ta thì rõ ràng ông ấy rất ưng mắt với trường Dù gì trường cũng trắng trẻo, sáng sủa và hơn hết trường nhìn vào đã thấy là một đứa trẻ sáng dạ Ngay cả Ngân cũng cảm thấy thích trường, huống hồ gì là người khác Ngân cảm thấy trột dạ bởi nếu ông Khoa càng thích trường thì cơ hội của nó lại càng bớt đi. Chờ cho lúc ông Khoa đang quay lại thảo luận với bà Bình, Ngân đã lại phía trường dù gì vào tay cậu. Mấy cô bảo cậu ra phía sau khu bếp, sách hộ bó củi vào phía bếp kia. Trường cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ta gật đầu rồi quay người đi ra phía sau. Khi bóng trường đã đi khuất, Ngân mới cảm thấy thở phào yên tâm. Một lúc sau thì ông Khoa đã bàn bạc xong, lúc này bà Bình quay lại phía Ngân mà hỏi. Ủa chứ thằng Trường nó mới đứng đây đã đi đâu rồi Ngân Ngân làm sao vẻ thơ ngây Nó nói một cách đầy vô tình Nhưng mà trong giọng nói ngụ ý Bảo Trường đã tự ý rời khỏi đây Con cũng không biết nữa Lúc nãy đứng đây không biết Trường khó chịu cái gì Mà bỏ về phía sau chỗ ngủ chưa rồi Khi Ngân nói vậy Bà Bình có vẻ khá thất vọng mà thở dài Ngân lúc này mới liếc qua bà Hồng Xong rồi nó thận trọng đi gần tới chỗ bà Hồng Lay lay vào cánh tay Cô ơi cái này có phải của cô đánh rơi hay không Nói rồi Ngân chìa cái ví ra phía trước mặt bà Hồng Bà Hồng lúc này mới vội vàng mở túi sách của mình Để kiểm tra thì thấy cái ví không còn ở trong đấy Nhận lấy cái ví từ tay của Ngân Bà thở phào nhẹ nhõm Bởi trong đó bao nhiêu giấy tờ quan trọng Ngân lại làm ra bộ ngây thơ mà giải thích Cháu nhặt được Nên đoán là của cô Bởi trong ngày chẳng có ai dùng thứ này cả Cháu cũng chưa mở ra đâu Cô kiểm tra xem có mất cái gì không ạ nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, vô lễ phép lại trung thực, bà Hồng thấy vui lòng, xoa đầu Ngân rồi khen. Cháu quả là một đứa trẻ trung thực, cháu nhận được cái ví ở đâu vậy? Ngân có vẻ trột dạ trước câu hỏi của bà Hồng, nhưng rồi đôi mắt của nó láo liêng trong chốc lát. Nó nhớ ngay vào ban trưa, bà Hồng có đi qua vườn rau nên nó nhanh chóng tìm ngay một lý do. Cháu buổi trưa có đi ra phía vườn rau để tưới mấy cây hoa cháu trồng, thế nên mới thấy cái ví rơi ở đấy. Từ những biểu hiện của ngân từ sáng tới giờ, bà Hồng rất hài lòng, bà nghĩ đây cũng là một nhân duyên ông trời đưa tới để bà có thể kết nối với một đứa cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thật thà như thế này. Từ hành động lễ phép rồi đến cách mà ngân dường nhịn thịt vào bữa trưa cho các em và cả lần này khi ngân thật thà trả cái ví cho bà Hồng, mặc dù trong ví có rất nhiều tiền, bà Hồng tin rằng nếu mà nhận đứa con gái này làm con nuôi thì có lẽ cuộc sống sau này của vợ chồng bà sẽ không phải lo nghĩ nhiều, bởi một đứa con ngoan và hiểu chuyện thế này, bà không cần phải lo lắng nhiều nữa. Ông Khoa thấy vợ nhìn chằm chằm vào ngân và nắm chặt tay nó, ông có vẻ đắn đo, quay sang hỏi bà Hồng, "Không phải lúc sáng em bảo là muốn nhận một đứa con trai hay sao?" Bà Hồng đưa mắt nhìn về phía xa, nơi một khu nhà nghỉ, khi trường quay lưng rời vào đó, Bà tặc lưỡi có vẻ hơi tiếc nuối Xong rồi trả lời với ông Khoa Chắc có lẽ cậu bé kia chưa có duyên với vợ chồng mình Hoặc cũng có thể là cậu bé đấy không thích được nhận nuôi Nên mới bỏ ra sau Nếu như cậu ấy đã không thích Thì việc vợ chồng mình ép uổng Có khác nào là làm khổ nó đâu Ngân nghe thế đây Thì trong bụng đang mừng thầm Và đang sướng rôn lên Vì chắc mầm cơ hội đang đến với mình rồi Và quả thật như Ngân dự đoán Ngay sau đó ông Khoa và bà Hồng Đã quyết định nhận nuôi Ngân ngay khi bà Hồng nói với bà Bình rằng muốn đưa Ngân rời đi trong chiều nay thì nó lại làm ra vẻ yếu đuối mà bật khóc tu tu, nó chạy lại ôm lên chân bà Hồng mà tìm sự thương hại. Nhưng một con sẽ nhớ mọi người và các em lắm. Ngân càng cố tỏ ra như thế thì bà Hồng lại càng thương, bà cũng rơm rớm nước mắt mà ôm lấy đứa bé tội nghiệp. Ngoan, có lúc rảnh cô sẽ đưa cháu về đây thăm mọi người nhé nói dứt lời bà bình cũng thúc giục ngân đi vào trong nhà thu dọn quần áo để cho bà bình bàn giao giấy tờ cá nhân của ngân cho vợ chồng bà hồng ngân đang khóc thút thít là thế ấy vậy mà quay lưng một cái đã nhuẹn miệng cười nó chỉ khẽ cười thôi chứ cũng chẳng dám để cho mọi người nhìn thấy lúc vào đến phòng ngủ nó bắt gặp trường đang vác bó củi đi vào ngân có nhìn trường với ánh mắt đầy ái ngại nhưng rồi nó đưa đôi mắt giáo hoảnh mà nhìn trường mình được chọn nuôi rồi, mai mốt có ghé về thì mình mua quà cho trường nghe. Trường không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu rồi lại tiếp tục ôm bó củi đi ra sau bếp. Ngân nhìn theo bóng lưng trường mà có chút thối lỗi. Rõ ràng cơ hội đổi đời này là của trường nhưng mà Ngân lại cướp mất. Nhưng rồi Ngân cũng chẳng nghĩ lâu mà biện minh cho chính mình rằng cũng là vì cái nghèo, cái khổ nên nó mới làm cách đó. Nó tự hứa với lòng rằng nó khi có cuộc sống sung sướng rồi thì nó sẽ tìm cách đưa trường ra ngoài hoặc chí ít nó cũng sẽ mua thật nhiều quà cho trường mỗi khi nó được quay lại đây xem như là để bù đắp. Ngân đi vào cái góc mình nằm trước cái giây phút được bước chân vào nhà giàu khiến nó cảm thấy mọi thứ trước mắt sao mà chật trội và bẩn thỉu Nhét vội mấy bộ áo quần nó vơ thêm cái con gấu bông cũ mềm đã dính màu mốc mà nó được cho cách đây mấy năm xong rồi nó bước ra khỏi chỗ đó một cách dứt khoát khi ngân quay trở ra vợ chồng ông khoa đã chờ nó ở xe rồi trước mặt mọi người nó cũng cố làm ra vẻ biện dịn và quyến luyến mà cúi gặp người chào tạm biệt nhưng mà khi lên xe rồi nó háo hức đưa mắt nhìn phía trước chứ chẳng hề quay lưng nhìn lại phía sau bất kỳ một lần nào nó ngồi trong xe mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng sáng nay đám trẻ ùa nhau ra sờ mó cái xe ô tô đầy thích thú nhưng nó không ngờ cái giây phút này nó lại được ngồi trong chiếc xe này nó cứ ngỡ là mơ mà nhắm mắt đầy hưởng thụ, còn bà Hồng cứ nghĩ nó quá lo lắng mà mệt nên cũng chẳng làm phiền để cho nó ngủ một lát. Ngân nó ngủ thật, bởi cái xe đi cứ rung rung làm nó ngủ lúc nào không hay. Lúc nó được bà Hồng gọi dậy thì nó đã ngỡ là mình lạc lên thiên đàng, bởi ở đây phố xá ngập tràn đèn, sáng trưng đủ màu, chứ không phải cái bóng đèn tròn màu vàng vọt như ở cái trại trẻ nó từng ở. Bà Hồng nhìn nó đầy hiền từ mà gọi, Ngân, con dậy vào trong ăn tối với bố mẹ đi khéo đói. Dạ, cháu. Ngân chưa nói xong, thì ông Khoa cũng đã ngắt lời mà dặn nó. Này con cứ gọi chúng ta là bố mẹ chứ, xưng cháu mà làm gì nữa. Ngân làm cho bộ bẽn lẽn, mà vâng dạ, rồi cùng theo chân vợ chồng ông Khoa vào quán ăn gần đấy, đối với Ngân thì bây giờ tất cả mọi thứ trước mắt đều lạ lẫm, nhìn bất cứ gì nó cũng đều cảm thấy thích thú. Bà Hồng gọi ra một bàn đồ ăn toàn cá thịt, mới chỉ ngửi mùi thơm thôi là cái bụng của Ngân đã réo sôi lên vì đói, nước bọt trong miệng cứ thế mà túa ra khiến nó không kiềm chế được. Nhìn con gà luộc thơm phức ở trên đĩa mà nó cứ thèm, mắt nó sáng long lanh lên. Ở trong trại trẻ, năm thì mười họa mới có một bữa thịt, thịt lợn đã là hiếm chứ nói gì tới thịt gà. Nhớ có lần Tết, có một con gà được nhà nào gần đấy mang qua cho. Mấy cô nấu một nồi cháo gà to thật to, nhưng thực ra cũng là cháo loãng, chứ lấy đâu ra cho nhiều mà được ăn xả láng. Con gà được chặt nhỏ ra cho mỗi đứa một miếng gọi là ăn lấy vị. Các cô ở đấy còn phải nhịn miệng mà nhường cho mấy đứa trẻ. Ngân và trường lớn hơn nên cũng chỉ được ăn cái miếng xương sầu mà nhường miếng thịt cho mấy em nhỏ hơn. Gặm cái chân gà Ngân nó cứ nhìn cái miếng thịt đùi mà ứa nước miếng Nhưng mà đối với nó khi đó được ăn cái chân gà cũng là đã quá tốt rồi Nay trước mặt nó là nguyên cả con gà Nó háo hức mà không nghĩ rằng có lúc chỉ một mình nó được ngồi trước bàn ăn thịnh soạn như thế này Bà Hồng thấy nó háo hức nhưng cũng chẳng chờ lâu nữa mà vội gấp cho nó cái đùi gà mà hối thúc Ăn đi con, ăn còn nóng mới ngon Ngân cật đầu ngoan ngoãn nhận lấy. Cơn đói cùng sự thèm thuồng khiến nó ăn như hổi đói mà quên mất đi cái phép tắc mà nó đang cố gắng thể hiện. Ăn hết cái đùi rồi nó vẫn chưa đã. Cái mùi thơm ngọt của thịt gà vẫn còn đang đọng trong khoang miệng của nó khiến nước bọt vẫn không thôi túa ra. Lúc này thì cái bụng đói cũng đã tạm được lấp đầy nên nó chợt nhận ra là ban nãy nó đã vì đói quá mà quên mất chuyện giữ phép tắc. Nó thu đôi mắt thèm thuồng lại mà ngồi len lén nhìn vào đĩa thịt gà. Ông Khoa thấy nó rụt rè thì cứ nghĩ là nó ngại nên ông lại động viên nó, ăn thêm vào đi con, thức ăn còn nhiều mà. Ngân làm sao vẻ mặt tội nghiệp mà thỏ thẻ trong miệng. Ở trại trẻ mà được ăn một miếng như thế này là nhiều rồi ạ, à? phần còn lại cất dành để mai còn ăn nữa chứ ạ. À? Bà Hồng nghe Ngân nói vậy mà thêm mùi lòng, bà khẽ quay qua nơi khác mà chấm giọt nước mắt đang trực rơi, bà ôm lấy nó mà không thôi xúc động từ giờ hết khổ rồi ngày ngày nào con cũng có cơm có thịt ăn đủ đầy nên đừng có bận tâm tới những chuyện thế này nữa nói rồi bà hồng lại gắp thêm thịt cho nó lúc này ngân ăn đã thấy thoải mái và ngon miệng hơn hẳn nó xấu niềm vui và trong lòng về lời hứa hẹn về một cuộc sống sung túc ban nãy của bà hồng ăn xong rồi nó được dẫn đi qua cửa hàng mua một ít chăn gối và quần áo. Mặc dù bà Hồng cứ hỏi ý nó là muốn mua loại nào, màu gì, nhưng đối với nó mà nói chỉ cần được mua đồ mới đã là chuyện quá xa xử rồi. Ở cái trại trẻ, cái chăn cũ mốc của nó chỉ mỏng dính, mùa đông đắp cũng chẳng đủ ấm Tên mấy đứa cứ phải nằm nép sát vào nhau để mà tìm chút hơi ấm, quần áo cũng toàn là quần áo cũ người ta mang cho, đứa lớn mặc chật thì tới đứa nhỏ, nên bây giờ khi đã được mua những thứ này, nó thấy đó là một ân huệ thật lớn rồi. Mua bán xong thì bố mẹ dẫn nó về nhà, nó bạo dạn mà gọi vợ chồng ông khoa là bố mẹ ngay, chứ chẳng có e ngại gì hết, rõ ràng nó là một đứa trẻ rất biết cách lấy lòng, nó được đưa về một căn nhà lớn, căn nhà hai tầng, cùng đèn rất là nhiều. Xung quanh đó vẫn là những ngôi nhà cấp 4 hoặc họa hoàn lắm là những căn nhà xây tường gạch kiên cố. Mỗi căn nhà của bố mẹ nuôi nó và bây giờ là nó mặc định là nhà của nó rồi thì căn nhà nổi bật nhất và cũng lớn nhất trong cái khu này. Rõ ràng bố mẹ nuôi của nó rất giàu. Nó được dẫn vào trong nhà. Cái sàn gạch mát lạnh khiến nó sướng rơn người. Ở trại trẻ, chỉ mỗi chỗ gian tiếp khách mới được trải nền xi măng mà thôi. Nó cứ in bản chân xuống dưới sàn gạch mà cảm nhận cái miệng láng và mắt rượi của gạch. Bà Hồng thì nó cứ đứng ngẩn ngơ ở thềm, lại hối thúc nó. Ngân, đi dép vào, kẻo lạnh chân. Nó vẫn cứ miết chân xuống sàn, cười tươi. Con thích như thế này mẹ, con chưa được đi vào sàn gạch bao giờ. Thấy nó nói chuyện, bà Hồng lại càng thương. Ông Khoa dẫn nó lên tầng 2 rồi chỉ cho nó cái phòng ở góc bên trái. Đây là phòng của con, chút nữa mẹ sẽ lên trải giường rồi phụ con dọn phòng nhé. Ngân vâng dạ, mà sướng rơn người lên Ở chạy trẻ một cái giường bé xíu mà tận 3 đến 4 đứa nằm chung Nay một mình nó được nằm ở một cái giường lớn mênh bông thế này Nó vui tới nỗi mà chạy lại sờ từng cái nan giường Ông Khoa thấy nó thích thú như thế thì cũng không nỡ mà ngăn cản Ông cứ thế đi ra ngoài để cho nó được tự nhiên Khi ông Khoa đi rồi Ngân mới thực sự thoải mái mà đi khắp căn phòng Nó nhìn giường tủ Từng viên gạch trên sàn cho đến cả màu sơn trên tường, nó sung sướng mà cảm tưởng đã có tất cả mọi thứ trong tầm tay. Cánh cửa mở ra là bà Hồng bước vào, nó lại nhanh chóng thu vào cái vẻ háo hức ban nãy mà lại lễ phép chào, "Con chào mẹ." Bà Hồng nghe thấy nó gọi một tiếng mẹ thì hạnh phúc lắm. Bao nhiêu lâu nay bà trông mong cũng chờ để được một tiếng gọi mẹ như thế này, bà trải ga giường rồi soạn quần áo vào tủ cho nó rồi thúc giục mau vào đi tắm đi con, cả ngày hôm nay mệt rồi, nên làm mà ngủ sớm đi. Bà Hồng rúi vào tay nó một cái váy màu hồng rồi chỉ về phía nhà tắm cho nó. Trong phòng tắm, cũng lát toàn gạch hoa, thêm cả có chai sữa tắm thơm lừng. Ở trại trẻ, toàn là cục xà bông nhỏ thó, mấy đứa chia nhau. Lần nào tắm xong, tóc nó cũng khô queo mà sủ lên hết. Nó đánh sữa tắm cho nổi bông lên Rồi thoa khắp người Mà tưởng tượng mình như nàng công chúa Trong chuyện cổ tích mà nó từng đọc nó cứ mải mê mà vùng vẫy trong cái thế giới nó đang tưởng tượng. Nó ở lì trong nhà tắm lâu tới nỗi mà bà Hồng phải đứng trước cửa nhà tắm mà gọi. Con ơi, tắm xong chưa? Sao mà lâu thế? Ngân giật mình, vội vàng đứng dậy rồi lúng túng. Dạ, con ra ngay ạ. Ngân bước vào phòng với cái váy hồng ban nãy mà bà Hồng đưa cho. Đây là lần đầu tiên nó được ăn mặc đẹp như thế. Nó đứng trước gương tự nhìn ngắm mà ngẩn ngơ mãi. Nó đẹp như một cô công chúa vậy. Trong chốc lát chỉ sau khi thay một bộ đồ, nó cứ như vịt hóa thiên Nga mà không còn cái vẻ nhếch nhác nghèo nàn của ban chiều nữa. Bà Hồng nhìn con gái xinh đẹp mà cũng lấy làm hài lòng, bà ngồi cạnh bên chải tóc rồi buộc tóc cho nó, bà cũng mở lòng mình mà tâm sự. Cái cảm giác của một đứa con này mẹ đã chờ lâu lắm rồi, thật sự mẹ vẫn chưa tin là mình được làm mẹ. Nói rồi, bà Hồng lại nghẹn ngào mà chẳng thể nói tiếp. Ngân cũng nhanh ý mà ôm trầm lấy bà Hồng, Mà nức nở, con cũng chưa biết có mẹ là như thế nào. Hai mẹ con cứ ngồi sướt mướt mãi cho tới khi ông Khoa hối thúc thì bà Hồng mới chịu rời về. Cũng chẳng trách bà Hồng được bởi cái cảm giác này bà đã trông chờ từ lâu lắm rồi, bà cứ bịn dịn mãi muốn ngủ cùng con. Ông Khoa thấy thế thì cũng nóng ruột, con mới về còn chưa quen nên em để cho con thoải mái chứ. Ông Khoa nói mãi thì bà Hồng cũng xuôi mà rời về. Trước khi bà Hồng quay đi, còn không quên giặt ngân nhớ đắp chăn kẻo lạnh. Nhìn sự quan tâm này của bà chắc chắn là thật tâm bởi bà lo lắng cho nó từng ly từng tí một đèn trong phòng tắt đi chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ mờ của đèn ngủ ngân nằm trên giường mà hít thà cái mùi mới của chăn gối mùi sữa tắm còn thơm thoang thoảng trên người khiến nó cứ lâng lâng mà hạnh phúc cảm giác này trước giờ nó chỉ dám nghĩ là trong mơ mà thôi nó cứ lăn lộn trên giường vui tới nỗi không thể nào ngủ được mãi tới khuya khi đã khá mỏi mắt rồi nó mới chìm vào trong giấc ngủ trong giấc mơ đêm hôm ấy, nó mơ thấy mình làm cô con gái trong một gia đình giàu có, có hết mọi thứ trong tầm tay. Và được bố mẹ đáp ứng được hết tất cả mọi thứ. Thức khuya là vậy, nhưng mà mới mờ sáng, nó đã tỉnh vì ở trại trẻ. Bình thường giờ này, nó đã phải thức dậy từ sớm để phụ mấy cô nấu bếp. Nó hé cửa nhìn ra bên ngoài, chưa thấy ai thức giấc cả. Trời còn khá mờ chưa sáng rõ, thế nên nó lại quay trở vào trong phòng nằm thao thức nó nhìn căn phòng rộng bênh mông mà không thôi háo hức nhìn từng viên gạch trên sàn nó ưng ý tới nỗi mà ngồi thụp xuống sờ từng viên gạch nó nằm xuống sàn cái hơi mắt lạnh từ gạch khiến nó thấy thoải mái nó rất thích cảm giác này bởi có lần nó được theo bà bình tới nhà dân gần đấy để xin hỗ trợ gạo còn nhớ cái nhà nó tới cũng là nhà khá giả nhất làng tuy không thể nào bằng ở thành phố được nhưng chí ít là ở chỗ nó cũng được tính là nhà giàu rồi nhà đó có gạch lát sàn như thế này sạch và sáng bóng nó tò mò tiến lại muốn sờ vào nhưng ngay lập tức bị đứa con của nhà đó đuổi đi từ đó nó cứ mặc định nhà nào có lát gạch như thế này là nhà giàu và cái ước mơ của nó cũng chỉ đơn giản là được đặt chân lên cái sàn gạch bây giờ được nằm trên sàn nó lại nhớ về cái lúc mà nó bị đứa con nhà giàu kia đuổi đi càng nghĩ nó càng thấy tủi thân và ấm ức nó cứ nhớ cứ ngẫm nghĩ về cái thời cơ cực trước đây tất cả mọi chuyện cứ hằn sâu vào trong tâm trí nó nó nằm như thế mà ngủ thiếp lúc nào không hay rõ ràng nằm trên sàn gạch ngủ ngon hơn nhiều nó bị đánh thức bởi tiếng hốt hoảng của bà hồng kìa ngân có giường không nằm mà sao lại nằm trên sàn vậy con ngân lúc này mới lồm cồm ngồi dậy nó định giải thích nhưng rồi trong đầu nó lại lóe lên cái suy nghĩ muốn tìm sự thương hại từ bà Hồng nên nó lại mếu máu đầy vẻ thương cảm. Con nằm sàn nó quen rồi nên nằm sàn mới ngủ được. Bà Hồng nghe con nói mà cầm lòng không nổi, dẫu biết trước là cuộc sống ở trại trẻ rất khổ nhưng mà không nghĩ cần phải chịu cơ cực nhiều như thế này. Bà ôm lấy đứa con nuôi tội nghiệp mà vuốt ve nó. Yên tâm, từ giờ ở với mẹ, con sẽ không phải khổ nữa, mẹ sẽ bù đắp cho con, sáng hôm đó cả hai vợ chồng ông khoa đều nghỉ làm để đưa ngân đi chơi và mua thêm sách vở việc học trước đây còn giang dở nên ông khoa quyết định chuyển trường cho ngân lên thành phố để đi học thủ tục chuyển cũng mất khoảng một tuần nên hai vợ chồng cũng tranh thủ đưa ngân đi chơi ngân được đi khắp nơi từ công viên tới chỗ vui chơi chỗ nào cũng lạ mắt và thích thú với nỗi mà ngân cứ muốn đi mãi chẳng muốn về Ngân được mua sách vở mới, bàn ghế ngồi học cũng mua mới, nó được mua sắm không sót thứ gì từ đầu đến chân. Chỉ trong một buổi sáng, nó đã lột xác từ một đứa con nhà nghèo thành một cô tiểu thư của một gia đình khá giả. Tầm trưa, thì cả nhà trở về, Ngân được ngồi xem tivi ở phòng khách. Cái tivi màu sắc nét chiếu đủ thứ chương trình, cái quạt mát rượi thổi những hơi mát đầy dễ chịu. Nó thấy bây giờ cuộc sống chẳng có thể gọi là tốt hơn nữa khi nó đang mải mê xem chương trình tv thì nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài nó nhìn ra phía xa thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi đang bước vào mặc dù không biết là ai nhưng nó vẫn nhanh nhẩu đứng dậy cúi đầu chào nó đã nghĩ rồi cho dù là ai thì miễn là có quen biết với bố mẹ nuôi thì chắc là người giàu có nên nó ngoan ngoãn cũng là điều có lợi người phụ nữ kia nhìn nó không có chút nào là thiện cảm Mặc kệ sự chào hỏi của nó, bà ấy vẫn đi tạt ngang qua mặt nó mà đi thẳng vào trong bếp. Nó đứng từ bên ngoài, vẫn nghe rõ tiếng bà ấy quát tháo bà Hồng. Anh chị này gớm nhỉ? Dám có mặt tôi đi nhận con nuôi sao? Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, thà là ở không, chứ sao lại nhận con nuôi? Lúc này, ông Khoa nghe ồn ào, nên từ trên lầu bước xuống can ngăn. Thôi nào mẹ ơi, chuyện này là vợ chồng con cũng bàn bạc kỹ lắm rồi mới quyết định. Với cả thầy cũng bảo có con nuôi thì mới lấy vía sinh con còn gì. Ngân là đứa sáng dạ, nó nghe thoáng qua là hiểu ngay, người phụ nữ đang làm ầm ĩ ở nơi đây chính là mẹ ruột của ông Khoa mà nó phải gọi là bà nội. Nhưng mà lời giải thích của ông Khoa khiến cho nó nhận ra một điều, chính là nó chỉ là một đứa con nuôi với mục đích để cầu may, mong rằng sau này hai người bọn họ sẽ có một đứa con ruột. Thế nên, cái vị trí của nó trong căn nhà này thật sự sẽ lung lay nếu như có một đứa em. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa bận tâm nhiều đến chuyện này. Bởi dù sao chuyện có em chưa phải là bây giờ. Điều nó lo lắng nhất chính là người mà nó sẽ gọi là bà nội. Đang làm âm ý, phản đối cái chuyện nó được chuyển về đây sinh sống nó vẫn nghe rõ tiếng bố mẹ nuôi của nó giải thích với bà giang tức là người mà nó gọi là bà nội nhưng mà cho dù nói cỡ nào thì bà ấy vẫn một mực phản đối và chửi bới sau một hồi thuyết phục bà giang cũng đi ra ngoài nhìn một lượt từ đầu tới chân của ngân chắc là vì bà ấy nghĩ ngân còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhiều thế nên cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng trước mặt của nó anh chị đã quyết nhận con nuôi rồi thì chọn cũng nên chọn một đứa con trai chứ con trai còn có thể cậy nhờ Sau này nó có lấy vợ Thì anh chị coi như cũng có thêm con Chứ nhận con gái nuôi nó cho đã Rồi sau này nó bỏ đi ra lấy chồng Thì cũng nhược bằng là không Thế hóa ra anh chị đi nuôi con người dưng à Ánh mắt của Ngân có vẻ thất thần Nó hiểu cái điều bà Giang vừa nói Bởi vốn dĩ nó lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn Nên buộc lòng nó phải khôn hơn trước tuổi Nó bây giờ cũng đang gấp ghé sang tuổi thứ 8 Nên những chuyện như thế này có gì đâu mà lạ lẫm. Nó bắt đầu thấy hơi sợ hãi mà lùi chân về phía sau. Ngay từ đầu bố mẹ nuôi của nó cũng muốn nhận một đứa con trai nhưng chỉ vì nó dở thủ đoạn nên nó mới may mắn lọt chân vào được gia đình này. Nó sợ rằng lỡ như bố mẹ nó nghe lời bà Giang thì lại đổi nó về chỗ cũ mà đem trường tới đây thì lúc đấy giấc mộng của nó sẽ vỡ tan. Cái cuộc sống sung sướng hiện tại của nó sẽ tan biến như bọt bong bóng xà phòng nhưng mà thật may bà hồng đã lên tiếng kìa mẹ đã là con nuôi con ấy thì con trai hay con gái gì chẳng được cháu nó cũng lớn rồi mẹ cũng đừng nặng lời quá nó nghe thấy lại tuổi thân ạ nó tuy ở trong trại trẻ nhưng nó là đứa hiền lành thật thà và con thấy nó cũng lễ phép nữa thế nên mẹ cũng rộng lòng cho phép tụi con nuôi nấng nó sau này có cháu ruột biết đâu cũng là một phần nhờ nó chứ sao thấy bà hồng nói bà giang cũng có vẻ nguôi chứ không còn âm ý như trước nữa. Bà Giang đi ra phía phòng khách, bà ngồi xuống nhìn chăm chú vào Ngân rồi hỏi những câu đầy chua chát. Thế mày nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu gần 6 tuổi. Thế có biết bố mẹ ruột là ai không? Ngân thấy sự căng thẳng của bà Giang, hơn nữa ngay lúc này nó sợ hãi nhất là việc bị trả về trại trẻ nên nó cố làm ra bộ mặt tội nghiệp. Nó bắt đầu thút thít khóc mà kể lể để cầu mong một chút sự thương hại giờ cháu nào có biết bố mẹ là ai đâu ạ, à? cháu chỉ biết từ nhỏ cháu lớn lên trong chạy trẻ, trẻ mà thôi, cháu cũng muốn có mẹ. lời nói đầy yếu ớt và non nớt của Ngân dường như đã chạm tới cái tâm thiện của bà Giang. thực ra mà nói, bà Giang vốn chỉ là hơi nặng nề những câu nói trên miệng, nhưng trong thâm tâm bà là một người tốt và hiền lành bởi cho dù bà Hồng là con dâu của bà ấy hơn 10 năm nay chẳng thấy có con, nhưng bà chưa một lần nào tạo áp lực hay là ép buộc ông Khoa phải bỏ vợ. Chỉ có điều chuyện này hơi bất ngờ nên bà Giang khó lòng mà chấp nhận, chứ thực tâm thì bà cũng nào đâu có thể chối bỏ được một đứa trẻ tội nghiệp như thế. Thấy Ngân nó nói như vậy, bà cũng thôi gay gắt. Bà đứng dậy rời về mà không gây áp lực thêm cho vợ chồng ông Khoa nữa khi ông khoa tiến ra phía cổng để tiễn bà giang về bà vẫn nhìn một thoáng vào trong xong rồi nói một câu căn dặn anh chị làm như thế nào thì làm nhưng tôi nói trước con nuôi dễ mà phản phúc lắm bao nhiêu trường hợp rồi anh chị đã nuôi nó thì phải dạy dỗ uốn nắn để nó thành người ông khoa không nghĩ nhiều đến lời căn dặn của mẹ mình bởi ông mừng về sự chấp nhận của bà ấy đối với đứa con nuôi này nhưng mà cũng từ hôm đó ngân tự biết một điều rằng người duy nhất mà nó phải cố gắng lấy lòng hết mực chính là bà nội của nó bởi suy cho cùng nó thấy bà ấy là người có quyền lực có tiếng nói và có thể thay đổi được vận mệnh của nó vì vậy nó sợ hãi mỗi lần bà nội xuất hiện và luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng bà nội một cách triệt đẻ chiều hôm đó nó xin phép mẹ được đi ra phía trước đường để nhìn ngó xung quanh từ hôm qua mới về tới nay nó chưa được bước chân ra đường một lần nào nó cũng muốn nhìn ngó phố sáng rồi quan sát những nhà hàng xóm xung quanh vì chơi ở phía trước nên bà hồng cũng không đắn đo nhiều mà đồng ý cho nó đi chơi một mình nhưng vẫn không quên căn dặn là không được đi quá xa nó bây giờ đã khoác trên người chiếc váy đôi giày trông chẳng khác nào con nhà giàu cả nhưng mà sự xuất hiện của nó vẫn khiến những người xung quanh để ý bởi ở khu phố này nó thực sự rất lạ lẫm ở phía xa xa có một nhóm phụ nữ đã tụ hội nhau lại để cho con ăn. Cái góc ở đấy là chỗ có mấy cái ghế đá để cho mọi người tụ tập nói chuyện vào ban chiều. Thấy Ngân đang đứng thẫn thờ phía xa, một người phụ nữ ở trong đấy đã lên tiếng. Còi kìa, cái con bé đó là con nuôi của nhà ông Khoa đấy. Tôi cũng nghe vợ chồng nhà ấy bàn tính đến chuyện nhận con nuôi, nhưng mà sao nhà ấy ẩu thế nhỉ? Nếu đã nuôi thì phải lấy trẻ con, chứ nhìn mấy cái đứa này thì nó đã khôn rồi, nó biết nó là con nuôi, sau này nó chẳng toàn tâm toàn ý với nhà bố mẹ nuôi nó đâu. Đám người xung quanh cũng nhao nhao lên, nhưng mà có một lời của người phụ nữ đứng ở trong khóc khiến Ngân thấy để tâm. Ôi sao, mấy chị có lo xa mà làm gì, nhà ông Khoan là nhà có tiền, nếu mà con cái biết điều thì chắc chắn sẽ sung sướng, nhưng mà nếu nó lớn rồi mà định phản phúc thì nhà đó tống cổ nó đi mới hồi, thôi thủy ra sao, cũng là con nuôi, có việc gì phải luyến tiếc lời nói của mấy người kia khiến nó mồ hôi túa ra mà sợ hãi vì nó vốn còn non nớt nên nó cứ nghĩ khi đã thuận lợi bước chân vào nhà này rồi thì chắc chắn đây sẽ là nơi ở cuối cùng của nó nhưng nó quên mất rằng dù sao đây cũng không phải là bố mẹ ruột của nó việc người ta thay đổi cũng là một sớm một chiều ngay khi nó còn ở trong trại trẻ nó cũng nhiều lần chứng kiến có những nhà dân xung quanh nuôi bao nhiêu là chó mèo ấy thế mà khi chẳng đủ điều kiện nuôi nữa người ta lại tống cổ tụi nó ra đường có nhiều con mèo hoang cứ đi lại trong trại trẻ rồi thành ra tụi nó ở đấy luôn bọn đó cũng là những con mèo bị chủ bỏ rơi nó chợt lạnh gáy nó lo lắng và sợ hãi liệu rằng mình có sống những con mèo hoang đó hay không nó sợ rằng nó cũng chỉ như là món đồ chơi được vợ chồng ông khoa mang về để trang trí cho đến khi họ chán chê rồi hoặc cũng có thể là khi bọn họ có một đứa con khác thì nó cũng sẽ như những con mèo hoang bị đá ra đường không thương tiếc. Nó sợ hãi đến toát mồ hôi hột, trong đầu của nó chợt lóe lên cái suy nghĩ rằng nó phải thật ngoan ngoãn, nó phải thật là một đứa trẻ xuất chúng thì may ra nó mới có thể vững chân ở trong cái nhà này nó không dám chạy đi chơi nữa nó không học mà chạy về nhà rồi vội vàng cầm cái chổi lên quét nhà dù rằng nó đã được ở trong cái gia đình tạm gọi là giàu có này tất nhiên nó không thể nào ăn không ở không ở cái nhà này được nó phải cố thể hiện mình hết sức để cho bố mẹ nuôi không có một lý do nào để mà từ bỏ nó hết bà hồng thấy ngân mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại còn đang quét nhà nên có chút tò mò mà hỏi nó sao con đi chơi mà về sớm thế ba cái việc này để mẹ làm cũng được con không phải làm đâu ngân cố hít một hơi thật sâu mà lấy lại bình tĩnh nó trả lời bà hồng một cách đầy từ tốn con mới tới cũng chẳng quen ai ạ nên cũng chỉ đi xung quanh một lát thôi ạ những chuyện này ở trại trẻ con cũng từng làm rồi thế nên mẹ cứ để con tự làm cũng được vừa nói nó lại càng hăng hái quét nhà rồi thì quét ra cả sàn nữa nó không dám tận hưởng cái cảm giác sung sướng này một cách quá lộ liễu bởi nó đã biết sợ rồi. Người lớn quả thực là đáng sợ, nó không thể lường trước hết được những suy nghĩ của bọn họ. Không biết hôm nay nó còn sung sướng như thế này, nhưng ngày mai đây, biết số phận nó sẽ ra sao. Càng nghĩ, nó càng cầm cây chổi quét thật sạch, không dám để sót một cọng lá nào. Quét dọn xong xuôi, nó lại vào trong nhà rửa cốc chén Còn đang nằm giang dở trên bàn Rồi lấy khăn lau kỹ Từng ngóc ngách một Bà Hồng không biết việc Ngân đang thể hiện những chuyện này, bà chỉ nghĩ cuộc sống ở trại trẻ trước nay vốn dĩ là vất vả, bởi vậy nó vẫn quen cái kiểu như thế. Nhưng thôi, bà cũng không nỡ mà cản cấm, nó làm được cái gì thì cũng là điều tốt, nó đỡ đần cho bà được một phần nào, bà cũng lấy làm vui. Bà cứ nhìn đứa con nuôi tội nghiệp đang hỉ hụi lau chùi từng ngóc ngách mà thấy thêm thương nó mà thôi. Ngân được chuyển tới học ở một trường học gần nhà, khi biết nó là con nuôi của nhà ông Khoa thì hầu như ai cũng quý trọng bởi tiếng tăm của nhà ông Khoa ít nhiều cũng có. Hơn nữa, lúc vừa chuyển trường tới đây, ông Khoa cũng đóng góp vào trường không ít. Nó bây giờ đang học giữa năm lớp 2. Ở cái tầm tuổi này, nó cũng khá khôn để nhận thức được những chuyện xung quanh mình. Nó tự cảm nhận được sự đặc biệt của mình đối với những người khác, bởi ai cũng chào đón nó nhiệt tình, mặc dù nó là một đứa học sinh mới. Khi giáo viên đưa nó vào lớp để giới thiệu, nó đã nhìn một lượt xung quanh lớp. Bạn bè mới của nó, ai cũng trắng trẻo sạch sẽ, nhìn cũng đã biết chỗ này là chỗ học của những đứa con nhà giàu. Ngân được chuyển vào ngồi cạnh Hưng, cậu ấy là một cậu học sinh, học hành cũng khá giỏi. Việc Ngân xuất hiện là học sinh mới ở đây khiến cho bạn bè ai cũng chú ý tới. Nhưng rồi, chỉ sau khoảng nửa buổi học, Ngân đã chợt phát hiện ra, mức học của nó chỉ làng nhàng chứ không thể theo kịp bạn bè trong lớp. Nơi học của nó trước đây vốn dĩ là trường làng, học thì cũng bữa được bữa cái. Hơn nữa, trong tâm trí của nó, lúc đó nó cứ suy nghĩ, nó là một đứa trẻ mồ côi, sau này cuộc đời của nó rồi cũng quanh quẩn ở trong cái trẻ trẻ này, chứ nào dám mơ cao, nên ngay từ đầu, việc học hành nó đã chẳng chú tâm tới. Nó tự cảm nhận được mình không giỏi bằng các bạn bởi những kiến thức đang được học ở trên lớp đối với nó quả thật là mới lạ. Sau ngày hôm đó, khi nó đi học về, bố mẹ nuôi cũng có hỏi han về chuyện học của nó xem thế nào nhưng mà Ngân nó xấu nhẹm, nó không dám khai thật ra, nó kém cạnh hơn so với các bạn. Nó sợ rằng mình để lộ ra yếu điểm rằng mình là một đứa học sinh rốt, sợ rằng bố mẹ sẽ chán nản mà trả nó về chỗ cũ vì vậy nó đành giấu đi mà trả lời mọi chuyện vẫn bình thường từ cái ngày hôm đó áp lực của nó dường như là nhân đôi bởi nó vừa lo sợ cái chuyện bị đuổi đi nó cần phải lấy lòng bố mẹ nuôi phần thứ hai nữa nó phải cố gắng về chuyện học để bố mẹ không nhận ra con mình là một đứa kém cỏi cứ chiều về là nó lại ngồi vào bàn học mà chăm chú học lại từng chút một, mặc dù cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng mà ít nhiều cũng phần nào để không còn lạc loài với đám bạn. Việc học của nó thì vẫn đều đặn sáng tối, được ông Khoa đưa đi đón về, sách vở đồ dùng học tập, tất cả mọi thứ mà nó cần đều được bà Hồng mua mới, So với đám bạn bè trong lớp, còn có những đứa có vẻ như là gia đình giàu có hơn, nhưng so với đám bạn thì tất cả những thứ mà ngân muốn để phục vụ cho việc học, tất cả đều được bà Hồng mua cho hết, vì bà không muốn nó phải thiếu bất cứ một thứ gì cả. Việc nó dối trá chuyện học cũng chỉ là ngày một ngày hai, chứ nào có thể mà giấu được lâu bởi điểm số rõ ràng khi mà làm bài thi hay kiểm tra nhưng mà ngân để ý hưng ngồi cạnh cô học cũng khá duy có điều hoàn cảnh cũng không mấy được khá giả do cậu ấy là con trai của một người mẹ đơn thân ngân để ý thì hàng ngày hưng đều không có ăn sáng mỗi lần như vậy ngân cũng ngỏ ý phân nửa đồ ăn sáng cho hưng sau này khi thân thiết hơn chút hưng mới tâm sự rằng việc cậu được học ở trường này là do có bố chu cấp nhưng có điều bố của hưng là vì trách nhiệm chứ không phải ở chung với hai mẹ con cậu ấy thành ra việc học đã có bố lo tiền, nhưng mà cuộc sống của hai mẹ con hàng ngày cũng chật vật lắm. Ngân cũng làm thân với Hưng, một phần cũng vì đồng cảm cho cái sự khó khăn của cậu ấy, nhưng phần lớn là vì Hưng học được lại ngồi cạnh Ngân, nên Ngân cần Hưng chỉ bài để có thể hoàn thành bài vở hàng ngày. Ngân để ý đồ dùng học tập của Hưng thiếu đủ thứ, nhưng vì nghĩ mẹ vất vả nên cậu cũng không xin mẹ mua. Những khi ấy, Ngân lại cho Hưng đồ dùng học tập của mình, bởi dù sao bà Hồng cũng mua cho Ngân rất nhiều và đổi lại, Hưng luôn phải chỉ bài và cho Ngân chép bài mỗi khi làm bài kiểm tra. Cũng nhờ sự trao đổi cùng có lợi đó mà việc học hành của Ngân mới được nhẹ nhàng hơn. Hết năm học, Ngân được xếp loại là học sinh giỏi, điều này bố mẹ nuôi tự hào lắm cầm tờ giấy khen trên tay ngân thấy thở phào nhẹ nhõm bởi cũng may là suốt quãng thời gian qua nhớ ngân phải nỗ lực làm thân với hưng lắm nên mới có kết quả tốt như này ông khoa cầm bảng điểm khen ngợi con học giỏi lắm cứ cố gắng học sau này sẽ giúp cho bố được nhiều thứ đấy bà hồng cũng mừng rỡ mà đề nghị phần thưởng lần này cho con chính là được về thăm các bạn ở trại trẻ một chuyến nhé ngân có chút sững lại nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường mà cười làm ra vẻ vui mừng lắm, nhưng thực chất thì trong lòng nó chẳng vui chút nào. Ngày nó mới rời đi, nó cũng từng nghĩ tới chuyện quay về nơi đó để thăm lại những người cũ ở đấy, nhưng mà khi đã sống trong cảnh giàu có rồi, nó lại sợ cái nghèo. Bây giờ cứ nghĩ tới chuyện về lại cái nơi nghèo nàn, bẩn thỉu ấy, nó lại cũng chẳng buồn nghĩ tới. Nó cũng muốn quên đi cái quá khứ khổ sở ấy, nó muốn xóa sạch cái xuất thân bần hàn ngày xưa, nên nó chẳng muốn quay về. Theo sự sắp xếp của mẹ nuôi, thì cuối tuần nó được mẹ đưa về trại trẻ, nó vẫn còn nhớ cái lời hứa với trường lúc trước, nên nó khói ghém một số ít bút, vở và cả mấy cuốn truyện nữa để mang cho trường. Tiếp đón gia đình nó là sự vui vẻ và háo hức của mọi người, trông thì nó bây giờ rất xinh đẹp, cứ như một cô tiểu thư nhà giàu thì ai cũng lấy làm ngưỡng mộ con bé my là con bé trước đây hay ngủ chung giường với nó nay thấy nó xinh đẹp thế này chạy theo kéo váy nó mà suýt xoa ôi chị ngân đẹp thật đấy cái váy đẹp quá cho em sờ một tí em chưa được thấy bao giờ nói rồi bé my đưa bàn tay cáu bẩn của nó đụng vào cái váy màu xanh ngọc của nó ngân thấy khó chịu ra mặt khi bị bàn tay đen nhẻm kia đụng vào cái váy đắt tiền của mình nhưng mà vì có bố mẹ nuôi đang ở đấy Nên nó cũng không dám thể hiện ra cái sự khó chịu của mình Nó chỉ khẽ cười mà đưa cho con bé mi một cái kẹo Làm ra vẻ thân thiện Bé mi vô tư mà lại kéo tay nó Chị Ngân đi vào đi, trưa nay ngủ lại với em nha chị. Vừa nói, bé mi vừa lôi Ngân đi sồng sọc vào trong. Ngân chới với mà phải chạy theo nó Đứng trước cửa chỗ mà mấy đứa trẻ ngủ Ngân nhìn vào bên trong Còn người thấy rõ mùi ẩm mốc Và cái sự chật trội trong căn phòng nhỏ hẹp Lúc này chẳng có ai Nên Ngân cũng chẳng ngần ngại Gạt tay con bé mi ra Và trả lời đầy hàn học Buông ra xem nào, phiền chết đi được Nói rồi Ngân bỏ ra phía trước Mặc kệ con bé mi đang đứng đó Đầy ngạc nhiên mà nước mắt lưng tròng. Lúc trở ra Ngân gặp trường cậu ấy đang từ vườn đi vào, trên tay là một rổ rau. Thấy Trường ngân cười tươi, nhưng mà thái độ của Trường vẫn có vẻ lạnh tanh. Trường là vậy, trước giờ vẫn lầm lì khó đoán, nhưng mà Trường học giỏi lại sáng dạ. Trước đây mỗi lần được giao làm việc gì, hầu như Trường cũng phụ ngân làm hết. Đúng ra mà nói, trong lòng ngân vẫn thấy thích Trường, nó là trẻ con, cái thích của nó cũng như là sự ngưỡng mộ, chứ nó chưa biết nghĩ nhiều đến những chuyện xa xôi nó chỉ biết là với trường nó luôn đối xử một cách đặc biệt và nó thích được ở cạnh cậu ấy thấy trường ngân lại có vẻ bẽn lẽn nó lấy từ trong cặp ra một cái bọc trong đó là bút và chuyện mà nó đã chuẩn bị từ trước cho trường cho cậu này là chuyện mà cậu thích đấy trường cũng nhận lấy rồi gật đầu mà bước vào trong trường tuy có kiệm lời thật nhưng mà trước đây rõ ràng cậu ấy vẫn có nói chuyện với ngân nhưng từ khi ngân rời đi thì trường gần như là kiệm lời hẳn Ngân mặc dù thích trường là thế Nhưng mà thấy trường lạnh lùng thế kia Ngân cũng lấy làm khó chịu Mà vùng vằng bỏ ra ngoài Vừa đi nó vừa lầm bẩm Không thích thì thôi Đây cũng không thèm Bữa cơm trưa hôm đó Cũng có nhiều thức ăn ngon Do bố mẹ nuôi nó mang tới Nhưng mà Ngân nó cũng ngồi gảy gảy Mấy hạt cơm cho có lệ Chứ nó cũng chẳng buồn ăn Bà Hồng thì nó ăn ít Thì cũng ngạc nhiên mà hỏi nó Còn sao thế Đồ ăn ngon mà Sao không ăn đi nó cười cười nghĩ ngay ra một lý do dạ con đi xe hơi mệt nên không muốn ăn lắm nó nói xong thì né tránh đi ánh mắt của mẹ nuôi cũng phải thôi không lẽ nó lại nói rằng nó không muốn ngồi ăn ở cái chỗ tồi tàn thế này rồi thì chứng kiến mấy đứa nhỏ cứ bốc đồ ăn bỏ miệng khiến nó thấy khó chịu nhưng mà tất cả nó phải thu lại hết nó không được thể hiện bất cứ điều gì bởi nó vẫn chăm chú mà để ý rằng từ lúc tới đây tới giờ ông khoa vẫn không thôi nhìn trường mãi chiều thì nó mới được bố mẹ đưa về ngồi trong xe mà nó thở phào nhẹ nhõm hẳn cuối cùng nó cũng được rời khỏi đây suốt ba tháng hè là nó cứ giam mình ở trong nhà để học thêm bởi bố mẹ nuôi của nó có thuê gia sư về dạy nó cũng không thích học và cảm thấy gò bó là đằng khác nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện được ghi điểm trong mắt bố mẹ nó lại kiên trì mà ngồi học nhưng quả thực là cái đầu của nó khó lòng mà tiếp thu được quá nhiều. Có mấy lần mẹ nuôi cũng gợi ý là đưa nó về chạy trẻ chơi. Nhưng nó cứ tìm cách mà thoái thác bởi nó chẳng muốn về. Ngân không dám nói thẳng nhưng cũng may là có lý do bận học. Nên nó cũng lấy đó làm lý do mà khỏi về. Nhưng ngặt một nỗi là mỗi khi bố mẹ bảo sẽ đưa đi ăn, đi chơi công viên hay là đi bất cứ nơi đâu để thăm thú trong thành phố. Nó lại đồng ý ngay tắp lự. Bố mẹ nó thì cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ nghĩ là trẻ con ham vui nên ham đi chơi là chuyện bình thường. Cứ thế, cuộc sống của nó vẫn diễn ra trong êm đềm, nó có đủ thứ ngon trong miệng, được mua sắm quần áo đủ loại và được nhận những thứ đồ tốt nhất từ bố mẹ nuôi. Nhìn nó, chẳng ai nghĩ nó là con nuôi, bởi bố mẹ nuôi đối với nó tốt tới nỗi mà con ruột có khi cũng chẳng có được như vậy. Việc học của nó vẫn làng nhàng, nhưng vẫn may là có Hưng ngồi cạnh Nên nó cũng chẳng phải vất vả nhiều Trong chuyện học hành nữa Thi thoảng bà nội có ghé thăm Ngoài mặt bà cũng không thân thiện với nó là mấy Nhưng bà cũng không gai gắt Hay là quát mắng nó bất cứ lần nào Cuộc sống của nó Vốn dĩ sẽ êm đềm Và nó sẽ chẳng phải bận tâm quá nhiều chuyện Nếu như cái ngày hôm đó Khi đó nó đang học lớp 3 Và cũng đã 9 tuổi rồi Chiều đó ông Khoa tới đón nó từ sớm Mà vẻ mặt có vẻ hồ hởi lắm Vừa thấy nó, ông Khoa đã thúc giục, nhanh nào con, hôm nay nhà mình có tiệc. Ngay tới đây thì nó vui lắm, bởi mỗi lần nhà có việc thì thường là có khách tới, khi đó nhà toàn là đồ ăn ngon mà mấy người khách của bố mẹ cũng cho nó tiền nữa, nên nghe tới đó thôi, nó đã thấy háo hức lắm rồi. Nhưng khi về tới nhà, nó thấy bà nội đứng đó, nó có chút sợ hãi mà nép sau lưng bố, xong rồi khẽ thận trọng chào bà, dạ cháu chào bà nội bà hôm nay không có vẻ lạnh lùng như trước mà ngược lại còn cười rất tươi bà xoa đầu nó mà khen ngợi ừ cháu mau vào tắm đi còn ăn cơm nó đem cái sự ngạc nhiên mà nhanh chóng lùi vào trong nhà tắm bởi nó sợ đứng gần bà nội lúc nó quay trở ra thấy nhà vẫn chẳng có khách mà chỉ có mỗi mình bà nội nên trong lòng nó lại càng đắn đo thêm trên bàn đã bày sẵn bao nhiêu là thứ đồ ăn ngon thế nhưng mà có bà nội ở đây nó căng thẳng tới nỗi mà chẳng dám gấp nó chẳng biết hôm nay trong nhà có chuyện gì, nhưng rõ ràng việc bà nội tươi cười và thay đổi với nó như thế này là chuyện không bình thường. Bởi từ trước tới nay, từ khi nó về cái nhà này đã hơn 2 năm, nhưng đã có lần nào bà nội nở nụ cười với nó đâu. Ông Khoa lúc này mới ngồi xuống, ông nhìn sang bà Hồng tươi cười xong rồi ân cần nhỏ nhẹ. Con này, có chuyện này bố mẹ muốn nói. Từ ngày hôm nay, con đã chính thức có em và gia đình chúng ta có thêm thành viên mới. Ngân chưa kịp hiểu chuyện gì, nó cứ nghĩ là bố mẹ lại nhận nuôi thêm một đứa con khác. Nhưng rồi khi bà Hồng nhìn sang nó, cầm tay nó mà đặt lên bụng mình thủ thỉ, "Mẹ có bầu rồi, con muốn là em trai hay em gái?" Khi Ngân vừa kịp hiểu, bà Giang đã lên tiếng, "Ôi sao, trai gái gì mà chả được, mẹ chẳng quan trọng trai gái đâu, miễn nó là con ruột như thế đã vui lắm rồi." Lời nói của bà Giang cũng chẳng có ý gì. Bởi bà thật lòng nghĩ gì thì nói nấy Chứ bà cũng chẳng có ý nghĩ thâm sâu Nhưng mà điều này rõ ràng Động chạm và sự sợ hãi của Ngân bấy lâu nay Nó bây giờ đã 9 tuổi Lại hơn 2 năm qua Nó cứ phải sống trong phòng bị Vì vậy nó lại càng khôn xanh hơn Nó nhận thức được cái vấn đề Đang xảy ra bây giờ Nó lớn hơn mà nó nghĩ Cuối cùng điều nó lo sợ cũng đến Ngày trước Nó nghe bố mẹ nói chuyện với nhau rằng hai người khó có con thậm chí là cũng chẳng có khả năng có con thế nên nó lấy làm vui mừng bởi nó cứ nghĩ một mình nó sẽ sống sung sướng trong căn nhà này nhưng mà nào có ngờ hôm nay bố mẹ nó lại thông báo rằng đã có thai lại thêm cái lời mà bà nội nó vừa nói ban nãy khiến cho nó càng lo sợ cái vị trí của mình trong căn nhà này bị lung lay bất chợt nó cảm thấy hụt hẫng bởi sự cố gắng trong hơn hai năm qua của nó nó phải sống trong sự phòng bị và cố gắng thể hiện tốt hết mình nhưng cuối cùng có lẽ cũng sẽ vì cái đứa em này xuất hiện mà khiến cho nó bị ra rìa có chăng lại giống như những lời mà mấy người hàng xóm thường kháo nhau mà nó vô tình nghe thấy rằng khi vợ chồng nhà ông khoa có con ruột thì nó chắc chắn sẽ là đứa bị đá khỏi cái nhà này nó lo lắng lúc này trong lòng nó nó cảm thấy đầy bất an và sợ hãi thế nhưng mà trước sự vui vẻ của mọi người trong nhà nó chẳng dám thể hiện sự thất vọng của mình. Nó cố nở một nụ cười méo mó rồi cũng đáp lời mà lấy lệ. Em gái hay trai cũng được mẹ ạ, à? con cũng thích có em. Bà Hồng cứ ngỡ lời nó nói là thật. Nên bà lại càng thêm vui mừng khi đứa con gái của mình nó hiểu chuyện và chấp nhận đứa em này. Bởi khi bà biết mình mang thai, bà đã vui không lời nào tả hết. Thế nhưng mà điều khiến bà Hồng luôn suy nghĩ và đắn đo, đau đầu chính là việc không biết ngân có kịp thời thích ứng với đứa em này hay không dẫu gì thì cho dù ngân mang tiếng là con nuôi nhưng bà hồng chưa bao giờ xem nó là con nuôi cả nhìn cái cách mà bà đối xử với nó suy nghĩ mọi chuyện cho nó thì bà thương nó chẳng khác nào là con ruột hết chỉ có điều ngân nó chẳng nhận ra được điều đó mà trong mắt nó bây giờ chỉ toàn là sự sợ hãi và khanh tị với đứa em chưa kịp chào đời trong bụng mẹ của mình thế rồi trong những ngày sau đó bà hồng nghỉ làm hẳn bởi các bác sĩ nói bà phải nghỉ làm ở nhà để dưỡng thai trong quãng thời gian này ngân lại càng cố gắng hết mực mà chăm sóc mẹ mình không phải là vì nó thương mẹ hay là lo lắng cho cái bầu của mẹ thật ra mà nói là nó sợ nó sợ mình không làm tốt mọi việc rồi khi đứa em lại xuất hiện nó sẽ phải rời ra khỏi chỗ này lúc trước cứ vài hôm thì bà hồng sẽ qua phòng mà ngủ chung với nó rồi mẹ con cứ tâm sự thủ thỉ đủ chuyện trên đời có những hôm bà hồng còn kể những chuyện từ ngày xưa khi mà hai bố mẹ mới gặp nhau quen nhau rồi đi đến kết hôn mỗi lần nghe những chuyện đó nó cảm thấy đầy háo hức bởi nó thấy nếu bà ấy thân thiết với nó như thế này thì nó cũng giống như là đứa con ruột của bà ấy vậy nhưng mà từ ngày bà Hồng có thai, bà Hồng không qua phòng nó ngủ nữa. Bà lấy lý do là mệt, nhưng Ngân lại vin vào cớ đấy. Mà nó tin rằng cái bầu cũng chỉ vừa mới xuất hiện thôi. Đứa em chưa kịp chào đời mà đã giành mất mẹ của Ngân mất rồi. Nhưng mà Ngân nào biết, bà Hồng không qua ngủ chung với nó. Bởi vì bà còn ngán ngẩm nhiều. Một đêm bà cứ dậy mấy lần mà nôn ẹ, rồi thì khó ngủ mà trở mình suốt. Bà sợ như thế sẽ làm Ngân thức giấc, rồi thì ban đêm không ngủ thẳng giấc sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của nó. Nhưng mà nó nào đâu có biết được, mà chỉ trong lòng cứ trồi lên sự trách móc mẹ nó không thôi. Hôm ấy là sáng chủ nhật, lúc này bà Hồng cũng đã qua được cái giai đoạn ngén ngầm rồi, nhưng mà vì mang thai ở độ tuổi cũng khá lớn, nên bác sĩ cũng căn dặn phải kiêng cữ đủ điều. Ở nhà lâu thì cũng chán, nên bà Hồng mới muốn đi chợ, vì là chủ nhật được nghỉ, nên Ngân cũng muốn xin đi cùng cũng lâu lắm rồi, nó chưa được đi cùng mẹ. Lần này, ngồi sau xe của mẹ, nó vui chẳng thể tả hết. Thế nhưng mà niềm vui của nó cũng chẳng được bao lâu, bởi khi đến chợ, mẹ nó cứ chăm chú vào những bộ đồ của trẻ em. Bà Hồng cứ nhìn rồi lại khẽ suýt xoa. Chà, đồ trẻ em đẹp quá, tiếc là chưa đi kịp đi siêu âm để xem là trai hay gái. Con thích món nào hả Ngân? Mẹ chưa lúc nào được nhìn thấy trẻ con mặc đồ nhỏ xíu như thế này nữa. Mặc dù bà Hồng đang rất hồ hởi, nhưng mà Ngân nó chẳng vui vì mẹ chẳng quan tâm gì tới nó hết. Mặc dù trên kệ cũng treo bao nhiêu là váy, nếu là trước đây mẹ nó sẽ chẳng ngần ngại mà mua biết bao nhiêu thứ. Ấy thế mà lần này mẹ chẳng quan tâm gì tới nó hết, mà cứ chăm chú vào mấy bộ đồ trẻ sơ sinh. Ngân có chút bức xúc, nhưng mà nó phải kìm nén lại, nó cố nhoèn miệng cười. Con cũng chẳng biết nữa, lúc con còn nhỏ xíu, con cũng không biết mình được mặc cái gì, nó lại cố tình nhắc lại chuyện cũ như để khơi gợi sự thương hại của bà Hồng. Bà thấy nó nói chuyện có vẻ tội nghiệp nên lại thôi. Bà sợ nhắc lại chuyện cũ khiến nó buồn. Hai mẹ con lại kéo nhau đi vào phía trong chợ mà mua thức ăn. Khi đang mua cá ở góc chợ thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Ban nãy khi hai mẹ con đi vội nên cũng chẳng mang theo á mưa. Thế rồi hai mẹ con nó đành phải nán lại một góc chợ chờ cho mưa tạnh hẳn thì mới dám về vì bây giờ đang mang bầu, bà cũng chẳng dám đi dưới mưa vì sợ bị cảm lạnh. Chờ mãi hơn 30 phút, lúc bấy giờ mới tạnh mưa. Bà Hồng nhanh chóng hối thúc ngân về bởi trời cũng đã khá trưa. Bà Hồng muốn về nhanh để còn kịp cơm nước. Cơn mưa ban nãy khá lớn, cuốn thấy bao nhiêu là rác động vương vãi ở trên đường. Khi bà Hồng vừa chạy xe ngang qua khúc đường quẹo, bỗng một cái cảnh cây rơi xuống phía trước. Bà chẳng kịp phản ứng mà vội bắp phanh lại nhưng mà chiếc xe không thể giữ được thăng bằng nên hai mẹ con đã ngã lăn sóng xoài ra lề đường ngân ngồi sau lại có bà hồng đưa tay đỡ cho nên cũng chẳng sao thế nhưng mà điều lo lắng chính là bà hồng đã ngất lịm đi bên cạnh chiếc xe cũng may là ngân nó nhớ số điện thoại của bố nên nó đọc cho một người gần đấy để mà gọi bố nó tới chỉ một lúc sau ông khoa đã tới đây và tức tốc đưa bà hồng vào bệnh viện bởi để Ngân ở nhà một mình chẳng ai trông coi nên ông Khoa lại chẳng yên tâm. Chờ sau khi làm thủ tục nhập viện cho bà Hồng xong xuôi thì lúc đấy ông Khoa lại đưa Ngân vào trong bệnh viện mà chờ đợi. Bà Hồng được đưa vào cấp cứu bởi bị động thai. Ông Khoa cứ như ngồi trên đống lửa bởi đứa con này là con cầu con khẩn. Ông cứ ngồi ủ rũ mà hai tay chấp vào nhau cầu khấn. Ngân cứ ngồi một bên ông Khoa đã buông thõng hai chân mà đong đưa chẳng có lấy chút cảm xúc nào nó chẳng thấy lo lắng, cũng không hoảng sợ. Nó cứ ngồi thẫn thờ, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng mở ra, ông Khoa hốt hoảng mà chạy lại, nắm lấy tay vị bác sĩ, hỏi han đầy nóng vội. Bác sĩ ơi, vợ con tôi sao rồi? Vị bác sĩ nhìn thoáng qua ông Khoa, thấy ông ấy vẻ mặt đang đầy lo lắng và khổ sở, nên chẳng biết nên nói làm sao. Bác sĩ cầm lấy tay ông Khoa mà động viên, vợ anh bị va chạm mạnh nên bị động thai. Nói chung là Thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lời nói bỏ lừng của bác sĩ, đến khi Ngân còn hiểu, ông Khoa gần như là khụy xuống. Ông cảm giác mất mát và sợ hãi đến tột cùng. Khi vị bác sĩ rời đi, ông Khoa chỉ kịp với tay theo mà van xin, làm ơn, cứu vợ tôi. Ông Khoa ngồi thụp xuống mà bật khóc. Lúc nãy, ông lo sợ mất con, còn bây giờ, ông lại sợ mất vợ. Ông ôm lấy cực mình, nhưng mà vẫn không thôi được sự sợ hãi lúc này. Ngân tiến lại, đỡ ông khoa ngồi lên ghế. Ông khoa lúc này cứ ủ rũ mà ngồi ôm lấy mặt đầy mệt mỏi mà trong miệng không ngừng cầu khẩn. Ngân ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt nó nheo lại mà dần mở nhạt đi. Nó nghĩ, nếu mà đứa em này không có ra đời thì cũng tốt, khi đấy nó chẳng phải canh cánh mà lo lắng, lấy lòng để không phải bị đuổi đi, và sau này cũng sẽ chẳng có ai giành giật lấy sự bình yên này của nó cứ nghĩ trong lòng nó lại càng cầu mong rằng đứa em này đừng có xuất hiện nữa nó muốn chỉ một mình nó ở trong căn nhà này mà thôi nhưng rồi hình như ông trời chẳng chiều theo cái suy nghĩ xấu xa này của nó bởi chỉ một thoáng sau vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy rạng rỡ mà tiến lại phía ông khoa chúc mừng anh nhé vợ và con anh đều bình an nhé Ông Khoa mừng tới nỗi mà quỳ sụp hẳn xuống cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ cũng ngại ngùng đỡ vội ông Khoa đứng lên rồi quay sang mà xoa đầu Ngân. Chúc mừng cháu nhé, mẹ và em đã an toàn rồi. Nhưng mà đáp lại sự nồng nhiệt của vị bác sĩ chính là vẻ mặt lạnh tanh của Ngân. Nhưng mà cái thái độ này của nó chỉ thể hiện ra trong thoáng chốc chẳng thể kiềm lòng mà chỉ có vị bác sĩ nhìn thấy. Xong sau đó nó lại cố làm ra vui vẻ mà nắm lấy tay ông Khoa. Bà Hồng được chuyển về phòng hồi sức. Ngay khi bà ấy tỉnh lại, đã thấy ông Khoa ở đấy rồi. Bà hốt hoảng mà hỏi chồng mình, cái ngân nó đâu rồi? Nó có bị làm sao không anh? Ông Khoa nắm lấy tay bà Hồng mà chấn an. Con bé không sao, anh cho nó làm kiểm tra hết rồi. Lúc này, như chợt nhớ ra, bà Hồng lại sờ lên bụng mình mà thẳng thốt. Con mình, nó... Không sao, con vẫn bình an mà. Bà Hồng khi này mới nhẹ nhõm hẳn mà chút hết những lo lắng trong lòng. Khi này cũng vừa lúc ngân bước vào, ban nãy đói bụng nên ngân ra căng tin mà ăn cơm. Nó bước vào, một lúc bà Hồng đang hỏi han về tình hình của đứa trẻ trong bụng, nên nó đâm ra hậm hực. Nó nghĩ mẹ nó chẳng lo lắng hay quan tâm gì nó hết. Nhưng nó đâu biết rằng, khi vừa tỉnh dậy, người bà ấy hỏi tới đầu tiên chính là nó. Tuy giận trong lòng, nhưng nó vẫn tiến lại gần bà Hồng mà cười xòa ôm lấy bà ấy. Bà Hồng thì nhìn thấy ngân bình an, nên cũng xem như là nhẹ được cái nỗi lo bởi lỡ mà nó có chuyện gì bà cũng thấy day dứt bởi dù sao là do bà đi xe không cẩn thận khiến nó bị tai nạn sau cái lần bị ngã xe đó ông khoa tuyệt đối không cho bà hồng đi đâu nữa bà hồng nay chỉ việc lo cơm nước mà nghỉ ngơi mà thôi nay khi bà hồng cũng đã bớt mệt từ sau lần xuất viện bà giang cũng có ghé qua Ngân lúc này đang học trên phòng nên không biết bà nội tới, còn bà Hồng thì cũng đang tranh thủ mà nấu nướng. Bà Giang thấy cảnh này thì xót con xót cháu mà lại lớn tiếng của trách bà Hồng. Mấy chuyện này chị cũng xem mà chỉ bày cho con Ngân nó làm đi chứ, nó đã 9 tuổi rồi cũng phải biết làm mấy chuyện này rồi. Bà Hồng cũng ngại va chạm bởi mỗi lần bà Giang bực sẽ nói tiếng to mà điều này sẽ lại càng làm cho hàng xóm xung quanh để ý. Khi đấy cũng xấu hổ với người ta chứ nào có tốt đẹp gì. Bà Hồng chỉ nhẹ nhàng giải thích Không sao mà mẹ Cháu nó còn học nên con làm mấy việc linh tinh này Làm thêm chút việc cho dễ đẻ cũng được mà Không Phải bày cho nó làm nó lớn rồi, với cả cậu nuôi nó tốn bao nhiêu tiền của Thì nó cũng phải biết làm sao mà cho xứng với công ơn của bố mẹ nuôi nó chứ Bà Hồng sợ bà Giang lớn tiếng Rồi Ngân nghe thấy lại buồn Nên bà Hồng không nói thêm nữa Nhưng mà bà Hồng đâu nào biết Ngân nghe thấy ồn ào nên cũng đã bước xuống lưng chừng cầu thang và nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy của hai mẹ con bà Giang. Nó thì ghét bà nội, nó chẳng thèm xuống mà chào bà nội nữa, nó cứ thế lặng lặng, quay lên trên phòng vờ như là không biết có bà nội tới. Biết là ghét, nhưng rồi nó vẫn phải cố gắng mà làm hết những việc nhà, có hôm nó nấu mà vô tình tay đụng vào nồi làm cho tay bị bỏng nhưng mà nó vẫn cắn răng chịu đựng mà chẳng dám than. Bởi thời gian này mẹ nó cũng sắp sinh em rồi nên bà nội qua đấy ở luôn. Ngân biết bà nội không thích mình nên nó càng phải ra sức mà lấy lòng. Bởi nó sợ khi mẹ sinh em rồi khi đấy lỡ như bà nội xúi bố mẹ tống nó ra đường thì xem như là nó lại mất hết tất cả. Cũng nhờ có những biểu hiện tốt này của nó mà bà nội cũng bớt ca thán về chuyện của nó. Tuy phải làm việc khá là mệt nhưng mà so với khi ở trại trẻ cũng chẳng thấm vào đâu nên nó cũng chịu đựng mà làm chịu khó mệt thân một xíu mà được sống yên thân trong nhà này nó cũng cam lòng rồi cũng tới ngày mà nó chẳng trông mong đó chính là ngày mẹ nó tới bệnh viện sinh em mấy bệnh trước mẹ đi khám thai thì bác sĩ nói đó là em gái nghe thấy thế nó lại càng không vui hôm nay khi vừa tan học thì nó chẳng thấy bố đâu bình thường giờ này bố đã chờ nó trước cổng trường rồi Đang nhìn quanh quất Thì có chú Cường là hàng xóm nhà kế bên chạy tới mà hối thúc Ngân lên xe chú trở về Mẹ cháu sinh em nên bố phải bệnh viện không có đón con được Ngân có chút hơi phụng phịu và khó chịu Em vừa mới xuất hiện thôi Mà bố đã cho nó ra rìa rồi Càng nghĩ nó lại càng thấy bực mình Ngồi sau lưng chú Cường Mà nó chỉ lặng thinh không nói gì Tầm chiều bố mới tạt về Chở nó vào bệnh viện Thấy nó bố đã hồ hởi lắm. Nhanh con, mẹ sắp sinh rồi, bố nhờ bà nội trông mẹ để về đón con đấy. Ông Khoa càng hối thúc thì nó càng khó chịu. Mặc dù không muốn tới bệnh viện, nhưng mà bố nó đã về đón bảo đi vào, nó cũng đành phải đi mà thôi. Ngồi trên xe, nó đã nghĩ, vốn dĩ nó chẳng ưa đứa em này rồi, thì nó đâu cần phải bệnh viện làm gì. Càng nghĩ thứ đó, mà nó lại thêm hậm hực trong lòng. Khi hai bố con vừa tới, thì bà Hồng bắt đầu chuyển dạ nhiều, Bà Hồng được đưa vào phòng sinh Bà nội và bố thì không ngừng sốt sắng Mà ngồi bên ngoài chờ đợi Nhưng Ngân thì vẫn mặc kệ Nó ngồi cho có lệ vậy thôi Nhưng mà trong lòng vẫn cứ rừng rưng Một lúc sau Thì có tiếng em bé đã khóc vang cả phòng Bà nội và bố ngay lập tức đứng bật dậy Chạy lại phía trước cửa phòng Cô y tá hồ hởi Bế đứa bé nhỏ xíu trong tay Mà trao cho ông Khoa Chúc mừng gia đình anh Là một cô công chúa nhé Nói rồi cô y tá nhìn qua Ngân mà ngợi khen Vậy là nhà mình có tận hai cô công chúa rồi Nhất anh đi nhá Ngân thì mặt vẫn nghẹt ra Chẳng có chút cảm xúc Ông Khoa thì cũng cảm ơn cô y tá xong Thì vội đi vào phòng Thăm xem vợ mình như thế nào rồi Bà nội cũng đang bận bế em gái Mà cưng ngựng Nên chẳng ai để tâm tới Ngân hết Càng như thế Nó càng hậm hực không thôi Nó đứng đó nhìn trời ngó mây Thì bà nội gọi Ngân qua đây mà nhìn em này nghe bà nội gọi mà nó giật bắn cả người nó liền lúp cúp chạy lại phía bà dù không thích nhưng mà với bà nội thì nó luôn sợ một phép nó lại rồi nhón chân lên nhìn đứa bé nhỏ xíu còn đò hòn trên tay bà con bé nhỏ xíu mắt cứ nhắm nghiền còn cái miệng cứ chu chu lên bà nội cứ khen dễ thương nhưng mà ngân nhìn mãi chẳng thấy nó dễ thương chỗ nào cả em bé xuất hiện Ngân thấy mọi người cứ như vây quanh mỗi mình em bé, đứa bé nhỏ xíu ấy cứ như là trung tâm của vũ trụ, khiến cho tất cả mọi người đều dồn hết sự quan tâm tới nó. Ngân cứ cảm thấy mình bị ra rìa và thừa thải trong lúc này. Được mấy ngày sau thì bà Hồng xuất viện, tuy là sinh đẻ khi đã lớn tuổi nhưng mà cũng may là bà cũng nhanh khỏe. Ngày về nhà, Ngân cứ tưởng là Ngân có chút ít sự quan tâm nhưng mà mọi người lại chăm chú vào việc đặt tên cho em gái. Bà nội cứ bế đứa nhỏ trên tay mà cứ suýt xoa khen. Còn chó con của bà trong cái mắt thô lố viến là rõ ghét. Ông Khoa cũng nghiềm nở, không biết nên đặt tên con là gì đây nhỉ? Bà Hồng cười hiền, để nhường cho bà nội đặt tên đi nào. Bà nội nghe thấy thế thì vui lắm, bà cứ bế đứa cháu mà cười mãi không thôi. Chồng già nó mịn màng, trang thế này thì đặt tên là Xuyến chi đi. Con gái phải nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy chứ, ngân cứ đứng nép trong góc nó không nói gì nhưng trong bụng ấy, cứ tức mãi không thôi nó nhìn con bé mà so sánh con bé vừa mới sinh ra đã được sống trong dung lụa tên cũng đẹp mà cái nước da cũng trắng trẻo tất cả nó đều hơn ngân khiến một đứa trẻ con đang lớn trong ngân cứ cảm thấy thêm khó chịu và ghét cái đứa em gái này theo ý kiến của bà nội thì con bé được đặt tên là xuyến chi đúng là cái tên nó theo người, chứ con bé trộm vía, được cái chơi rất ngoan, lại cũng dễ ngủ. Nó cứ ỏn ẻn mà nằm chơi một mình, chứ chả mấy khi quấy khóc. Thời gian đầu mới sinh, thì nhà Ngân đông người thì chơi lắm. Toàn là người quen thân tới hỏi thăm mẹ con bà Hồng thôi. Ai cũng tới với nụ cười tươi rói và vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai bận tâm gì tới Ngân hết. Nó cũng quen rồi, bởi từ khi mẹ sinh em về thì gần như chẳng ai bận tâm gì tới nó nữa hết nên là có việc người hỏi đến nó hay không cũng không sao con bé chi được một tháng thì bố mẹ tổ chức tiệc lớn lắm bởi cũng là đứa con ruột mà họ cố gắng mãi mới có được cái bánh kem to đùng được đặt ở trên bàn lúc mà thổi nến và cắt bánh ngân được mẹ gọi lên con theo em thổi nến và cắt bánh đi con bà hồng biết từ lúc sinh con xong tới nay thì vợ chồng bà cũng không có nhiều thời gian cho ngân nay cuộc sống cũng dần ổn định theo quỹ thời gian rồi nên bà mới muốn bù đắp lại cho ngân thế nhưng mà ngân không hiểu thấy mẹ bảo mình làm vậy nó cứ nghĩ mình như là một kẻ thay thế tạm bợ của đứa em gái mà nó không ưa nó bước lên nở nụ cười lấy lệ và cũng làm theo lời mẹ nó ngân ngồi xuống nhìn cái bánh kem sặc sỡ đủ màu mà nó thêm ghen tị từ ngày nó về đây bố mẹ nó cũng làm sinh nhật cho nó nhưng chưa bao giờ nó có cái bánh kem lớn như thế càng ngày cái sự hẹp hòi trong lòng nó càng lớn lên mấy nay có một cô khá lớn tuổi và trong nhà ngân hỏi ra mới biết là bà đào bố mẹ có ý định thuê bà đào vào làm để mà tiện chăm sóc em chi nhưng không biết bà ấy có ở lại làm được lâu không nên bố mẹ cũng chưa có nói với ngân nữa ngân ban đầu có vẻ không thích bởi bà đào có nhìn ngân chằm chằm nhưng nghĩ lại có bà đào ở đây thì bà nội cũng sẽ ít khi lui tới mà như thế thì nó mới cảm thấy bớt căng thẳng đi một chút sau này khi ông hoa giới thiệu rằng bà đào chính là bà con bên ngoại của mẹ nuôi nó thì nó đã chắc chắn bà đào sẽ ở đây rồi giờ nó mới nghĩ là thật may khi bà đào mới về đây ở nó đã chẳng phàn nàn gì chứ nếu không lại làm mất điểm trong mắt bố mẹ có bà đào ở nhà thì cũng đỡ hẳn vì bà Đào vốn ở nông thôn quen làm luôn chân luôn tay nên khi ở đây có công việc nhà bà Đào làm hết kể cả nấu nướng cũng là một tay bà Đào nấu bởi cơ mở cữ của mẹ nó là đích thân bà nội yêu cầu bà Đào phải làm kỹ lưỡng có một điều khiến nó hơi khó chịu đó chính là bà Đào có vẻ hơi xét nét và để ý đến nó có mấy lần nó lục tủ lạnh lấy đồ ăn vặt hay là lấy nước ngọt uống bà Đào đã vội can ngăn ấy, cháu còn nhỏ, đừng có ăn mấy thứ này nhiều, không có tốt đâu. Ngân vốn nghĩ, bà Đào là thân phận người ở, nên nó cũng muốn quát cho bà Đào một trận, vì cái tội lắm lời. Nhưng mà bà ấy là bà con thân thích với mẹ, nên nó cũng không dám. Mỗi lần như thế, nó lại lầm lì mà bỏ đi, chứ chẳng nói một câu nào. Mấy sau, hình như bà Đào có mách với bố nuôi nói chuyện này, và ông ấy cũng cấm tiệt Ngân ăn cái ba cái thứ linh tinh, thì bà Đào có vẻ được lướt. Mà nhắc Ngân đủ chuyện có khi là bà ấy bảo cô không được ngồi xem tivi quá gần. Mấy hôm đang đọc truyện tranh, bà ấy cũng hỏi, "Đã học bài chưa hay cả chuyện gấp gọn chăn gối khi ngủ dậy?" Những lần ấy, Ngân đều rất khó chịu, nhưng mà nó cũng đành phải nín nhịn, kẻo bà Đào lại mách lại với ông khoa. Nhưng mà càng cố gắng nhịn bao nhiêu thì trong lòng của nó càng cảm thấy ghét bà Đào bấy nhiêu. Có mấy lần khi mẹ đang chăm em, Ngân cũng ngồi một bên, không phải là nó quan tâm đến em gái mà chỉ là nó muốn thăm dò mẹ như thế nào thôi. Trong lòng nó cứ thấp thỏm cái chuyện sợ mẹ không còn thương nó nữa nên nó cứ phải thăm dò. Hôm nay nó cứ ngồi thẫn thờ nhìn cái váy hồng mà em gái đang được mẹ mặc vào. Bà Hồng thấy thế thì liền hỏi ngay. Con thích cái váy đó à? Hình như là có cỡ lớn đấy. Nếu thích để mẹ mua cho con. Ngân nghệt mặt ra. Nó cố gắng suy nghĩ thật khéo léo mà trả lời mẹ mình thôi mẹ để dành tiền mà lo cho em chi dù sao em cũng là con ruột của mẹ bà hồng nghe con nói vậy thì vừa giận lại vừa thương mà ngắt lời ngay con nói cái gì thế đứa nào cũng là con của mẹ hết mẹ đối xử với hai đứa công bằng như nhau mặc dù bà hồng nói thế ngân cũng có phần yên tâm nhưng mà sự lo lắng trong nó vẫn chẳng có cách nào mà dẹp bỏ đi được nó vẫn luôn lo sợ có một ngày con bé xuyến chi lớn lên và nó sẽ chiếm hết những gì mà ngân đang có cuộc sống cứ thế bình lặng trôi trong sự lớn lên từng ngày của xuyến chi bố mẹ nuôi của ngân vẫn tất bật công việc và làm ăn ngày một khấm khá mà cuộc sống của cả gia đình càng ngày càng tốt hơn trước bà đào vẫn làm giúp việc trong nhà của ngân và vẫn cứ để ý và nhắc nhở nó đủ điều nhiều lúc ngân cứ nghĩ có lẽ là do bà nội căn dặn bà đào làm thế hoặc cũng có thể là do bà đào biết nó là con nuôi nên mới cư xử với nó như vậy bây giờ nó lại thêm một người để mà phòng bị trong căn nhà này. Con bé Xuyến Chi thấm thoát mới đó đã 4 tuổi, nó càng lớn lại càng xinh đẹp. Đôi mắt đen láy cùng đôi má phúng phính lại thêm sự lém lỉnh và thông minh khiến cho ai cũng thấy thích thú. Nước da con bé cũng trắng trẻo chứ không ngăm đen như Ngân. Tóc nó cũng dài mượt, nhìn về tổng thể thì Ngân luôn có cảm giác thua kém rất nhiều so với em gái mình, cũng không biết có phải thực sự là thế hay không, hay là chỉ bản thân Ngân cảm thấy như vậy. Con bé Xuyến chi càng lớn càng bộc lộ rõ sự thông minh, mới học lớp mầm non thôi nhưng mà nó rất hứng thú với việc học, thậm chí nó còn có thể nói được tiếng Anh khá nhiều, vì chi giỏi lại khôn sớm nên ai cũng khen, bố mẹ cũng lấy đó làm tự hào. Nhưng mà ngặt nỗi, chi càng nổi trội, ngân lại càng dần mờ nhạt đi trong căn nhà này. Tuy bố mẹ không có bộc lộ ra bất cứ sự so sánh nào, nhưng mà tự bản thân ngân cứ cảm thấy mình bị mờ nhạt đi trước sự giỏi giang của em gái. Đôi khi bà nội sang chơi mà cô ôm lấy con bé chi mà khen lấy khen để Rồi cầm giấy khen của con bé mà suýt xoa Điều này càng làm cho Ngân thêm đố kỵ Việc học của Ngân thì vẫn cứ làng nhàng Cho dù nó cố gắng và được học thêm nhiều Nhưng mà đầu óc của nó cũng chẳng thể nạp vào được nhiều hơn được Cũng không biết là do nó vốn kém cỏi Hay là vì đầu óc của nó cứ bị phân tán Bởi những sự toan tính và đố kỵ Nên chẳng thể nào tập trung được hết vào việc học được cũng may là suốt mấy năm học đó vẫn có Hưng học chung lớp và Ngân cũng tính cái chuyện đổi chác, đồ đổ dùng học tập để Hưng chỉ bài cho mình nên cũng nhờ vậy mà nó thoát được nhiều lần kiểm tra khó nhằn. Sáng nay, cô giáo bước vào cùng một bạn học sinh mới, cô vui vẻ giới thiệu với các bạn trong lớp. Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển tới tên là Trường. Nghe đến tên Trường, Ngân chợt giật mình, nó bỏ sở cái việc đang làm mà ngước lên thì chợt giật mình mà nhận ra đó chính là trường cậu bạn cũ trong trại trẻ năm nào. Bao nhiêu năm nay, Ngân luôn trốn tránh việc về thăm trại trẻ nên sờ chẳng gặp trường lần nào. Bây giờ cậu ấy xuất hiện trông thật bảnh bao. Vốn dĩ trường đã bảnh trai rồi, nay lại mặc lên mình đồng phục mới tinh cùng giày dép đắt tiền. Trong trường chẳng khác nào một cậu ấm nhà giàu cả. Ngân cố nghền cổ cao lên để hy vọng tầm mắt của trường có thể lọt vào hình ảnh của mình. Thế nhưng mà hình như trường không nhìn thấy Bây giờ ánh mắt của trường đang bận nhìn một lượt mọi người trong lớp Lúc Ngân đã quay sang thủ thỉ với Hưng Cậu chuyển xuống bàn dưới ngồi để nhường chỗ này cho học sinh mới nhé Hưng có chút khó hiểu nhưng rồi cậu cũng vui vẻ mà làm theo Bởi những yêu cầu của Ngân thường sẽ kéo theo là sự đổi chắc Hưng thì cần những đồ dùng học tập bởi một lẽ mẹ của cậu nghèo nên hưng cũng hy vọng có thể tự mình làm ra được những món đồ ấy dẫu rằng biết đó là sai nó không được phép làm như vậy nhưng rồi hưng nghĩ với những đứa học hành làng nhàng như ngân mà có được điều kiện tốt như thế vẫn chẳng chịu học hành cho nghiêm túc thì cũng chẳng xứng đáng sử dụng mấy món đồ ấy mà làm gì nên hưng cứ nghiễm nhiên mà nhận những món đồ ấy mà xem nó như là điều mình xứng đáng được nhận cho công sức cậu ấy học bài thay cho ngân Thành ra mỗi lần mà Ngân đề nghị cái gì Hưng luôn đồng ý ngay lập tức Lúc này cô giáo cũng vừa hỏi Có bạn nào muốn ngồi cùng học sinh mới hay không Hưng vội đứng dậy Dơ tay lên mà sung phong Thưa cô em muốn chuyển xuống ngồi bàn phía sau Và muốn nhường lại chỗ mình cho học sinh mới ạ à? Cô giáo không hề biết đến mục đích của Hưng Mà cô chỉ nghĩ Hưng là một người tốt bụng Muốn nhường chỗ cho bạn mới Thế nên cô cũng vui vẻ mà gật đầu Xong rồi cô đưa trường đi xuống chỗ ngồi cạnh bên Ngân Mà thông báo từ hôm nay em ngồi ở đấy các bạn tự làm quen với nhau nhé trường cúi đầu cảm ơn cô xong rồi cậu ngồi xuống cạnh ngân trường đã nhận ra ngân từ lúc nãy bởi trước khi tới đây cậu cũng được nói trước rằng ngân cũng học lớp này lần này trường không còn kiệm lời như trước bởi khi thấy ngân trường cũng khẽ gật đầu đầy lịch sự mà chào hỏi Quả thực trường vốn dĩ đã thông minh từ trước tới giờ, cho dù phải vất vả với những công việc ở trại trẻ và chất lượng dạy học ở quê cũng không thể bằng ở thành phố. Nhưng mà trường vẫn học giỏi, ngồi bên trường có một lúc buổi sáng, Ngân không ngừng phải thán phục. Trước đây trường đã giỏi như thế mà bây giờ lại càng giỏi hơn. Có những kiến thức mới, Ngân học thêm mãi mà vẫn chẳng thể nào làm tốt được. Ấy thế mà trường nắm thành thạo hết. Theo như cách nhìn của Ngân thì trường thậm chí còn giỏi hơn cả Hưng nữa ngân đem sự thắc mắc của mình khẽ quay sang trường thì thầm sao tự nhiên cậu lại được chuyển vào trường này học thế trường quay sang nhìn ngân một lát cậu định nói nhưng rồi lại gạt tay đi bây giờ đang giờ học tập trung học bài đi đừng có nói chuyện riêng câu trả lời của trường khiến cho ngân chưng hửng nó tự ái và cũng chẳng thèm nói nữa nhưng mà suốt một buổi ánh mắt nó cứ luôn dừng ở trường, bởi đồ dùng học tập của trường cũng là đồ đắt tiền, sách vở cũng mới tinh. Tất cả đều khiến cho Ngân không thôi tò mò về sự xuất thân của trường hiện tại. Nhưng rồi sự thắc mắc của Ngân cũng nhanh chóng được giải đáp. Khi mà tối nay có một người đàn ông lạ xuất hiện cùng trường và đi tới nhà của Ngân Người đàn ông này nhìn cũng chạc tuổi như bố nuôi của Ngân Nhưng mà nhìn xe và quần áo cùng sự trịnh trọng của ông Khoa Thì nó đoán chừng người này có vẻ như là giàu hơn. Khi tất cả đã ngồi xuống thì người đàn ông kia mới mở lời, "Cảm ơn ông khoa. Thật là cảm ơn anh, nhờ anh giúp đỡ mà tôi mới có được một đứa con nuôi thông minh và giỏi giang như thế này." Lúc này, Ngân mới ngớ người, còn Trường thật lịch sự đứng dậy cúi đầu trước ông khoa mà lấy phép, "Con cảm ơn bác đã thương con mà giúp đỡ cho con có được một gia đình." Ông Khoa vẫn cứ nhìn trường mãi, bởi thực ra mà nói, ông có hảo cảm với trường ngay từ cái thời điểm mà ông ấy đến trại trẻ để tìm con nuôi. Ông cũng không hiểu sao, ông có cảm giác đặc biệt đối với cậu bé này và trong cái niềm tin của ông, ông vẫn tin rằng cậu bé này sẽ là người làm nên được chuyện lớn. Cũng vì nhiều lần lui tới trại trẻ Chứng kiến cậu bé ngoan ngoãn và giỏi giang, nên ông Khoa cũng không đành nỡ để uổng phí đi một tài năng như thế, thành ra ông ấy cũng giới thiệu cho ông Phùng, cũng là bạn làm ăn của ông Khoa. Ông Phùng cũng là gia đình khá giả, tính tình cũng cương trực, ngay thẳng, nhưng cũng có nỗi khổ tâm như nhà ông Khoa, chính là muộn có con, bởi vì nhà ông Khoa cũng vừa mới có chút may mắn có được một đứa con ruột. Vì vậy ông Khoa mới ngỏ ý giúp đỡ ông Phùng một phần là vì ông Khoa muốn cậu bé như trường có một chỗ dựa để có thể lớn lên một cách bình an, mà có một phần nữa ông cũng hy vọng nhà ông Phùng có được một đứa con ruột may mắn như nhà của ông. Hai bên gia đình trò chuyện qua lại với nhau, Ngân cũng biết rõ đầu đuôi, mặc dù thì bây giờ Ngân cũng là con gái của một gia đình giàu có, nhưng mà khi thấy trường được sung túc như thế, Ngân vẫn có một chút gì đó cảm giác gọi là không vui. Lúc này con bé Xuyến Chi cũng chạy ra mà xà vào lòng ông Phùng Có lẽ là hai gia đình cũng đã quen biết nhau từ rất lâu Chỉ là do ông Phùng ít lui tới nên Ngân không biết mà thôi Trước tới giờ, ông Khoa thường hay đưa con bé Xuyến Chi đi cùng Tới những cuộc hội họp hay là tụ tập bạn bè Thế chắc cũng vì vậy mà con bé biết ông Phùng Trường nhìn đam chiêu vào đứa bé xinh xắn và dễ thương Bất giác, trường kìm lòng không được Cậu đưa tay sờ nhẹ lên má của con bé và thầm khen Con bé dễ thương quá, Ông Khoa thấy có người khen người con gái mình thì vui ra mặt. Ông cứ thế hồ hởi mà khoe đủ thứ chuyện về bé Chi. Nào là con bé học giỏi xinh xắn, rồi thì ngoan và dễ bảo. Nhưng mà ông Khoa quảng khoe tới đâu thì khuôn mặt của Ngân lại càng xám xịt, đầy khó chịu. Ông Phùng cũng ngồi lán lại trò chuyện qua lại một lúc nữa, rồi ông ấy rời về. Ông Khoa cũng ra tận sân để tiễn khách và còn không quên nhắn với trường là thi thoảng nhớ ghé qua nhà chơi. Cứ tưởng mời cho vui là vậy, ấy thế mà Trường lại tới nhà chơi thật. Trường cứ mượn cớ là qua nhà chơi với Ngân, nhưng thực ra mà nói Trường tới là để gặp con bé Xuyến Chi, bởi cũng không hiểu sao Trường thấy quý con bé này lắm. Mà con bé Chi cũng quý anh Trường, mỗi lần anh qua chơi là nó cứ cười tít mắt không thôi. Cũng chẳng mấy chốc mà con bé Chi đã được 6 tuổi mà học lớp 1. Càng học lớn lên thì con bé lại càng bộc lộ rõ sự thông minh và nhanh nhẹn của mình. Ngân lúc này cũng đã 15 tuổi, nó cũng khá lớn, thế nhưng mà sau bao năm, cho dù được ăn sung mặc sướng, nhưng da rẻ nó vẫn cứ hơi ngăm, chứ chẳng phải trắng trẻo được như em gái. Trường thì cũng ngày càng xuất sắc, khi mà thành tích học tập luôn đứng đầu trường, thêm một tuổi trường lại trông chững chạc hơn, bởi có một phần vất vả từ nhỏ, nên chỉ mới 15 tuổi, nhưng nhìn trường trưởng thành hơn hẳn so với bạn bè trong lớp. Ngân thì từ sau cái lần đến nhà trường chơi thì thấy được sự giàu có của nhà cậu ấy Ngân cũng lấy làm mơ mộng và cũng có chút ghen tị khi mà Trường may mắn hơn Ngân, bởi vừa là được nhận nuôi sau, nhưng mà rõ ràng nhà bố mẹ nuôi của Trường cực kỳ giàu có, thậm chí là giàu hơn gấp nhiều lần so với nhà của bố mẹ Ngân. Ngôi nhà của ông Khoa cũng đã thấy lớn lắm rồi, ấy thế mà nhà của Trường lại còn rộng và mênh mông hơn nữa thời gian đầu ngân lấy làm khó chịu và trong lòng cũng nảy lên chút suy nghĩ nhỏ nhen nhưng sau hơn một năm học gần nhau ngân lại cảm thấy ngưỡng mộ trường lúc nào không hay thật ra mà nói cái ngày mà còn ở trong trại trẻ ngân cũng đã thầm thích trường rồi nhưng mà sau này khi được nhận nuôi lại thấy sự lạnh lùng của trường ngân cũng dần dà muốn đổi ý nó ở nhà ông khoa biết bao nhiêu lần có khách hứa và những nhà giàu có tới chơi nó lại đổi suy nghĩ mặc dù nó thích trường thật nhưng mà Trường lại nghèo, biết đâu được cuộc đời của cậu ấy có thay đổi hay không. Thích thì thích, nhưng nó nghĩ về cuộc sống sau này, nếu gắn bó với một người nghèo khổ như Trường thì nó chẳng khác nào quay về chỗ cũ. Nhưng mà bây giờ thì lại khác. Trường dường như trở thành một người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Cậu là con nhà giàu, lại đẹp trai, còn học giỏi, mà tính của Trường cũng tốt tính, luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý Trường hết. Ngân bây giờ lại nghĩ nếu như sau này nó với Trường mà ở cùng nhau thì nó cũng sẽ trở thành con của gia đình ông Phùng và nó cũng nghiễm nhiên trở thành con của nhà giàu. Với mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà thì việc sau này Ngân muốn kết hôn với Trường cũng chẳng phải là điều khó khăn gì. Nhưng rồi... Ngân càng cố gắng gần trường bao nhiêu thì hình như trường lại càng không thích mà sự quan tâm lại chuyển hướng sang con bé Xuyến Chi. Ngân để ý điều đó và cứ cảm thấy không vui về chuyện này nhưng mà cứ mỗi lần Ngân cố gắng nhập vào để chơi chung với hai người bọn họ, Ngân cũng gần như là lạc lõng bởi sở thích và cách nói chuyện cũng chẳng hợp nhau. Trường thì thường sang nhà chơi nhiều hơn, nhưng mà cũng chỉ là chơi với con bé Chi, Trường đọc sách cho con bé nghe, rồi cùng chỉ cho nó học bài. Trong hai người bọn họ cứ díu dít như đôi chim câu mà Ngân càng thêm ngứa mắt sáng nay ngân lại qua chơi vì là thứ bảy vừa thấy trường thì con bé chi đã lao ra mà khoe với trường cuốn chuyện mới được mua nhìn trường cười tươi với chi mà ngân càng thêm ghét bởi nụ cười đó trường chưa bao giờ dành cho ngân cả chỉ một loáng trường và chi đã kéo nhau vào bàn học để học bài còn ngân lại đứng chưng hưởng một mình ở góc sân hôm nay tuy là thứ bảy nhưng mà bố mẹ cũng đi làm vì có việc ở công ty. Nay bố mẹ Ngân không còn làm ở xưởng nhỏ nữa mà đã mở thành một công ty cũng khá lớn rồi. Thành ra làm việc cũng nhiều. Thế Ngân đứng thơ thần ở góc sân, bà Đào lại nhắc. Lúc sáng nay, mẹ có dặn là ở nhà học bài đi nhé Ngân. Lời nói của bà Đào tuy là lời căn dặn bình thường nhưng mà vì Ngân đang tức nên nghe ra thì khó chịu lắm. Nó chẳng dám quát tháo lớn tiếng nhưng nó cũng thêm ngứa mắt với bà Đào mấy năm qua nó cứ ghét cái kiểu bị bà ấy căn dặn và nhắc nhở đủ điều bà ta thì cũng chỉ là ở đợi trong nhà thôi mà sao cứ lắm lời thế không biết ngân chịu tức mà hậm hực bước chân lên trên phòng để học bài nhưng mà vừa bước chân lên cầu thang ngân đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa trường và con bé chi em thích anh lắm đấy anh trường ạ à. anh nhớ qua chơi với em thường xuyên nhé tiếng của trường tuy nhỏ nhưng mà ngân nghe rõ cái giọng trầm của cậu ấy tất nhiên là anh sẽ chơi với em mãi mà Mãi cả sau này nữa ấy, có được không anh Trường? Con bé Chi cứ mở to mắt nhìn Trường, khiến cậu ấy cũng đỏ hết mặt mà gật đầu đồng ý. Xong rồi con bé Chi cứ xòe tay ra mà ngoắc tay làm dấu để giữ lời hứa. Ngân đứng bên ngoài, thấy rõ cái bàn tay nhỏ nhắn của em gái mình đang chạm vào tay Trường mà khiến cho càng thêm tức. Nhìn ánh mắt của Trường, Ngân cũng đoán được Trường là Trường thích con bé Chi, mà điều này khiến cho Ngân càng thêm ghét con bé Chi gây gớm. Được một lát, thì Trường cũng rời về bởi hôm nay Trường phải đi học thêm. Lúc này Ngân cũng tới giờ đi học nên cũng hối hả mà soạn sách vở. Đi ra được một đoạn Ngân mới chợt nhớ ra là đã để quên cuốn vở bài tập ở trên bàn. Cứ mỗi lần quên bài hay cô giáo hỏi bài Ngân không thuộc thì sẽ phản hồi về ngay cho bố mẹ nên Ngân không muốn bố mẹ biết mình học hành không tốt bởi đơn giản là nó không muốn thua kém bất cứ điều gì với em gái. Vì chỗ học ở gần mà còn sớm nên Ngân lại đành quay về nhà lấy vở bài tập. Vừa đẩy cửa bước vào, Ngân thấy nhà yên ắng hẳn, nó nhìn vào góc bếp không thấy cái giỏ nhựa nên cũng đoán chừng bà Đào đi chợ bởi thường ngày, ngày nào giờ này bà ấy cũng đi như vậy. Lúc lên phòng, Ngân thấy con bé Chi đang đứng mân mê cuốn chuyện mà trường mang tới, cho lúc nãy mà lại thêm khó chịu. Trong cái nhà này, nó luôn phải nhún nhường tất cả mọi người, từ lớn tới nhỏ, nó đều phải cố gắng mà nhẫn nhịn hết ngày mà con bé chi còn nhỏ thì mỗi khi không có ai ở nhà nó còn bắt nạt được khi thì nó đánh em hoặc cũng có khi nó nhận phần cho em uống sữa nhưng mà nó lại uống hết mà để cho em nhịn đói nhưng mà ngày ấy chi nó còn nhỏ chưa biết mách lại với bố mẹ nhưng sau này lớn nó càng khôn rồi thì Ngân không bắt nạt được nữa, dù trong bụng Ngân cực kỳ ghét con bé Chi bởi nó là cái bức tường ngăn cách và cũng là cái gương để mọi người so sánh. Nhưng mà vì nó lớn rồi nên bây giờ ngoài mặt Ngân vẫn phải cố thể hiện nó là một người chị biết thương em. Nhìn con bé Chi lúc này, trong lòng Ngân rõ ràng là rất bực, nhưng mà Ngân vẫn phải cố chịu giọng mà hỏi nó. Này Chi, em làm cái gì thế? Chi có chút giật mình, nhưng rồi nó lại hớn hở, khoe với Ngân Em đang đọc truyện cuốn này là của anh Trường cho em đấy Chị thấy đẹp không? Vừa nói, chi vừa dơ cuốn truyện lên khoe Lại càng làm cho Ngân thêm ngứa mắt Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy mà nó chứng kiến Lại càng khiến cho Ngân thêm bực mình Bé chi lại nhanh nhỏ hỏi Ngân Chị không có đi học à? Hồi nãy bà Đào có bảo em trong nhà Vì chị đi học cơ mà Nhắc đến bà Đào Thì trong lòng Ngân lại hậm hực thêm một lần nữa Mới sáng thôi Mà bao nhiêu chuyện bực mình trong lòng Khiến Ngân cứ tức anh ách vô cùng, trong đầu Ngân lại nhớ đến bao nhiêu chuyện trước đây, cả bà Đào khiến cho Ngân khó chịu, rồi cả sự ghét bỏ con bé Chi trong lòng nó nữa, tất cả các mớ hỗn độn ấy cứ đan xen và len lỏi trong cái suy nghĩ nhỏ nhen trong lòng nó. Bất chợt Ngân nheo mắt lại, nó nhìn chằm chằm vào con bé Chi đầy nham hiểm, rồi bất giác nó nở một nụ cười đầy ma mãnh, "Này Chi, em có muốn đi chơi không? Chị dẫn em qua nhà anh Trường nhé?" Chi nghe thấy thế thì mắt sáng rỡ, nó nhảy cẫng lên mà hò reo. Em đi, mình đưa liền đi chị. Chẳng có một chút trần trừ, Ngân nhanh chóng kéo con bé Chi đi. Trước khi đi, nó vơ vội cái túi mà bỏ mấy bộ quần áo và mấy hộp sữa vào trong đó. Ngân đi rất nhanh, như sợ bà Đào đi về, sẽ bắt gặp nó. Mà Chi thì nhỏ thó, nó cứ chạy theo chị mà thở hồn hển. Chị đi nhanh thế, chờ em với. Có muốn gặp anh Trường đi nhanh lên. Ngân lúc này không còn vẻ nhẹ nhàng như trước nữa mà quát tháo hối thúc Chi phải đi thật nhanh. Chi thì muốn gặp anh Trường nên cũng hớt hải đi theo chị. Ngân dẫn nó ra bến tàu, chỗ này có mấy lần nó từng đi với đám bạn ra đây chơi. Chỗ này đông người lại phức tạp nên bố mẹ cũng từng cấm Ngân ra đấy, nhưng vì tò mò và ham vui nên cũng có mấy lần nó trốn bố mẹ ra chơi cùng đám bạn. Chỗ này cũng giáp với tỉnh khác lại gần biên giới nữa nên người lớn cứ cấm tiệt trẻ con ra đây bởi lỡ xui rủi mà gặp mấy kẻ buôn người thì coi như là hết cứu. Trong đầu Ngân bây giờ cũng đang nghĩ đến cái cảnh tượng Chi bơ vơ ở bến xe và bị bắt đi. Chi mà không còn nữa thì một mình nó sẽ sống sung sướng trong căn nhà này. Bố mẹ nó bây giờ cũng lớn tuổi rồi làm gì sinh thêm được nữa. Nên Chi biến mất thì coi như mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu Ngân sẽ không bị bất kỳ ai tranh giành bố mẹ, càng không bị so sánh với con bé đáng ghét này và hơn hết, nó sẽ không giành mất trường của Ngân nữa. Ngân lại cười đắc chí, nhiệm vụ của bà Đào là trông chừng con bé Chi, mà nếu như con bé bị mất tích thì bà ta dễ dàng gì mà được ở lại trong cái căn nhà này, một công đôi việc, nếu như thành công thì nó dễ dàng loại được hai cái gai trong mắt. Ngân để con bé Chi ở một góc, xong rồi căn dặn Em đứng ở đây để chờ, chị gọi anh Trường nhé. Chút nữa anh Trường tới rồi chúng ta cùng đi chơi. Bé Chi, sau một trận chạy theo chị mệt dã cả chân thì đứng thở hồng hộc, thấy chị bảo vậy nó cũng ngây thơ nghe lời mà đứng chờ. Ngân đưa cái túi quần áo cho em gái, xong rồi lạnh lùng quay đi mà chẳng ngoái đầu lại nhìn lấy một lần nào, vừa chạy thật nhanh cho kịp giờ vào lớp, ngân vừa suy nghĩ, việc làm của nó chẳng có gì sai cả, nó đang giành lại những gì vốn thuộc về nó mà thôi. Nếu như con bé Chi không xuất hiện hay là nó không quá xuất chúng thì sẽ không sao, đằng này nó đã lấy hết tất cả mọi thứ mà Ngân có. Ngân cứ bao biện cho hành động sai trái này của mình, nó cứ cố lái cái suy nghĩ rằng mình đang làm là đúng. Nó vào lớp vừa kịp giờ, nó hít một hơi sâu mà lấy lại bình tĩnh và ngồi vào lớp mà học bài như không hề có chuyện gì xảy ra bà đào đi về nhà không thấy con bé chi đâu bà hốt hoảng chạy khắp nhà trên nhà dưới mà tìm kiếm nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy chi vốn là một đứa trẻ ngoan và luôn nghe lời nên việc nó tự ý rời nhà đi như thế này là chuyện không bình thường bấy lâu nay bà vẫn để con bé tự chơi một mình và đi chợ nhưng mọi chuyện vẫn bình thường chứ nào có chuyện nó mất tích như thế này bà đào sợ hãi chạy vào phòng khách cầm lấy cái điện thoại bàn mà tay cứ run run bấm số gọi tới công ty của ông khoa trên công ty ông khoa đang bận họp nhưng mà cái điện thoại bàn của công ty có đổ chuông liên hồi ông ấy vội nhấc máy thì đã nghe tiếng của bà đào vừa nói vừa khóc khoa ơi về ngay đi con bé chi đi lạc đâu mất rồi ông khoa lúc này hốt hoảng cái nỗi làm rơi cả điện thoại bà hồng nghe tin xong thì chân như nhũn ra mà muốn quỵ xuống tại chỗ nhưng mà lúc này không phải là để bà Hồng khóc lóc, bà vội vã cùng chồng quay trở về nhà thật nhanh. Vừa về tới đã thấy bà Đào khóc sưng cả mắt. Bà cứ cố gắng kìm lại sự sợ hãi mà thanh minh: "Tôi để con bé ở nhà rồi đi chợ, nhưng mà không biết nó đã đi đâu." Ông Khoa nhanh nhìn vào trong nhà rồi lại hốt hoảng hỏi bà Đào: "Thế con Ngân đâu, hay là con chi nó đi với cái Ngân?" Bà Đào lắc đầu: "Lúc tôi ở nhà là con Ngân nó đã đi học thêm rồi." Ông Khoa vẫn không tin nên chạy ngay tới lớp học của Ngân mà xác nhận. Khi thấy một mình Ngân ở đấy biết là kết quả không khỏa quan rồi nhưng ông Khoa vẫn cố chấp mà hỏi Ngân. Con thấy em chi ở đâu không? Ngân hơi tái mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lúc con đi học em Chi ở nhà chơi với bà Đào mà bố. Mà em đi đâu hay sao mà bố hỏi con như vậy? Bà Hồng lúc này không kìm nổi nữa mà khóc òa lên. Em Chi đi lạc đâu mất rồi con ơi. Thấy vợ chồng ông Khoa và bà Hồng đang khóc đầy đau khổ và vật vã trước mặt nhưng mà khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, nó chỉ cố gắng làm ra bộ mặt bình thản và vô tội nhất có thể để tránh bị nghi ngờ mà thôi. Bà Hồng và ông Khoa túa ra, mỗi người đi mỗi ngả để tìm con. Nhà ông Phùng nghe tin cũng lo lắng mà đi tìm phụ, cả bà nội, bà Đào, tất cả để chiêu nhau ra tìm kiếm ở những nơi mà con bé có thể tới. Trường lo lắng thấy rõ khi cậu biết tin này đã chạy thục mạng mà tìm kiếm nhưng mà có tìm ở những nơi mà hai anh em từng đi chơi cũng không thể tìm thấy được con bé. Ở bến tàu lúc này, người vẫn qua lại đông đúc. Con bé Chi cứ đứng đó chờ mãi mà chẳng thấy chị Ngân quay về. Trời đã ngả dần về chiều rồi, nhưng mà nó đứng đó. Mỏi dã hết chân mà vẫn không thấy ai. Bụng đói, nó cổ quạng trong cái túi mà chị Ngân đưa có hộp sữa nên nó lấy mà uống tạm cho qua cơn đói. Bây giờ bé Chi đã bắt đầu sợ hãi bởi bóng tối đang dần kéo tới rồi. Bé Chi mất ẩn ngực nước mà nhìn về hướng chị Ngân đã rời đi. Nó thấy một người phụ nữ xa lạ đang dần tiến tới. Bà ấy đội cái mũ rộng vành, trông nét mặt chẳng có chút nào là hiền lành cả. Bà ta tiến lại gần bé Chi ngọt nhạt hỏi han: Này bé con, bố mẹ đâu mà đứng đây một mình? Bé Chi đang sợ hãi, lại có người tới hỏi han nên nó cũng thật thà. Cháu ở đây đợi chị Ngân, chị bảo tới đón mà sao chờ mãi không thấy, người phụ nữ kia nhìn từ đầu tới chân con bé chi một lượt thấy quần áo cũng đắt tiền lại thêm cái dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ khiến cho bà ta hài lòng bà ta chắc mẩm chuyến này sẽ kiếm được kha khá bởi bà ta chính là một kẻ chuyên lừa lọc và mua bán trẻ em có tiếng suốt cả buổi chiều bà ta cũng dò chừng mà để ý con bé chi rồi nhưng mà sợ lộ liễu quá rồi bị người ta phát hiện lúc đó lại không hay chờ mãi, bây giờ cũng sẩm tối, lại thấy con bé vẫn cứ đứng một mình nên bà ta mừng thầm, vì chắc mẩm cú này sẽ vớ được mối lớn. Bà ta quan sát một lượt rồi thầm thì thào trong miệng. Nhìn trắng trẻo sạch sẽ thế này, chắc cũng được kha khá tiền đấy. Phải, một con trai thì tốt biết mấy. Nói rồi, bà ta lại cúi xuống khẽ thì thầm với bé Chi, "Thế bây giờ con có muốn về nhà không?" con bé chi đang sợ lại có người giúp đỡ nó, vui mừng không hết. "Dạ có chưa ạ? À. Cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà bố mẹ cháu." Người phụ nữ cảm thấy hài lòng, bởi con bé này còn khá ngây thơ, chắc chắn sẽ dễ dụ. Vì vậy bà ta vội cầm lấy tay nó mà khẩn khoản, "Được rồi, thế đi nhá đi theo cô, cô dẫn cháu về nhà. Tội nghiệp chưa, nhỏ xíu thế này mà lạc đi mất mẹ." Thấy bà ta cứ suýt xoa, nên con bé lại thêm tủi thân nó lại ngây thơ mà đưa tay cho người đàn bà kia nắm, rồi nó cứ líu xíu mà đi theo sau bà ta. Bà ta vừa đi vừa cười thầm, từ phía xa xa, tàu cũng vừa tới, chuyến này chắc mẩm rồi, chỉ cần bà ta đưa được con bé lên tàu thì mọi chuyện coi như là chót lọt. Thế nhưng mà miếng ăn đã dâng lên đến tận miệng, nay bị phá hỏng, bởi khi bà ta đang cố kéo con bé đi thật nhanh thì bỗng có một bàn tay kéo lại, bà ta khó chịu quay lại nhìn. Đấy là một người phụ nữ trông có vẻ rách nát Phía sau lưng đang quẻ một cái bì đầy cha lọ Mụ ta khó chịu mà quắc mắt hỏi người phụ nữ kia Bà làm cái gì đấy? Quen biết gì không mà đứng đây nhíu với kéo Bé Chi thấy người đàn bà rách dưới có phần sợ hãi Mà nép sát vào người phụ nữ kia Nhưng mà người đàn bà rách dưới kia không vì cái sự hầm hố của mụ ta mà sợ hãi Vậy thì bà có quen biết với đứa trẻ này không? Mà định dẫn nó đi đâu? Mụ ta thấy bị bắt bài thì có chút trột dạ Từ chiều tới giờ mụ ta đã rất thận trọng để tránh bị người khác nhìn tới Ấy thế mà không ngờ Lại bị một bà nhặt ve chai cản đường Mụ khó chịu bắt đầu cáo lên Có liên quan gì đến bà không Nó đi lạc bố mẹ thì tôi dẫn nó đi về nhà Khôn hồn thì biến ra chỗ khác Đừng có đứng đây mà cản trở Nhưng mà người phụ nữ nhặt ve chai Vẫn không chịu rời đi Bởi bà ấy từ trưa tới giờ Cũng quanh quẩn ở xung quanh đây Vì lo lắng cho con bé Chi Khi thấy nó cứ đứng một mình đầy sợ hãi Bây giờ thấy người lạ dẫn nó đi Bà ấy cũng đoán chừng nó sẽ bị bắt và bán đi nơi khác sống ở đây cũng khá lâu rồi, bà cũng gặp không ít lần có những người bắt cóc trẻ con và đưa tới bến tàu rồi đi qua biên giới để bán. thế nên thấy cảnh này bà lại không đành lòng mà trơ mắt nhìn đứa trẻ non nớt bị người ta làm hại. mụ ta thấy người phụ nữ nhặt ve chai có vẻ lì lợm, thế nên lại rút trong túi ra một ít tiền rối vào tay bà ta. thôi, cầm tiền rồi đi chỗ khác giùm gái. đừng có đứng đây cản trở. tao không nói nhiều lời nha. mày không biến đi nhanh, tao cho đoàn em thế sự mà luôn đấy lúc này mụ ta đã mất bình tĩnh miếng mồi ngon trước mắt không thể để mất đi được mụ không thể diễn cái sự hiền lành nữa vì sợ người phụ nữ kia làm hỏng việc với cả mụ ta cũng nghĩ con bé chi còn nhỏ nó sẽ chẳng hiểu chuyện gì mụ ta trợn mắt mà đe dọa người phụ nữ kia nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả Người phụ nữ nhặt ve chai bắt đầu kéo mạnh bé Chi về phía mình. Con bé lúc này đã chứng kiến cái sự hung dữ của mụ ta nên cảm thấy sợ hãi mà cũng ngoan ngoãn đứng trong vòng tay của người phụ nữ nhặt ve chai. Khi mụ ta bắt đầu tính sông tới thì người phụ nữ nhặt ve chai đã chỉ tay về phía xa kia. Tôi chỉ cần đi lại phía phòng vé và báo với người ta bà có ý định bắt cóc trẻ con thì lúc đó chạy không thoát đâu. Còn nếu vẫn muốn dẫn con bé đi thì tôi sẽ đi báo công an nhắc tới công an mụ ta có vẻ hơi tái mặt bởi những người làm chuyện xấu có bao giờ mà lại dám hiên ngang trước pháp luật được bao giờ mụ ta thấy chẳng thể kiếm được tiền ở đấy nữa nên phội chửi thề mấy câu mà bỏ đi bởi mụ ta cũng khá có tiếng ở nơi này rồi cũng không thể lộ mặt lâu được bởi lỡ như công an mà thấy thì chắc chắn đi tù như chơi người phụ nữ nhặt ve chai vẫn giữ chặt lấy bé chi chờ cho mụ ta đi khuất khi này người phụ nữ mới ôn tồn hỏi con bé Nhà con ở đâu? Tại sao có đứng đây một mình vậy? Con bé Chi thành thật trả lời Kể về chuyện chị Ngân của nó Dẫn nó ra đây để đi chơi Nhưng mà nó chờ mãi Tới bây giờ vẫn chẳng thấy chị đâu hết Tuy nhiên đường về nhà Nó không nhớ bởi nó còn quá nhỏ Và ở chỗ này cũng là lần đầu tiên Nó được tới Người phụ nữ nhặt phe chai này Có tên là Minh Bà ấy quá chồng lại cũng chẳng kịp có muộn con nào Ở quê thì đói ăn Mà bà cũng nặng lòng với chồng vì vậy cứ một mình sống với nghề nhặt ve chai lầm lũi kiếm tiền sống qua ngày ở cái thành phố này. Tầm sáng nay, bà cũng thấy hai chị em rất díu nhau ra tận bến tàu này, nhưng bà cũng chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa trẻ ra đây chơi hoặc là có người nhà đi cùng. Nhưng mà suốt cả buổi chiều, bà thấy con bé Chi cứ đứng một mình nên mới đâm lo. Giờ hỏi cái gì con bé cũng chẳng biết, thế nên bà lại đành đưa tạm nó về cái căn đều mà mình ở phía dưới gầm cầu ở tạm một hôm bé chi tuy là sống trong sung sướng từ nhỏ nhưng mà nó được cái dễ thích nghi nay có người chở che cho nó khỏi sự sợ hãi của bóng tối thì nó cũng lấy làm yên tâm mà ngoan ngoãn nghe lời bà minh nhà bà minh gọi là nhà vậy thôi nhưng thực ra cũng chỉ là cái lều dựng tạm được người ta cho ở tạm tới ngày nào biết ngày đó mỗi ngày đi nhặt ve chai cũng vỏn vẹn chỉ được có mấy chục nghìn bữa đói bữa no hôm nay thấy con bé chi tội nghiệp nên bà mới đành bấm bụng mua lấy một phần cơm hộp cho con bé ăn. Chứ từ trước tới giờ, bà cũng chỉ ăn bánh mì không hoặc là ăn mì gói qua ngày, chứ nào dám mua cơm bao giờ. Tối hôm đó, tại nhà của ông Khoa, mọi người cũng đang lo lắng sau một ngày trời đi tìm kiếm, chẳng thấy con bé Chi ở đâu hết. Cho dù có tìm hết mọi nơi, tất cả mọi nhà thân quen, nhưng mà chẳng một ai biết con bé đi đâu bà hồng suốt ngày hôm đó cũng đi hỏi thăm từng nhà hàng xóm xem sáng nay có ai vô tình thấy con bé chi hay không nhưng mà tuyệt nhiên cũng chẳng ai thấy mà điều này chỉ có ngân là biết rõ bởi lúc mà dẫn con bé chi đi nó dẫn con bé đi theo lối đường tắt chỗ này vắng người sẽ chẳng ai nhìn thấy đó cũng là nó đã dự tính từ trước để tránh trường hợp có người thấy mà mách lại với bố mẹ nó Bà nội lúc này cũng ở đây, bà đầu tóc rũ rượi mà ngồi bệt xuống sàn, khóc bù lu bù loa. Trả cháu lại cho tôi, trả lại đây, sao chúng nó kiểu gì vậy mà để cho nó đi mất. Vừa nói, bà nội vừa gào lên, vừa ôm lấy bà đào mà cào xé. Ông Khoa và bà Hồng vì mất con mà đau xót, cũng chẳng còn sức mà can ngăn nữa. Ngân đứng chứng kiến bà Đào đang bị bà nội cào xé, rồi thấy cảnh bà nội đang khóc lóc vật vã trên sàn mà nó cảm thấy hả hê bao nhiêu năm qua nó cứ phải chịu đựng đủ chuyện ấm ức vì sự thiên vị của bà nội lẫn sự dò xét của bà đào nay chứng kiến cái cảnh này nó cảm thấy hả dạ vô cùng những người này càng đau khổ nó mới càng cảm thấy sung sướng cho đã những ngày những cảm giác mà nó phải chịu đựng từ trước tới nay bà hồng vì khóc quá nhiều lúc này cũng đã chẳng thể nói thành tiếng ngân làm ra vẻ quan tâm nó tích cực đi rót nước mà bưng cho mẹ rồi đưa cho cả bố nữa Ông Khoa lúc này cũng đã quá mệt mỏi, ông thèo thào đầy bất lực. Nếu như ngày mai mà không thể tìm thấy con nữa, thì chắc là phải báo công an thôi, lỡ như mà. Khi ông Khoa chưa kịp nói, bà Hồng đã cố dướn hết mình lên mà hét lớn, đừng có nói nữa, làm ơn đi, con bé sẽ không có chuyện gì hết. Bà chỉ kịp nói được mấy câu, rồi thì ngất lịm đi. Có lẽ cú sốc ngày hôm nay, bà đã không thể chịu đựng nổi được nữa rồi, lúc này bà nội sau khi gào khóc đã đời rồi thì cũng quay sang hỏi ông khoa thế con đã tìm ở bến tàu hay chưa có khi nào nó, nó bị bắt cóc đem ra ngoài đấy hay không khi bà nội nhắc tới đây ông khoa mới chợt tỉnh bởi cả ngày hôm nay ông đôn đáo khắp nơi nhưng nơi bến tàu ông lại chưa hề nghĩ tới ngân nghe tới bến tàu thì nó bắt đầu chột dạ và tái mặt bắt đầu trên trán nó dịn ra những giọt mồ hôi nó lo lắng Lỡ như mà tí nữa ông Khoa ra bến tàu mà tìm lại được con bé Chi Rồi nó sẽ khai ra rằng Ngân là người đưa nó ra đó để bỏ nó lại Thì chắc hẳn Ngân sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này mất Nó sợ hãi đến thấp thỏm không yên Ông Khoa vội vàng lấy xe máy chạy ra bến tàu Nhưng Ngân cũng lật đật chạy theo sau Bố ơi, bố cho con đi theo tìm em với Ông Khoa định vội cản, nhưng mà lúc này Ngân đã nhanh chóng trèo lên xe ngồi mất rồi. Ngân phải nhanh chân bởi nó sợ ông Khoa không cho phép. Nó phải rào trước mọi chuyện để chút nữa. Nếu lỡ có tìm thấy bé Chi ở bến tàu, nó cũng phải tìm cách mà bịt miệng con bé lại để có thể mà thoát tội. Suốt dọc đường, trong bụng nó cứ thầm cầu mong. Sao mà con bé Chi đã đi lạc hẳn hoặc bị ai đó bắt đi rồi? Bởi bây giờ chỉ cần con bé đó còn ở đấy thì chắc chắn Ngân không thể nào thoát tội nó cố lấy bình tĩnh. Giờ đã gần nửa đêm rồi nên chắc là con bé cũng chẳng thể nào ở đó chờ nó được mãi. Hoặc có khi con bé đói bụng và nó đã rời đi rồi. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng mà nó cứ thấp thỏm không thôi. Con đường lại gần bến tàu càng ngày càng gần và tim của Ngân nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bến tàu bây giờ tuy khuya nhưng mà vẫn còn người. Ông Khoa lật đật xuống xe chạy đi tìm giáo giác và liên tục hỏi những người xung quanh về con bé Chi ngân lựa lúc ông khoa đã chạy ra xa thì nó đã nhanh chóng chạy vào hướng mà sáng nay nó đã dẫn con bé chi ra đó mà kiểm tra xem con bé còn đó không sau khi thấy cái chỗ đó trống không chẳng thấy người nó mới tạm thở phào nhẹ nhõm được một chút nhưng mà nó vẫn sợ con bé chi ngồi đâu đó quanh đây nên nó hớt hải chạy đi tìm khắp nơi ông khoa nhìn vào cứ tưởng là ngân thương em mà lao thân như thế nhưng ông nào biết là ngân đang cố gắng tìm cách lấp liếm đi cái tội của mình đâu ông khoa cũng miêu tả đặc điểm của con bé cho những người ở bến tàu nhưng mà ở cái nơi người ra vào nhiều như nêm thế này thì có ai mà nhớ được một đứa con nít vì ở đây trẻ con cũng hàng trăm đứa na ná nhau ngân chạy một vòng rồi vẫn không thấy con bé đâu thì trong bụng nó đã mừng rơn lên rồi nó cứ cầu trời cho con bé đừng xuất hiện nữa bỗng nó nhìn ra phía ông khoa thấy ông ấy đang đứng ở góc mà sáng nay nó dẫn con bé đứng đấy, thì liền hốt hoảng, bởi ông khoa đang tịnh tiến lại hỏi người bán hàng gần đấy, chạy để cản không kịp thì nó vừa ngã cái oạch mà hét lên, "Bố ơi!" Ông khoa vừa định mở lời hỏi người bán hàng thì thấy tiếng ngân hét liền nhanh chóng mà lại đỡ nó dậy. Ngân than bị trẹo chân nên ông khoa cũng thôi không tiến lại hỏi người kia nữa mà đỡ ngân quay về nhà. Trên đường về, ông Khoa không ngừng thở dài vì sự tìm kiếm trở nên vô vọng, còn Ngân thì ôm lấy ngực mà thở nhẹ nhõm. Ban nãy, rất may là nó nhanh trí, chứ nếu không mà ông Khoa hỏi tới người bán hàng kia thì sẽ lộ chuyện bởi ban sáng con bé Chi đứng ở trước cái quán đấy. Mấy ngày sau đó, hai vợ chồng ông Khoa vẫn tản đi khắp nơi tìm con bé, nhưng lần nào cũng chỉ là vô vọng ông khoa cũng có báo với công an địa phương nhưng mà suốt một tuần sau đó thì kết quả vẫn là vô vọng ban đầu khi biết tin bố mẹ báo công an ngân sợ hãi đến mất ăn mất ngủ nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy tin tức con bé thì nó mới dần yên tâm bà nội thì không tìm được cháu, rồi suy sụp mà ngã bệnh, suốt một thời gian dài bà cứ nằm trong bệnh viện suốt. Bà Hồng thì sau cú sốc cũng bị trầm cảm một thời gian dài, phải điều trị bằng thuốc, còn ông Khoa thì cũng phải nén hết đau khổ mà cánh vác công ty, bởi bà Hồng đã sức cùng lực kiệt. Có một điều khiến ngân khó chịu, chính là sau lần để con bé Chi mất tích, nhưng mà bà Đào vẫn không hề bị đuổi đi có lẽ cũng là vì anh em bà con thân thích nên vợ chồng ông khoa mới châm trước mà không truy cứu trách nhiệm nhưng mà ngân để ý từ dạo đấy bà đào cũng bớt nói hẳn mà chỉ cặm cụi làm những việc vặt trong nhà và hỗ trợ chăm sóc bà nội lo cho việc điều trị bệnh của bà hồng Ngân thì thời gian đầu còn sống canh cánh trong lo sợ, nhưng mà khoảng thời gian một năm dài trôi qua mà vẫn không có tâm hơi gì về tin tức của Chi thì yên tâm và sống vui vẻ trong sự giàu có của gia đình này. Có lẽ sau lần mất con, thì vì quá nhớ con mà tất cả mọi tình thương bố mẹ dồn hết vào cho Ngân Lúc này mới cảm nhận được cuộc sống đã quay về guồng quay cũ, cũng như được sống trong sự nuông chiều và biết chắc chắn mình đã giữ được vị trí độc tôn trong gia đình này, nên tính cách của Ngân cũng dần thay đổi. Trước mặt bố mẹ, nó vẫn thể hiện là một đứa con hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nhưng mà đi xa bên ngoài, nó lại là một đứa hống hách và thể hiện mình là một kẻ có tiền. Trường thì vẫn nói chuyện với Ngân, nhưng mà câu chuyện của Trường thì cũng luôn thăm dò về những tin tức của Chi. Mặc dù những chuyện này Ngân nghe không có vui, nhưng mà đây cũng là cách duy nhất để giữ mối quan hệ thân thiết giữa cả hai. Cũng vì vậy Ngân chịu đựng hết cũng là vì Ngân thương thầm Trường bấy nhiêu lâu nay mà thôi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi Sau 3 năm bệnh của bà Hồng cũng đỡ Nhưng mà bà vẫn mang nỗi khổ tâm trong lòng Về đứa con đi lạc thời gian trôi một cách vô tình, trôi theo những nỗi nhớ mong của vợ chồng ông Khoa về đứa con đã mất tích mà bọn họ vẫn chẳng thể nào tìm lại được. Bà nội thì cũng thế, vẫn bệnh tật triền miên, rồi thì cả tâm bệnh. Ngày nào cũng cứ nhắc tên Xuyến Chi, đứa cháu ngoan ngoãn, lại giỏi giang, bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời bọn họ, khiến cho ai cũng chẳng thể nào có thể nguôi ngoai được. Hàng ngày, thì lúc ngày công việc bận rộn, bà Hồng vẫn cứ ngóng trông tên con trên những dòng tin tức hoặc thi thoảng có bất cứ ai chỉ ở đâu có con bé nào có tên như thế hoặc là có khuôn mặt na ná như con bé Chi là hai vợ chồng đều bỏ dở hết công việc mà đi tìm. Dẫu biết rằng việc đi tìm cũng là trong vô vọng nhưng có lẽ chỉ có thế mới có thể làm nguôi ngoai được sự đau khổ phần nào trong lòng của gia đình ông Khoa. Song hành với bao nhiêu năm đau khổ chật vật của vợ chồng ông khoa thì cũng là bấy nhiêu năm ngân sống sung sướng trong gia đình giàu có cô mặc nhiên hưởng thụ tiền bạc được lựa chọn những thứ tốt nhất cho chính bản thân mình mà chẳng cần phải suy nghĩ ngợi gì hết bởi đơn giản là ngân nghĩ tất cả mọi thứ ở trong nhà này đều là của cô ta và cô ta được quyền hưởng hết những thứ này suốt những năm đại học ngân cũng chỉ học làng nhàng bởi vốn dĩ sức học của cô ta từ ban đầu cũng chẳng khá khẩm gì ngân ỉ có tiền thế nên vẫn quen cái kiểu như ngày xưa nhưng nay không chỉ là đổi trác đồ học tập hay là cho bạn học mấy đồng tiền lẻ nữa ngân cứ vung tiền một cách thoải mái để thuê người đi học hộ thuê người thi hộ cuộc sống sinh viên lại còn ở xa nhà nên những mấy chuyện này vợ chồng ông khoa cũng chẳng thể nào kiểm soát được họ cứ đinh ninh rằng đứa con gái nuôi ngoan ngoãn của mình vẫn đang học hành nghiêm túc Thấy rồi thì nhờ luồn lách khéo léo trong thi cử mà ngân cũng có được tấm bằng đại học thế nhưng mà cũng chỉ là hữu danh vô thực bởi thực sự ngân chẳng có một chữ nào trong đầu hết thời gian đầu ông khoa cũng ngỏ ý để cho ngân đi thực tập ở một số công ty khác thế nhưng mà vốn dĩ là ngân lười làm cô ta nghĩ gia đình bố mẹ nuôi giàu có như thế này không thể nào định hướng cho cô ta đi làm thuê được cái ngân cần là phải trở nên xinh đẹp lộng lẫy và có tí chức tước để về làm đẹp cho cái thông tin về bản thân Như vậy cô ta mới có thể nghiễm nhiên sánh bước cùng trường được Bởi vì trường bây giờ rất giỏi giang Bởi vì học xong đại học Trường lại còn được ông Phùng cho ra nước ngoài du học thêm mấy năm nữa Tương lai của trường sáng ngời trước mắt Mà sau bao nhiêu năm đấy Trong lòng của Ngân vẫn ôm cái mộng tưởng sẽ được sánh bước bên trường rồi thì Ngân cũng làm thử ở một vài nơi, nhưng chỗ nào cũng dăm bữa nửa tháng, có chỗ người ta chỉ góp ý nhẹ nhàng thế nhưng mà với cái bản tính kiêu căng hống hách như ngân thì chẳng muốn nghe một ai góp ý hết ngoài bố mẹ ra cô ta chẳng muốn lấy lòng một ai nữa cả bà nội nay cũng già yếu nên cô đâu có sợ nữa thế nên cái bản tính hống hách của nó ngày càng trở nên lớn hơn và bộc lộ ra một cách rõ rệt rồi cũng có những công ty khác từ vòng tuyển đầu đã rất khó khăn nhìn cái hồ sơ của ngân người ta không chỉ tạm gật đầu nhưng rồi ngân lại chẳng đậu phỏng vấn suy cho cùng cái sự nghiệp tìm kiếm một công việc của ngân nó cứ lao đao mãi học xong rồi mà chẳng có việc làm thì quả thật là có vấn đề không chỉ là bố mẹ nuôi để ý mà còn là những người xung quanh bởi cái thân phận con nuôi của cô ta trước đây vẫn không ít lần khiến cho người ta phải để ý tới rồi ngân lại chọn cái lý do là đi học nâng cao để che mắt người đời bởi sợ tầm này mà đi làm cũng chẳng xin được việc gì cho đàng hoàng hết chỉ bằng cứ lấy lý do đi học để hợp thức hóa quãng thời gian mà ăn chơi ông khoa thì bình thường đối với ông chuyện học hành thì chẳng bao giờ ông cản cấm hết thế nên khi ngân đề nghị đi học ông đã rất vui mừng và đồng ý ngay vậy là hàng tháng ông lại phải có thêm một khoản phụ cấp nữa để gửi cho ngân nhưng mà không sao, tiền ông làm ra cũng để lo cho con cái. Học đâu được một thời gian thì cũng đúng lúc là công ty của bố mẹ đang chống nhân sự, nên ngay lập tức Ngân đề nghị được vào làm trong công ty của bố mẹ. Chuyện này ông Khoa cũng đã định hướng từ lâu, nhưng mà ngặt một nỗi công ty của ông Khoa cũng là sự góp vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Để cất nhắc một người mà đặc biệt là người nhà nữa và làm chức vụ quan trọng trong công ty quả thật là một điều khó khăn. Dẫu biết rằng nếu ông khoa lên tiếng thì mọi người cũng sẽ nể nang mà đồng ý nhưng mà việc này sẽ gây khó khăn cho ngân sau này bởi vì nếu như mọi người không phục thì trong công việc cũng sẽ có nhiều khúc mắc ông cũng gợi ý cho ngân hay là làm từ vị trí nhân viên rồi từng bước một đi lên thế nhưng mà ngân không chịu cô dãy nảy lên con cũng học bao nhiêu năm nay rồi mang tiếng là con gái của bố nữa mà vào công ty làm nhân viên như vậy sao mà coi được bà hồng thương con thấy con nói như vậy cũng có lý nên cũng đành bấm bụng bàn bạc với ông Khoa, chấp nhận mong muốn của Ngân. Thôi thì cứ để Ngân làm trưởng phòng, rồi công việc khó khăn tới đâu, bà Hồng sẽ tìm cách giúp đỡ. Cũng vì sự mở lời của vợ chồng ông Khoa, nên mấy cổ đông khác cũng đồng tình và cho phép Ngân giữ chức trưởng phòng kế hoạch ở trong công ty. Ban đầu thì với cái mát là con gái của giám đốc, nên mọi người ai cũng có phần dè chừng. Có một số người ưa su lịnh thì cũng vây quanh mà buông những lời dối trá để lấy lòng Ngân. Nhưng rồi được một thời gian, người ta cũng nhận ra rằng, việc Ngân xuất hiện ở đây chỉ là nhờ dựa hơi vào người bố của mình, chứ chẳng hề có một chút thực lực nào hết. Nhưng tất thảy những suy nghĩ ấy, mọi người cũng đành phải để trong lòng, bởi cho dù không phục thì ngoài mặt vẫn phải tươi cười, nếu để lộ ra cái suy nghĩ kia của mình thì chắc hẳn sẽ chẳng sống yên thân với Ngân ở trong công ty. Ở cái làng quê nghèo nơi bờ ruộng đang bị cạn nước, bà Minh đang lúi húi dùng cái cuốc mở đường nước để cho nước vào trong ruộng. Sau một hồi cuốc đất, bà mệt tới nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bà vừa đứng dậy vừa đứt tay vỗ vỗ và sau cái lưng mình, rồi thì cầm cái nón lá rách tả tơi mà quạt lấy quạt đẻ. Khi này bà Hương nhà hàng xóm cũng đi làm ruộng, thấy bà Minh đang đứng đó thì cũng quan tâm mà lại hỏi thăm. Này bà Minh, con gái bà nó đậu đại học thế, bà tính khi nào để cho nó lên nhập học vậy? bà Minh có chút ngớ người trước cái thông tin mà con bé Xuyến Chi đậu đại học bởi nó chưa từng nói với bà về chuyện này. Bà ngớ người ra mà hỏi lại bà Hương, Ủa, con Chi nhà tôi nó đậu đại học à? Sao bà biết? Bà Hương cũng làm ra ngạc nhiên, hỏi ngược lại, chứ bà là mẹ kiểu gì mà con đậu đại học cũng chẳng biết. Tôi nghe con Đào nhà tôi nói đấy, tôi định khi nào nó lên nhập học thì nhờ nó mang một ít đồ lên trên thành phố cho con Đào luôn. Thấy bà Hương nói vậy, bà Minh lật đật dọn hết cuốc sẻng mà tất tả chạy về nhà. Bà về tới thì chẳng thấy con bé Chi đâu nữa. Bà nhìn ra phía góc sân, thấy mấy lá rau con rơi lả tả, rồi cả cái rổ bằng tre cũng chẳng thấy. Thì bà đoán chắc là cái chi nó đã hái rau và mang ra chợ bán rồi. Bà đi vào phía bàn học của nó, từ sâu trong ngăn bàn, bà tìm thấy tờ giấy báo nhập học của một trường đại học lớn trên thành phố. Bà thì cũng không dành về trường lớp, bởi bà học hành cũng chẳng tới đâu. Nhưng mà cái thời gian bà ở trên thành phố nhặt ve chai thì bà cũng biết được cái trường đại học này là trường khá lớn và để đậu được vào đó phải là học lực rất là giỏi. Bà lại ngồi bần thần nhớ lại về quãng thời gian trước, cái ngày bà cứu được con bé Chi khỏi tay mụ đàn bà buôn người kia. Mấy ngày sau đó, bà vẫn kêu mang nó, vẫn dẫn nó ra lại bến tàu để chờ người thân, nhưng mà chờ mãi, tới gần một tuần sau, vẫn chẳng thấy ai cả bà lên thành phố nhặt ve chai kiếm sống thì cũng chỉ biết khu vực loanh quanh ở đấy chưa nào có biết được chỗ nào khác đâu nên chẳng thể dẫn con bé tới nơi nào khác ngoài cái bến tàu chờ mãi đến hơn một tuần không thấy ai đến đón con bé bà quyết định nhận nó làm con nuôi bà biết xuất thân của bà nghèo khổ và nhìn con bé trắng trẻo lại ăn mặc sạch sẽ bà cũng đoán chừng bố mẹ nó là người có tiền bà đã nghĩ nếu để con bé sống với mình thì quả thật cũng là điều tội nghiệp cho nó nhưng bây giờ mà dẫn nó bỏ trước cổng chùa hay là gửi vào trại trẻ mồ côi, bà cũng chẳng đành. Bản thân bà là một người đàn bà quá chồng, cũng chẳng có lấy muộn con nào. Có lẽ cuộc đời sau này bà cũng chẳng tính đến chuyện lấy một ai nữa. Nên việc có con là điều không thể. Bà cũng từng mong ước có được một đứa con cho riêng mình để mà chăm bẵm. Có người mà bầu bạn cho qua những tháng ngày buồn bã của cuộc đời bất công. Bây giờ con bé Chi xuất hiện giống như là ông trời đang ban cho bà một ân huệ Thế nên dẫu biết rằng là ích kỷ nhưng bà quyết định cưu mang nó Cuộc sống ở thành phố nó bộn bè và chật vật đủ thứ khó khăn Hơn nữa khi đó hỏi ra con bé Chi mới có 6 tuổi Khi đấy nó đang học lớp 1 Cực chẳng đã bà Minh phải đưa nó quay lại về quê Ở quê thì dù sao cũng dễ hơn Bà có thể xin cho nó đi học Và rồi thì làm đồng ruộng kiếm con tôm con tép mà sống qua ngày ở cái thành phố này kiếm tiền cũng khó mà mọi chi phí cũng đắt đỏ, bà cũng chẳng đành lòng để con gái bà sống chui rúc dưới cái gầm cầu như bà được. Bản thân bà thì không sao, nhưng bà sợ con bé bị người ta làm hại mỗi khi bà không ở đấy. Suy đi nghĩ lại, bà quyết định sẽ đưa nó về quê của mình. Cũng may ở quê, người dân đều thật thà và chất phác, thấy hoàn cảnh của bà Minh ai cũng lấy làm thương tình, hơn nữa con chi nó cũng ngoan ngoãn và lễ phép thế nên cả xóm đấy ai cũng yêu mến nó và thương trước hoàn cảnh bất hạnh của nó rồi thì nhà hàng xóm tốt bụng cắt ra một miếng đất nho nhỏ rồi mọi người cùng góp nhặt lại chút ít tiền bạc dựng tạm cho hai mẹ con được một căn nhà nhỏ để mà ở ruộng cũng được người ta cho mướn để làm lúa gọi là mướn vậy thôi nhưng tới vụ mùa người ta cũng chẳng lấy thóc hay lấy tiền của mẹ con bà bà minh thì cứ vậy trồng lúa ở nhà nuôi thêm con gà trồng rau rồi bà cứ cắp ra chợ mà bán người dân trong xóm thương tình cũng mua hết rồi thi thoảng cũng có người mang cho thức ăn nữa thế nên cuộc sống của hai mẹ con mới đỡ chật vật đi nhiều khi con bé chi lớn hơn một chút khi nó đã tầm 10 tuổi nó cũng nhận thức được rằng nó là con nuôi khi nó đi cùng bà về đây thì trong cái suy nghĩ non nớt của nó vẫn chưa có thể nhớ được nhiều chuyện bây giờ nhắc lại chuyện hồi nhỏ nó cứ nhớ nhớ quên quên Thế nên khi mà nó đã 10 tuổi, nó đã có nhận thức rồi, bà Minh cũng nói thật cho nó biết rằng ngày đó nó bị lạc ở bến tàu, chính bà là người đã nhận nuôi nó về đây. Dẫu biết mình là con nuôi, nhưng nó không buồn về chuyện đó, nó là đứa sáng dạ, nó học hành rất giỏi, nó học trội hơn tất cả các bạn ở trong lớp, cũng vì vậy mà thầy cô yêu mến nó lắm. Tuy nó nhỏ tuổi, nhưng cái suy nghĩ của nó rất là lớn Thế nên mặc dù nó biết mình là con nuôi Nhưng nó cư xử với bà Minh rất tốt Nó hiếu thảo, nó chăm sóc bà Minh chu đáo tới nỗi Mà những người trong xóm còn phải ghen tị Người ta nói, nhìn vào chẳng ai biết nó là con nuôi Bởi nó đối xử với bà Minh tốt tới nỗi Mà con ruột có thể cũng không sánh bằng được Bà khẽ thở dài, suốt quãng thời gian qua Từ khi còn nhỏ tới bây giờ thi thoảng Bà cũng đánh liều đi lên thành phố và quay trở lại cái bến tàu cũ, bà vẫn hy vọng có thể tìm lại được bố mẹ cho con bé. Bà cũng không dám ích kỷ cho riêng mình, bởi bây giờ nó đã lớn, việc học của nó cũng tốt, bà nhiều khi cũng cứ suy nghĩ, giá như nó tìm lại được bố mẹ ruột mà sống được cuộc sống trên thành phố thì tương lai của nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Ở đây với bà, đời sống chật vật cũng không biết có thể lo lắng cho nó được tới khi nào. Bây giờ cầm tờ giấy nhập học của con bé trên tay, bà cứ bần thần mãi, theo những cách bà hiểu về Chi thì chắc hẳn nó sợ mẹ phải lo lắng về chuyện tiền bạc để lo cho nó học hành nên nó mới xấu nhẹm đi chuyện này, có lẽ nào định chấp nhận sống với cuộc sống nghèo khổ ở cái nơi này vì bà. Lúc này, Chi cũng vừa về tới phía ngoài sân, bà đã nghe thấy tiếng bước chân của nó, bà chờ cho nó rửa chân tay mặt mũi xong rồi đi vào, bà mới cầm tờ giấy nhập học mà hỏi con. Sao con đậu đại học mà không nói với mẹ? Chi bị mẹ hỏi thì có phần hơi ấp úng, việc nó giấu mẹ đã bị lộ, thế nên nó mới lý nhí mà trả lời. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, con sợ bệnh tật rồi con đi học ở xa, không thể lo cho mẹ được. Mà hơn nữa, con học cũng phải mất 3-4 năm, mình mẹ chẳng thể nào mà gồng gánh để lo cho con mãi được. Thôi mẹ cứ để con đi làm, sau này khi có tiền, con sẽ đi học lại sau cũng được. Nghe con nói vậy, bà Minh cứ ứa nước mắt ra, bà thương nó bởi nó là một đứa hiểu chuyện, nó hiểu chuyện đến nỗi mà luôn nhận phần thiệt về mình. Nó làm bất cứ điều gì đều luôn nghĩ đến mẹ đầu tiên, miễn là mẹ vui thì chắc chắn nó không nề hà một chuyện gì hết. Bà Minh cố nén xúc động mà hỏi con, sao con lại nghĩ dại dột vậy con? Học hành là chuyện cả đời người, con học được thì phải cố gắng mà học, kể cả mẹ con na lưng ra làm, mẹ cũng chấp nhận. Chi không chịu, từ khi nó 6 tuổi ở cùng với bà Minh tới bây giờ, là 12 năm, trong suốt 12 năm đó, một thân một mình bà Minh gánh gồng đủ thứ chuyện để lo cho nó ăn học. Nhà nó nghèo, nhưng mà mỗi bữa cơm hàng ngày nó chưa từng phải thiếu đói, quần áo nó đi học luôn sạch sẽ và tươm tất, nó chưa phải thiếu thốn một thứ gì, gọi là nhiều và giàu có thì không, nhưng mà đủ đầy nó có. Bà Minh là mẹ nuôi, nhưng mà bà thương nó như con ruột, thế nên nó cũng chẳng đành lòng mà bắt kiệt đi cái sức khỏe của mẹ mình nữa. Nó một mực từ chối, nó không muốn mình phải làm khổ mẹ nhiều. Nhưng mà bà Minh cũng chẳng chấp nhận việc nó bỏ học lưng chừng, bà năn nỉ nó không được thì đành buông những lời từ đáy lòng mình. Cả cuộc đời mẹ đã khổ rồi, mẹ quá chồng sớm, học hành cũng chẳng tới, thì mới phải chịu khổ lam lũ, bám vào ruộng đất mà kiếm ăn hàng ngày. Nhưng con thì khác, con học hành giỏi giang, mẹ muốn con sau này cuộc đời sẽ không khổ như mẹ. Con phải làm, có tiền để còn tìm về bố mẹ ruột của con nữa. Nhắc đến bố mẹ ruột thì sống mũi của Chi đã cay cay. Những ký ức về ngày còn nhỏ cứ ngày càng mờ nhạt dần đi trong suy nghĩ của nó. Trong những giấc mơ đứt đoạn, thi thoảng nó cũng mơ thấy những ký ức về ngày xưa cũ. Nhưng mà nó cứ mơ hồ, chẳng rõ ràng. Dần già tới bây giờ, khi nó đã 18 tuổi thì mọi ký ức từ thuở nhỏ chẳng còn động lại được chút nào trong suy nghĩ của nó nữa. Trong mắt của nó chỉ có mỗi mẹ là bà Minh và sự đùm bọc thương yêu của xóm làng. Nhiều khi nó cũng thắc mắc, cái ngày đó tại sao mẹ nuôi của mình lại nhặt được ở bên tàu và là do nó không có bố mẹ hay là do nó bị bỏ rơi. Cứ nhắc đến bố mẹ ruột là cứ như là một vết thương xoáy sâu và trong tim của nó vậy. Nó cứ đau nó cứ âm ỉ và nó cứ giằng xé cái tâm can của nó nhưng mà nó lại chẳng thể nào nhớ ra được để mà giải thích cho cái sự thắc mắc trong lòng mình. Nó cũng từng có ý định muốn tìm gặp lại bố mẹ ruột của mình để hỏi xem tại sao nó bị bỏ rơi. Nhưng mà điều khiến nó day dứt, nó lại sợ mẹ nuôi của nó buồn bởi trong thâm tâm chưa từng một lần nó suy nghĩ rằng nó sẽ rời bỏ người mẹ nuôi mà nó mang ơn này. Thế rồi, thì sau khi hai mẹ con tỉ tê tâm sự nó cũng chấp nhận mà đi học và bà Minh cũng gửi lại nhà cho hàng xóm và cùng con lên thành phố. Bà quyết định rồi hai mẹ con sẽ cùng ở trọ, nó sẽ đi học còn bà sẽ kiếm việc để làm thêm, dẫu sao thì ở thành phố tuy là khá chật vật nhưng ít nhất cũng dễ kiếm tiền. Với sức của bà hiện tại khả năng để nuôi được chi học là điều có thể nghĩ tới. Xóm làng cũng biết chuyện người ta thương cho hai mẹ con, thương cho tình cảm đùm bọc chân thành của hai mẹ con mà mỗi người góp lại một ít, gọi là có chút lộ phí đi đường cho hai mẹ con, có mà trang trải. Cái xóm này thì cũng nghèo, nghèo tiền, nghèo bạc nhưng chẳng ai nghèo về tình thương. Thế nên gom nhặt từ đầu đến cuối xóm cũng có hơn 6 triệu cho hai mẹ con cầm theo mà lên thành phố. Cũng nhờ có số tiền này mà hai mẹ con thuê được một căn trọ nhỏ ở khu ở vùng ven cho sinh viên xa nhà giá trọ ở đây cũng khá rẻ, tuy phòng hơi thấp và chật, nhưng đối với hai mẹ con như vậy là cũng quá đủ. Cũng may là bà Minh phát hiện sớm cái tờ giấy nhập học nên mới kịp thời gian. Khi hai mẹ con lên đây và thu xếp được chỗ ăn ở thì cũng là vừa lúc Chi vào trường để làm thủ tục nhập học. Chi chỉ học một buổi vào buổi sáng, còn buổi chiều thì tương đối rảnh rỗi. Chi có ý định rằng sẽ tìm công việc làm thêm để đỡ đần cho bà Minh, nhưng mà bà nhất quyết từ chối. Số tiền mà bà con làng xóm cho còn lại dư cũng đủ để hai mẹ con sống được thêm hai tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn bà Minh sẽ tìm được việc. Bà không muốn con mình phải vướng bận quá nhiều và chuyện cơm áo gạo tiền để rồi sao nhãn việc học. Hàng ngày chi đi học, còn bà Minh lại tất tả đi dọc các con phố để tìm việc làm thêm. Người ta dán giấy tuyển thì cũng nhiều, nào là tuyển người rửa bát, tuyển người bán hàng, tuyển người dọn dẹp, nhưng mà hầu như người ta chỉ cần những người trẻ bởi những người đó nhanh nhẹn tháo vát, còn với bà Minh, tuổi cũng đã khá nhiều, nên khi bà ngỏ lời xin việc, người ta cũng ngần ngại chẳng ai muốn nhận hết. Sáng nay, bà cũng đi một vòng vẫn chưa xin được việc, bà cũng ngỏ ý hạ thấp giá thuê xuống cũng được, miễn là có một công việc làm nhưng người ta vẫn chưa đồng ý bà đi bộ cả một buổi sáng mệt đến xã rời chân tay bà cũng chẳng dám ăn gì mà chỉ đi lại phía dưới gốc cây lớn nơi đó có một cái thùng người ta cho bánh mì miễn phí bà rụt rè lấy một cái bánh mì không rồi lấy từ trong cái túi vải mình mang theo một chai nước lọc mà vừa uống nước vừa ăn cho đỡ khô bà ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa lấy ngón quạt cho bớt nóng phía hai bên lề cũng có quán xá của người ta mặc dù ngồi đấy Người ta cũng chẳng nói gì Nhưng mà bà không mua gì hết Ngồi đó cản trở buôn bán Bà cũng thấy ngại Lúc này từ phía xa Có chiếc xe máy đang chạy ngược chiều Ai cũng chú ý vào cậu ta hết Bởi cái tiếng nẹt vô xe máy Nó lớn tới nỗi mà vang lên khắp cả một con đường Có mấy người xung quanh Cứ nhìn vào một bàn tán chỉ trỏ Khiếp thành niên ban ngày ban mặt Mà nó chạy xe như ăn cướp vậy đó Lại còn chạy ngược chiều Cái này mà gây tai nạn cho người ta Thì tiền đâu mà đền cho hết Người ta bàn tán chưa dứt lời thì đã nghe một tiếng rầm rất lớn, nhìn lại tới nơi, đó là cậu thanh niên kia vừa đụng phải một người phụ nữ cũng đang đi tới. Mặc dù đụng người gây tai nạn là vậy, nhưng mà hắn ta đã lồm cồm bò dậy, vơ lấy cái xe máy của mình chạy đi mất dạng. Mọi người chẳng ai lường trước được chuyện này, bởi cứ nghĩ cậu ta sẽ dừng lại để xem người phụ nữ kia có bị làm sao không. Ấy thế mà cậu ta phóng một cái vèo, khiến cho mọi người chẳng ai chạy lại mà cản kịp người phụ nữ bị đụng mạnh nên ngất lịm đi mà nằm sóng xoài bên lề đường. Có một vài người cũng định tiến tới để giúp đỡ, nhưng rồi người ta lại sợ khi người nhà tới rồi, họ lại bắt vạ thì chẳng biết giải thích ra làm sao. Ở cái thời buổi bây giờ nó khổ lắm, muốn làm việc tốt cũng chẳng được. Có biết bao nhiêu người rồi cũng vì cái lòng tốt của mình mà bị người nhà người ta ăn vạ, lại mất thêm tiền oan, rồi còn phải mất nhiều ngày đi giải thích ở trên phường cũng vì cái lý do đó mà mọi người cũng tàn dần đi. Cứ để thế một lúc nữa kiểu gì chả có xe cấp cứu tới. Thế nên người ta cũng dần tàn mát đi mất. Bà Minh thì lại khác. Bà ở quê từ nào giờ? Bà chẳng biết được cái vấn đề thành phố như thế này. Bà cứ đem cái sự thật thà chất phác của mình mà tiến lại gần người phụ nữ. Phía sau đầu hình như có rơm rớm chút máu. Bà Minh lại lật đật vớ lấy cái khăn lau mặt của mình trong túi vải bịt chặt lại cái chỗ máu bị chảy ra bà đỡ người phụ nữ kia dậy, cái thân nhỏ thó của bà cũng phải trì chặt mãi mới đỡ được rồi thì cũng để cho người phụ nữ đó tựa vào gốc cây. Một lúc sau, may sao là người phụ nữ kia tỉnh lại mà người đó không phải ai khác, chính là bà Hồng. Cũng may, cú va chạm vừa rồi khiến bà ấy hoảng mà ngất lịm chứ không có bị thương nặng. Nhìn thấy người đã giúp đỡ mình trước mặt, bà Hồng liền rối rít cảm ơn không thôi. Bà Minh mò trong túi áo được một sấp tiền lẻ, đi ra ngoài bà cũng sợ cướp giật mà không dám mang nhiều tiền bà đi vào phía bên trong quán mua một chai nước lọc rồi đưa cho bà hồng bà uống chút nước đi xem có đỡ hơn không nếu mệt quá thì gọi người nhà tới rồi tôi ngồi đây tôi trông bà một lúc bà hồng cảm động nhận lấy chai nước từ bà minh tuy bà không bị thương nặng nhưng cũng may là nhờ bà minh cứu giúp bởi bà có tiền sử huyết áp lỡ mà nằm bất tỉnh ở đó lâu thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa bà hồng ngồi một lát thì cũng đã bình tĩnh lại mà giới thiệu sơ về tên mình. Đang nói thì bà Hồng để ý, thấy trong tay bà Minh là một sấp giấy tuyển người làm thêm. Bà Hồng lấy làm tò mò hỏi thăm, hình như bà đang xin việc phải không? Bà Minh cũng thật thà, gật đầu, tôi cùng con gái lên đây học đại học, tội nghiệp con bé, nó học giỏi lắm mà tôi thì nghèo nên cũng cố kiếm lấy cái việc mà nuôi con ăn học. Bà Hồng lại hỏi thăm, thì biết con gái bà Minh nay đã 18 tuổi, bà Hồng lại ngồi bần thần nếu như ngày đó bà không thất lạc con gái thì bây giờ con gái bà cũng đang học đại học thế này rồi càng nghĩ bà hồng càng thêm đau đớn mà tủi thân tự nhiên trong lòng bà hồng lại có hảo cảm với mẹ con bà minh bà hồng thấy thế thì liền đề nghị nếu chị không ngại thì vào làm giúp việc cho nhà tôi vừa hay nhà tôi cũng đang cần người bà minh chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay bởi có một công việc đã là tốt lắm rồi chứ bà nào dám kén chọn Bà Hồng nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ấy là người tốt thì át hẳn cũng là một người biết nuôi dạy con tốt. Thực ra mà nói, bà Đào đang giúp việc trong nhà bà Hồng, cũng vừa mới nghỉ vì phải về quê chăm sóc mẹ già bệnh nặng. Bà Hồng cũng không tính thuê thêm người đâu, bởi vì nhà bây giờ toàn người lớn, ai cũng bận đi làm, mà nào có thời gian để ăn uống cùng nhau, nên có người giúp việc hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ là bà Hồng muốn giúp đỡ mẹ con bà Minh khi nghe bà ấy kể về hoàn cảnh trước cũng là làm việc tốt sau cũng là cách để bà hồng có thể trả ơn cho người đã giúp đỡ mình và rồi bà hồng dẫn bà minh tới nhà mình để làm quen những công việc này trong nhà bà hồng trước nay bà minh cũng làm nên chẳng có mấy xa lạ chỉ có mấy cái máy móc bà ấy cũng chưa từng thấy bao giờ có phần hơi lạ lẫm nhưng mà vì cần công việc này nên bà minh học nhanh lắm kể từ hôm đó bà minh chính thức có việc làm bà vui lắm ngay trong tối hôm đó đã về nhà kể ngay với con gái coi như là hai mẹ con cũng bớt đi được một nỗi lo vì mức lương bà hồng trả cho bà minh cũng khá cao chắc một phần cũng là để trả ơn một cách khéo léo cho bà ấy chi vừa mừng mà cũng vừa lo bởi không dưng mẹ nhận được công việc tốt như thế cô cứ lo lắng mà hỏi đi hỏi lại sao tự nhiên lại có người tốt với mẹ như thế bao nhiêu ngày qua xin việc mãi không được mà nay không dưng lại có người trả lương hậu hĩnh thì thật là không bình thường bà minh nghe con thắc mắc cũng buồn cười bà kể lại cho chi nghe về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nên nhờ vậy chi cũng phần nào mới yên tâm được từ ngày bà minh đi làm cho nhà bà hồng thì cuộc sống hai mẹ con cũng đỡ hẳn ra vì cứ cuối ngày bà hồng cho thêm ít đồ ăn khi thì miếng thịt khi thì trái cây một phần là nhà bà hồng cũng không có ăn nhiều phần khác Bà muốn giúp đỡ, từ ngày nghe bà Minh kể bà ấy có cô con gái cũng chạc tuổi con bé Xuyến Chi thì không hiểu sao bà Hồng cứ cảm thấy có cảm tình với hai mẹ con nhà này. Bà Minh vì thương con, sợ con ăn uống thiếu chất, không có sức mà học hành nên cứ vui vẻ mà nhận sự giúp đỡ từ bà Hồng. Nhưng mà thực lòng bà cũng thấy ngại lắm bởi nhận ân huệ từ người khác quả thực không dễ dàng. Chính vì bà Minh là người khẳng khái nên mỗi khi nhận quà từ bà Hồng bà Minh lại cố làm tốt hơn công việc được giao. Thời gian đầu học hành, mọi thứ còn tương đối dễ dàng, nhưng rồi dần dà, việc học ngày vẫn nâng cao thêm thì chi phí cũng cao lắm. Chi đã tính toán rồi, thời gian sắp tới sẽ có kỳ thi xét tuyển để xin học bổng, nên Chi đã lên mục tiêu mà học hành thật tốt để có được cái học bổng giảm gánh nặng cho mẹ. Thời gian mẹ đi làm giúp việc cho nhà người ta là từ sáng tới 8 giờ tối mới về nhà, mà Chi thì được nghỉ buổi chiều. Thế là Chi lại lén giấu mẹ xin việc làm thêm buổi chiều vì nó muốn có tiền trang trải thêm tiền học, đỡ được đồng nào cho mẹ thì tốt đồng đấy, bởi việc học tận 4 năm. Buổi chiều, Chi cứ lang thang khắp nơi mà tìm việc làm. Chi thì còn trẻ mà khuôn mặt cũng ưa nhìn nên tìm việc cũng không có khó khăn. Chỉ tìm một thời gian ngắn, Chi cũng xin được việc làm thêm ở một cửa hàng thời trang. Tuy nhiên lương cũng không được cao là mấy, nhưng mà tiện thời gian làm việc nên Chi cũng chấp nhận công việc này từ dạo hai mẹ con có việc làm thì cũng dần ổn định hơn so với trước. Tuy nhiên, nói là thế, nhưng mà ăn uống thì cũng phải tiết kiệm lắm mới có thể lo chu toàn được cho việc học và tiền phòng. Có những hôm, nhận lương về, hai mẹ con cũng muốn ăn món gì ngon một chút, nhưng cứ nghĩ đến tiền nhà, tiền học lại cứ cố mà dằn bụng lại. Sức lực thì cũng có hạn khi mà bà Minh cứ cố gắng đi làm suốt, nên bà lại đổ bệnh. Sáng nay, bà tỉnh dậy thì thấy trong người có vẻ mệt, bà cứ cố gượng nhưng mà gượng mãi, cũng nào có dậy nổi đâu. Bà định đi làm vì bà sợ nghỉ một ngày lại hụt tiền một ngày. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng mà đầu cứ nặng như đeo đá. Chi thế xót ruột mà cản mẹ mình, hay là mẹ cứ xin nghỉ một hôm đi, bệnh thế này làm sao nổi. Bà Minh tuy mệt nhưng vẫn cố, thôi để mẹ ngồi chút đỡ mệt rồi mẹ đi, việc ở nhà đấy cũng chẳng bao nhiêu, nghỉ thì uổng tiền lắm. Chi cản mẹ không được nó cứ nóng ruột mà lo lắng Vì thế mẹ mệt nhiều Chi lụi cụi vào bếp nấu một bát cháo nóng cho mẹ Rồi đi mua cho mẹ một ít thuốc Chờ mẹ ăn xong rồi Chi mới đề nghị Hôm nay mẹ nghỉ đi để con đi làm thay cho mẹ một hôm Nay con được nghỉ học mà Bà Minh xót con nên không muốn cho con đi học Nhưng mà người bà mệt quá có cố gắng cũng chẳng thể gắng thêm Thế nên cũng đành để cho Chi đi làm thay mình một hôm Bà đưa địa chỉ cho Chi xong rồi căn dặn Chi đủ điều Vì nhà chủ tuy ông bà dễ tính Nhưng mà có cô chủ là cô Ngân Thì tính nết khá là khó ưa Nên dặn Chi phải cẩn thận Có mấy lần bà cũng đụng độ với cô Ngân Nên bà biết Cô Ngân có vẻ không vui khi mà bà Hồng tự nhận người giúp việc mới Nên từ dạo cô Ngân về nhà thấy bà Minh là cô ấy không vui Bà để ý Cô ấy thường chê bai bà đủ thứ, ngay cả việc bà nấu ăn từ trước tới nay chưa từng có ai chê bai, ấy thế mà cô ấy cứ làm ra vẻ như bà nấu chẳng ra gì mà chẳng chịu ăn bất cứ một món nào. Nhiều lần chỉ có bà và cô ngân ở nhà, cô ấy tỏ thái độ ra mặt, ý muốn không muốn bà xuất hiện trong nhà, nhưng vì đồng tiền nên bà vẫn cứ cố gắng mà ở lại, bởi đồng lương mà bà Hồng trả cho bà cũng khá cao. Lần này, chỉ làm thay bà bà cứ lo nhất là chi bị cô Ngân làm khó dễ. Hơn nữa, tính của con bà, bà rõ nhất. Chi vốn thẳng tính và khẳng khái, nên bà cứ sợ khi đụng độ lại có chuyện không hay. Chi rời đi rồi, nhưng mà bà cứ lo mãi mà chẳng thể chợp mắt nổi. Chi theo địa chỉ mẹ đưa cho, đứng trước ngôi nhà khá cũ kỹ mà Chi cứ cảm thấy thân quen đến ngờ ngợ, nhưng mà chỉ là cảm giác chứ nó cứ thấy mơ hồ, nào có nhận ra. Nó tự đi vào trong, bởi giờ này cả nhà chủ đang làm hết, chứ chẳng có ai ở nhà. Đúng như lời mẹ dặn, trong ngày việc nhà cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là quét dọn và nấu mấy món ăn đơn giản. Có một điều nó cảm thấy hơi lạ là có hai căn phòng nó không được bước vào để dọn dẹp, đó chính là căn phòng của cô Ngân và căn phòng phía đối diện. Nó thắc mắc lắm, cô Ngân khó tính như mẹ nó kể thì đã đành, nhưng mà căn đối diện là của ai mà ông bà chủ phải kỹ lưỡng như vậy, nhưng mà nó nào biết đó chính là căn phòng của nó mà bao nhiêu năm nay bố mẹ ruột của nó vẫn để y như cũ như là để nhớ đến nó mà nghĩ rằng nó vẫn đang sống trong căn nhà này ngay cả cái nhà trong bao nhiêu năm qua vẫn được ông khoa giữ nguyên như thế mặc dù ông bà làm ra được rất nhiều tiền đó là ông khoa đang nuôi hy vọng rằng biết đâu sau này có một ngày xuyến chi biết đường mà quay về và căn nhà chính là thứ để cho con cái ruột của ông nhận ra khi nó đang lúi húi nấu nướng trong bếp Thì nghe tiếng mở cửa ngoài sân Nó đoán chừng là ông bà chủ nhà đi làm về Bởi lúc sáng mẹ nó đã nói với nó về điều này Nó vội bước ra chào ông bà chủ Nhưng khi nó vừa xuất hiện Thì vợ chồng ông Khoa đã sững người về sự xuất hiện của nó không hiểu sao, khi mà vừa thấy chi, bà Hồng cảm thấy tim mình đau nghẹt lại, bất giác bà đưa cái ánh mắt đầy mờ đục nhìn nó, Ông Khoa lúc này cũng thấy tay mình run run, cái cảm giác đầy hồi hộp này nó khiến ông khó chịu đến nỗi chẳng thể tả nổi. Sáng nay, bà Minh cũng đã gọi điện cho bà Hồng thông báo về việc xin cho con gái để làm thay một hôm. Nhưng bà bà Hồng vẫn cứ ngờ ngợ về cô gái này. Bà Hồng hơi run run mà hỏi Chi, con là con gái của bà Minh à? Chi vẫn hồn nhiên và lễ phép trả lời. Dạ, con là con gái bà Minh ạ, à. con là Xuyến Chi. Bà Hồng nghe tới cái tên quen thuộc mà tim nhó lên một cơn đau khiến cho bà ngã khụy xuống. Cũng may là ông Khoa đỡ kịp nên không sao. Ông Khoa cố nén sự đau lòng mà hỏi cô gái trước mặt một lần nữa. Thế cháu nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 18. Lời mà Xuyến Chi vừa nói khiến cho tim hai vợ chồng hững đi một nhịp. Bà Hồng lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà phải để ông Khoa diều về phòng nằm nghỉ ngơi. Để tránh cho Chi khỏi phải hoang mang thì ông Khoa có dặn dò. Cô mệt nên chú dẫn cô về phòng nghỉ, cháu cứ làm việc bình thường đi nhá. Khi ông Khoa đã dìu bà Hồng vào trong phòng rồi, bà Hồng đã khóc nấc lên. Anh ơi, là người giống người hay là con mình? Con bé Chi nhà mình nay cũng 18 rồi mà. Nói được tới đó, thì bà Hồng hòa lên mà khóc nức. Ông Khoa cũng nghẹn ngào mà chẳng biết nói làm sao bởi vì trong thâm tâm ông cũng đang suy nghĩ như thế. Chiều nay, Ngân có việc về nhà sớm do tối nay cô có tiệc với bạn bè trong công ty. Thế nhưng mà khi vừa về đến nhà, điều khiến cho Ngân ngạc nhiên chính là sự xuất hiện của Chi. Thấy con bé đang lúi húi lau nhà, khiến Ngân thấy lạ. Bởi vì từ hôm nào giờ, người giúp việc là bà Minh, chứ cô nào thấy con bé này. Cứ ngỡ là bố mẹ đổi người giúp việc, nên Ngân tiến lại mà thăm dò. Này, người giúp việc mới đấy à? Chi thấy Ngân đột ngột xuất hiện thì cũng có chút giật mình. Nhưng mà nhìn Ngân, chị đoán ra ngay, đây là cô chủ khó tính mà bà Minh thường hay kể, nó thận trọng lễ phép chào hỏi. Dạ chào chị, em là con gái của bà Minh ạ. À. Mẹ em bị bệnh nên em làm thay cho mẹ mấy hôm chị ạ. À. Ngân thấy vậy thì cũng chẳng buồn quan tâm mà thùng thẳng đi lên lầu. Vừa đi Ngân vừa ca thán. đã bảo rồi tuyển mấy người khỏe mạnh còn được việc, Chứ mấy người già nay yếu mày đau thì chả bỏ tốn tiền. Chỉ nghe hết mấy lời đó, nhưng mà nó được mẹ dặn trước nên nó cứ cắm cúi mà làm việc, Chứ nào dám tỏ thái độ gì đang làm, điện thoại của Chi reo lên, tầm này đích thị là mẹ nó gọi, nó đoán không sai, chắc là mẹ nó gọi căn dặn mấy chuyện như thường ngày đây mà, nó nhấc máy lên mà hỏi mẹ, "Con nghe mẹ, con sắp xong việc rồi, ừ, chút nữa về mua cho mẹ một chai dầu gió nhé." Chi vâng dạ định cúp máy, mẹ lại gọi với theo, "À Chi này, nhớ ghé qua mà đóng tiền thuê trọ cho người ta nữa nhá, đến ngày rồi đấy." Chi vâng dạ rồi cúp máy hẳn, nhưng mà chuyện nó không ngờ tới, chính là cuộc trò chuyện ban nãy của hai mẹ con nó đã bị Ngân đứng lên lầu nghe hết. Cái điện thoại cục gạch của Chi có mở loa nhỏ hết cỡ thì người đứng gần nhất vẫn nghe rõ mồn một, một nên cũng chẳng khó khăn gì để Ngân nghe thấy. Khi nghe bà Minh gọi một tiếng Chi thì Ngân bất ngờ chật giật mình thon thót Bao nhiêu năm qua, cái tên Chi cứ như là một điểm yếu chết người của Ngân Bởi khi mà nghe đến cái tên này Điều khiến Ngân run sợ Nay lại nghe cái tên này Khiến Ngân thêm ngờ vực Ngân đứng trên cầu thang thầm quan sát một lượt Cái con nhóc trước mặt cô bây giờ Cũng tiên tri Tuổi chắc cũng tầm đấy Và quan trọng hơn là Ngân càng quan sát Càng thấy nó chẳng giống bà Minh một chút nào Ngân tần ngần mà lo sợ Xong rồi Ngân sực nhớ ra rằng con bé xuyến chi ngày xưa có cái vết bớt đỏ trên bả vai nếu nhìn kỹ thì nó giống hình trái tim nghĩ thế vậy ngân thận trọng tiến lại phía bàn uống nước lấy một cốc nước lọc và chậm chậm tiến lại phía sau lưng chi bỗng đâu cốc nước bị đổ xuống người chi ướt đẫm từng vệt loang lổ trên người nó chi lúc này bị bất ngờ vì nó đang cắm cúi lau nhà còn ngân thì đứng không vững nữa mà ôm lấy ngực mình thở dốc bởi vì vết ướt đẫm trên áo đang dần hiện ra vết bớt đỏ trên bả vai mà nhìn kỹ thì thấy nó là hình trái tim không lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy Hay chính con bé trước mắt này chính là đứa trẻ mà ngày trước Ngân đã dắp tâm đưa nó giữa bến tàu mà bỏ rơi Ngân vẫn cố phút ngực mà lấy lại bình tĩnh Xong rồi bao biện cho cái sự cố vừa nãy của mình Xin lỗi em nhé, nãy chỉ nhỡ tay nên làm đổ nước vào người em hết rồi Vừa nói Ngân vừa vớ cái khăn mà lau lên vai áo của Chi Nhưng thực chất cũng là để nhìn cho kỹ hơn cái vết bớt trên vai của Chi mà thôi Ngân của quạng cố lau và mái tóc dính nước của Chi, mái tóc của Chi vốn đen dày nên chẳng khó khăn gì để ngân có thể khéo léo mà lấy đi một sợi tóc. Ngân cứ cảm thấy càng đứng gần cô bé này thì cô ta càng thấy bất an. Tối hôm đó, ngân đứng ngồi, thư người ra mà suy nghĩ về chuyện ban chiều, cô ta bảo luôn cả buổi tiệc hôm nay để mà toan tính cho cái điều mà cô ta đang cảm thấy lấn cấn chờ cho bà hồng đi vào phòng ngân cũng nhẹ nhàng tiến vào trong cô ta tiến lại bắp vai bà hồng mà thủ thỉ mẹ nay đi làm về có mệt không bà hồng thấy con gái nay quan tâm thì cũng có phần ngạc nhiên bởi từ ngày mà ngân lớn lên học đại học tới nay cũng không mấy gần gũi với mẹ như trước nữa bà hồng lấy làm vui mà khẽ gật đầu cũng khá mệt con à nhưng mà biết làm sao được giờ công việc nhiều quá biết phải làm sao đây ngân đảo mắt một vòng rồi với tay cầm lấy cái lược con chải tóc cho mẹ nhá, dĩ nhiên bà Hồng chẳng nghi ngờ gì, liền đồng ý. Còn Ngân thì khéo léo chải tóc cho bà Hồng, rồi nhanh tay lấy đi một sợi tóc. Lúc này bỗng nhiên bà Hồng buột miệng mà tâm sự với Ngân. Ngân này, trong lòng mẹ cứ đinh ninh rằng em Chi vẫn còn sống. Dù là bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng mà mẹ vẫn tin rằng em ấy vẫn còn ở đây. Bỗng nhiên thấy bà Hồng nhắc đến chi Khiến cho Ngân trột dạ mà có chút hoang mang Trong lời nói của Ngân bắt đầu có chút mất tự nhiên Đã đạt được mục đích Ngân cũng nói chuyện qua lại mấy câu Mà tìm cách đi về phòng Ngay trong sáng hôm sau Ngân đã tức tốc tới bệnh viện gửi hai mẫu tóc Mà cô ta đã lấy được từ bà Hồng và Chi Để làm xét nghiệm huyết thống cô ta không tin trên đời này lại quá nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Để chắc chắn, Ngân còn cho người đi kiểm tra, xem thông tin của bà Minh và Chi từ trước tới nay. Chỉ cần có tiền thì chẳng khó khăn gì khi cần thông tin. Thứ mà Ngân nhận được khiến cho Ngân sốc bởi vì Chi là con nuôi của bà Minh, cũng là từ cái năm mà Chi bị Ngân đưa đi bỏ ở bến tàu, tất cả mọi thông tin để trùng khớp khiến cho Ngân lo lắng đến không thôi. Có một điều khiến cho Ngân thêm lo lắng nữa, chính là người ta cũng điều tra thêm được thông tin rằng, ông khoa lại đang là người hỗ trợ tiền học bổng cho Chi đi học. Ngân lo sợ lắm, vì giữa Chi và gia đình này khoảng cách đang xích lại ngày một gần. Khoảng 2 tuần nữa mới có kết quả, nhưng mà trong 2 tuần đấy, Ngân cứ như ngồi trên đống lửa, điều cô ta lo sợ nhất chính là lỡ như Chi là con ruột của bố mẹ thì mọi sự thật hoàn toàn bị bại lộ. Trong hai tuần đó, hôm thì bà Minh tới làm Hôm thì Chi đi làm, nhưng mà Ngân nào có dám tiến lại gần bắt thân, bởi từ nào giờ cô vốn dĩ đã không ưa hai người này và tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt rồi, nên bây giờ có tốt bụng và thân thiện quá, nó lại càng là điều bất thường. Cuối cùng, thì cái ngày mà Ngân chờ đợi cũng đã tới, nhưng mà điều khiến cho Ngân chết điếng chính là kết quả Chi và bà Hồng chính là mẹ con ruột. Và Chi chính xác là đứa em mà hơn 12 năm trước chính Ngân đã sắp tâm làm hại và đưa nó biến mất khỏi cuộc sống của cô ta. Ngân hoảng sợ tới nỗi, khiến cho mặt cô ta tái xanh lên. Cô ta cứ ngồi thừa người mà đau đầu suy nghĩ về mọi chuyện. Sau một ngày ngồi một mình trầm tĩnh, thì cuối cùng Ngân cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nếu như mà Chi nhớ ra những chuyện trước đây, thì chắc là Chi đã sồng sọc tới nhà mà nhận lại bố mẹ ruột để sống cuộc sống sung sướng, chứ làm gì mà phải chịu cái cảnh sống khổ sở với bà Minh. Chắc có lẽ, Chi không nhớ chuyện ngày nhỏ dù sao khi đấy nó cũng mới chỉ là đứa bé 6 tuổi thì làm sao có thể nhớ được những chuyện đã quá lâu. Hơn nữa, theo thông tin mà Ngân có được thì bà Minh đã đưa Chi về một miền quê hẻo lánh nên chắc là cái đói nghèo đã làm cho Chi quên mất đi cuộc sống sung sướng ngày nhỏ. Trước mắt cô ta phải bình tĩnh để cân nhắc mọi chuyện chứ không nên làm liều kẻo bị lộ chuyện. Khi đấy cô ta lại là người bất lợi kể từ hôm đó, Ngân ít có đi sớm về khuya mà mượn cớ học thêm để làm việc ở nhà. Mục đích của Ngân chính là kiểm tra xem Chi có nhớ gì về những chuyện ngày trước hay không. Hôm nay là Chi đi làm thay mẹ nên Ngân liền tìm cách thử Chi. Ngân đi xuống, thấy Chi đang nhặt rau liền yêu cầu: "Này Chi, đi lên phòng lau giúp chị cái sàn nhé." Ngân nói xong thì đi xuống, nhưng mà cô ta vẫn đưa ánh mắt mà dõi theo từng bước chân của Chi đi lên cầu thang. Chi vẫn đi lên phòng và lau dọn như bình thường. Trong phòng bao nhiêu là tranh ảnh của Ngân treo đầy phòng, nhưng Chi vẫn thản nhiên mà chẳng có lấy chút phản ứng nào. Vẫn chưa hài lòng, Ngân lại tiếp tục tiến vào, yêu cầu: "Này em, có phòng đối diện lau bụi giúp chị luôn nhé." Chi ngạc nhiên lắm, tại cái phòng đó mẹ đã dặn là không được vào, nên nó cũng ngây thơ mà hỏi lại: "Nhưng mà mẹ em bảo là không được vào phòng này mà chị." Mặc dù trong lòng đã có chút bực rồi nhưng mà Ngân sợ Chi tỏ vẻ ngây thơ nên Ngân cố kìm cái sự bực tức trong lòng mà nhỏ nhẹ. Phòng đó lâu quá không ai dùng nên chị muốn dọn dẹp cho đỡ bụi, cứ làm đi. Vừa nói, Ngân theo chân Chi vào trong phòng để xem nhất cử nhất động của nó. Căn phòng này từ ngày Chi mất tích bố mẹ vẫn để y như cũ chứ không hề có sửa sang hay thay đổi gì. Đó cũng giống như là một cách để ông Khoa và bà Hồng cảm thấy có chút gì đó an ủi những ngày ông Khoa hay bà Hồng mệt mỏi, thường bọn họ sẽ ngủ trong căn phòng này. Chính điều đó mới làm cho Ngân thêm ghen ghét, bởi cho dù Xuyến Chi có biến mất khỏi cuộc sống của hai người đó, thì bản thân Ngân cũng không thể nào thay thế được đứa con trong lòng họ. Chi vẫn hồn nhiên dọn dẹp, vẫn tỉ mẩn lau dọn mọi thứ ở trong phòng, trên kệ tủ vẫn trưng con búp bê bằng nhựa, Chi cứ đứng tần ngần, nhìn con búp bê mãi, cảm giác trong lòng cứ bị dịn mà chẳng hiểu vì sao. Ngân tỉ mẩn quan sát, thấy Chi cứ đứng nhìn con búp bê mãi mà thêm chột dạ, bởi con búp bê này chính là quà mà bà nội tặng Chi ngày nhỏ và đêm nào nó cũng ôm con búp bê này nằm ngủ. Ngân thận trọng dò hỏi: "Em thích con búp bê đó hay sao mà quan sát kỹ thế?" Chi nghe thấy Ngân hỏi thì có chút giật mình, bởi Chi đang tập trung quan sát con búp bê kia, Chi có phần lúng túng mà giải thích: "À không có, từ nhỏ giờ nhà em nghèo." không có được mẹ mua cho đồ chơi nên em mới thích nhìn nó chút thôi nếu em thích thì chị cho em đấy ngân thử lòng chi ngay để xem chi có nhận không bởi những thứ quan trọng đối với mình thì chắc hẳn sẽ muốn lấy về nhưng mà chi vẫn hồn nhiên từ chối dạ không em lớn rồi đâu chơi mấy cái con búp bê này làm gì nữa ngân quan sát thêm một lúc nữa thấy chi vẫn dửng dưng với mọi thứ trong phòng ngân mới tạm yên tâm tin rằng có lẽ chi đã quên đi quá khứ trước đây thật có một điều kỳ lạ là từ cái lúc Chi nhìn thấy con búp bê thì cái hình ảnh của con búp bê ấy cứ quẩn quanh suốt trong đầu của Chi. Nó cứ có cái cảm giác thân quen nhưng mà chẳng thể nào diễn đạt được cái cảm giác khó hiểu này trong lòng mình. Đêm đó, Chi có một giấc mơ kỳ lạ. Nó mơ thấy một bé gái đang ôm con búp bê, nó thấy ban sáng mà ngủ ngon lành. Nó bật dậy lồng ngực nó như thể đang có khối đá nặng đè lên khiến nó nghẹt thở. Chi ôm lấy ngực mình mồ hôi nó túa ra mà trong đầu vẫn còn đang mơ hồ về giấc mơ còn đang dang dở, nhưng mà càng nghĩ nó càng đau đầu, nó chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Ngân là người thận trọng, nên cho dù cô ta có biết được chi không nhớ về chuyện cũ, Ngân vẫn muốn tìm cách tống cổ Chi rời xa cái nhà này, càng nhanh càng tốt. Ngân đã nghĩ rồi, trong lòng bố mẹ nuôi, cô ta vẫn luôn nhớ về con bé Chi, việc ông khoa tài trợ tiền học cho nó cũng là một điều đáng để cho Ngân lưu tâm hơn nữa ngân cũng đã biết được sự thật rằng chi chính là con ruột của ông khoa rồi thì việc để cho chi ở đây lâu thì chẳng khác nào ngân đang chơi trò chơi mạo hiểm ngân toan tính để tìm cách tống cổ chi rời đi thì cô ta phần nào mới có thể yên tâm được ngân theo dõi và biết được chi xin làm thêm tại xốp quần áo lớn nên ngân lại cho người tới lân na tìm hiểu chiều nay là đến ca làm việc của ngân thì từ xa đã thấy một chị gái đầy sang trọng đang từ xa đi lại. Chi vốn nhanh nhạy nên đon đả tiến lại mà mời chào, mời chị vào trang xem quần áo ạ. À. cả buổi chiều đứng dã cả chân mà chi mời mãi chẳng có khách vào, thế nên bây giờ thấy khách, chi cũng chào mời như thói quen mà chẳng thể ngờ chị gái ấy lại vào thật. Chị kia đi một vòng cũng chẳng thấy quan tâm quần áo là mấy, chi cứ tưởng là khách ghé và chơi xem thôi. Ấy thế một đùng một cái, chị ấy mua tận mấy món đồ làm cho chi mừng húm, bởi ngoài tiền lương ra, thì chi còn có tiền thưởng doanh số nữa. Chi bán được cho chị gái này số tiền tận hơn 3 triệu, khiến cho chi phấn khởi tới nỗi nhảy cẫng lên. Chi tối đó đã mua ngay một tô phở gà về cho mẹ để ăn mừng chuyện này. Bà Minh thấy tô phở bốc khói thâm lừng mà thắc mắc, tiền đâu mà con mua phở cho mẹ thế này? Chi vẫn giấu nhẹm với mẹ chuyện đi làm thêm, nên nó lại tìm cớ mà lấp liếm. Con thi cuộc thi nho nhỏ ở trường, nên có chút giải thưởng ấy mà con mua để ăn mừng đấy bà minh trong lòng thấy vui lắm nhưng bà vẫn khuyên con sau mà có tiền thì nhớ dành dụm có lo việc khác chứ cứ mua thế này tiếc tiền lắm mẹ nói thì nói vậy chứ mà chi thấy mẹ ngồi ăn ngon lành thì nó lấy làm vui lắm từ khi nó lớn lên với mẹ đến giờ mẹ lúc nào cũng kham khổ nhưng mà mẹ chẳng để cho nó thiếu thốn gì cả bây giờ lớn rồi vẫn để mẹ phải lo toan nhiều lúc khiến cho Chi cứ thấy chạnh lòng. Niềm vui của Chi nó đơn giản là thế ấy. Vậy mà cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi hai ngày sau đó chị gái kia đã sồng sọc xông vào cửa hàng quần áo mà lớn tiếng quát tháo. Quản lý đâu? Gọi quản lý ra đây cho tôi. Hôm nay lại đúng cái hôm mà Chi làm việc cũng không hiểu sao lại trùng hợp đến thế. Chi vẫn nhớ mặt chị gái này nên có chút lo lắng mà tiến lại chấn an. Chị ơi, chị bình tĩnh lại ạ. À? Có chuyện gì thì chị cứ nói với em Em hỗ trợ được gì thì em làm ngay Chị gái kia không còn cái vẻ mặt điềm đạm như hôm trước Mà lử mắt nhìn chi đầy vẻ hằn học và quát lên Gọi quản lý ra đây Tao không có nói chuyện với hạng nhân viên quen như mày Thấy tình hình căng thẳng Quản lý từ bên trong đi ra Thưa chuyện đầy vẻ khúm núm Dạ thưa chị không biết là mình có cần gì hỗ trợ à Chị gái kia cầm túi đồ mua hôm trước mà quăng một cách sỗ sàng lên trên nền nhà rồi dùng cái giọng điệu chua chát mà nói xa xả vào mặt quản lý. Cửa hàng nhà mấy người lớn thế này mà bán hàng dởm cho khách đây à? Chị quản lý chưa dám phán bừa nên nhặt vội cái túi trên sàn lên mà kiểm tra. Trong túi đồ có ba cái áo thì hai cái đúng là của cửa hàng còn cái còn lại có vẻ như là bị làm giả lại tem mát vì chất vải nó mỏng lại còn bị bung chỉ nữa. Quản lý lúc này có phần lo sợ mà chẳng biết xử trí ra sao. Khi người quản lý chưa kịp nói lời giải thích nào, chị gái kia đang ngay lập tức mớm lời. Ý chị ta rất rõ ràng. Hôm kia, chính cô nhân viên này vừa bán cho tôi ba cái áo, tính ra cũng cả triệu bạc một cái. Ấy thế mà thứ tôi nhận được là như thế này à? Lời chị gái kia nói rõ ràng, chị Đích Danh Chi là người bán. Người quản lý lúc này đã đưa ánh mắt dừng lại về phía Chi. Những nhân viên còn lại trong cửa hàng cũng nhìn vào Chi như để chờ đợi câu trả lời. Nhưng mà khi Chi chưa kịp giải thích thì chị gái kia lại thêm một lần nữa châm dầu vào lửa. Tính ra bán hàng thế này, lương giỏi lắm cũng được 2 triệu một tháng, chẳng được bao nhiêu. Cháo được một cái áo cũng trả bằng nửa tháng lương rồi con à. Tuy là chị ta nói bâng quơ, nhưng trong ý thì rõ ràng đã chỉ đích danh rằng việc này liên quan đến Chi. Chi lúc này đã có chút lo lắng Nó vội vàng và giải thích ngay Chị đừng có nói như thế mà tội cho em Rõ ràng em bán cho chị là hàng lấy từ trong cửa hàng này Tem mác đầy đủ Em chẳng thể nào có đồ này để mà cháu như chị nói đâu Chị gái kia vẫn không ngừng ngoan ngoắt Cô ta quay lại phía chi mà chất vấn Thì nói như cô là cửa hàng này bán đồ dở mà Cô có tin là tôi sẽ bêu dấu Để cho cửa hàng của cô mất hết khách hay không Người quản lý nghe lời đe dọa thì cảm thấy sợ hãi vì khi đã lỡ mang tiếng xấu thì chắc chắn việc buôn bán sẽ bị ảnh hưởng nên chị quản lý đành nhẹ giọng giải thích mong chị cứ bình tĩnh ạ chuyện đâu còn có đó bên em sẽ điều tra rõ ràng về chuyện này chi em xin lỗi chị kia đi xem lại đôi co với khách như thế mặc dù nhận được yêu cầu từ quản lý nhưng chi không chấp nhận điều này bởi vì nếu như cô xin lỗi thì chẳng khác nào chi thừa nhận việc mình tráo đổi cái áo kia mà rõ ràng bản thân chi không làm điều đó đói cho sạch, rách cho thơm, đó là điều mẹ cô đã dạy từ nào tới giờ, thế nên với một người cương trực như Chi, chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận chuyện này. Khi tình cảnh đang trở nên căng thẳng và Chi chưa biết nên như thế nào, bà Hồng từ đâu bước vào, bà cũng chỉ kịp nghe sự tình loáng thoáng như thế. Nhưng mà đối với cô bé này, bà có một hảo cảm rất tốt và sau nhiều lần tiếp xúc, bà không tin Chi là một người gian dối như vậy. Bà Hồng từ tốn xen vào cuộc trò chuyện chuyện đâu còn có đó, sao lại đi bắt ép một cô nhân viên như thế này? cô gái kia vẫn không thôi ghê gớm, cô ta quay sang bà Hồng mà chất vấn, bà thì liên quan gì? bỏ mồm một chuyện này, không phải việc của bà, tốt nhất đừng có xen vào. thế nhưng mà bà Hồng vẫn cứ cười và thủng thẳng đáp lời, có gì khó đâu, cửa hàng mình có camera mà, nếu như chắc chắn cửa hàng này gian dối, thì chỉ cần xem lại là biết ngay thôi. có gì đâu mà to tát mà vẫn phải cự cãi nhau làm gì? khi bà Hồng nhắc tới chuyện này. Cô ta bỗng tái mặt nhìn lên phía góc của cửa hàng. Rõ ràng là có một cái camera được lắp ở góc. Mà điều này lần trước tới cô ta khá vội vàng nên chẳng để ý. Biết chuyện chẳng thể được như ý, cô ta lấp liếm định tìm cớ mà chuồn đi. Tôi không phải đến đây đôi co, cãi nhau. Giờ cửa hàng mấy người đổi lại hàng này cho tôi. Tôi trả hàng và trả tiền lại cho tôi. Tôi không có thời gian để mà kiểm tra cái gì hết. Chị quản lý lúc này thấy điệu bộ lúng túng của cô ta lại thêm cái thái độ cương nghị của Chi thế nên cũng vững lòng tin. Nãy giờ chị quản lý cũng muốn đề xuất xem camera nhưng mà chưa chắc chắn. Nhưng giờ thấy thế này, chị tự tin mà đáp trả. Hàng đã mua rồi, chúng tôi không hoàn trả trừ khi chị chứng minh được hàng này mua từ cửa hàng chúng tôi. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ trích camera để xem lại. Lúc này, mọi người trong cửa hàng mới xì xào bàn tán. Bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều dồn hết về phía cô gái kia. Bà Hồng lúc này chỉ có nhẹ nhàng đáp lại có gì uẩn khất mà phải ngại kiểm tra Nếu cửa hàng làm ăn gian dối thì cứ kiện cho người ta mất khách Còn nhược bằng mà vu oan giá họa cho người ta thì chắc chắn cũng không nhẹ tội đâu nhỉ Ngay từ đây cô gái kia bỗng tái mặt mà vơ vội cái túi đồ rồi bỏ đi Đến lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm giống như vừa chút đi một gánh nặng trong lòng Mọi người cũng tản ra những cái ánh mắt nghi kỵ từ ban nãy chẳng còn nữa Chi lúc này mới tủi thân nó rơm rớm nước mắt, nó gạt đi giọt nước mắt đang rơi vội trên má và tiến lại phía bà Hồng. Con cảm ơn cô đã giúp đỡ con. Bà Hồng cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi vuốt lọn tóc đang lòa xòa trước mặt có chi mà an ủi. Có gì đâu, cô tin con là người tốt mà. Những người mà cô tin tưởng tuyệt đối không phải là người xấu. Cũng nhờ sự ra tay của bà Hồng mà chi mới thoát được một trận bởi sự việc lần này nếu như xử lý không được thì rõ ràng chi bị mất việc nhưng mà tất cả mọi chuyện đều là sự sắp xếp của một tay ngân tính ra mai sau hôm nay bà hồng có nhã hứng ghé qua mua đồ ủng hộ cho chi cô gái kia cũng là được ngân thuê về hàng mong có thể tìm cách mà đuổi việc được chi khỏi cửa hàng đó lần này thất bại ngân lại thêm hậm hực cô ta vẫn không thôi tức tối muốn tìm cách đẩy ngân ra khỏi cái gia đình này càng nhanh càng tốt nhưng có một điều Ngân không biết, người phụ nữ đã phá hỏng cái trò này của Ngân lại chính là bà Hồng. Chiều nay, khi đang làm việc, Ngân nhận được thông báo rằng trường đã về nước. Ngay lập tức, Ngân bỏ hết công việc để mà ra sân bay. Suốt mấy năm qua, mặc dù trường vẫn có vẻ hời hợt thế, nhưng mà Ngân vẫn kiên trì để giữ liên lạc với trường. Công ty của trường bây giờ rất lớn mạnh, lại có được sự tin cậy của ông Phùng vì vậy trường chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh có thêm sự thông minh lại được hậu thuẫn từ bố mẹ nuôi nên trường đi du học nước ngoài cũng đạt nhiều thành tích đáng nể cũng chính vì điều này ngân thêm ngưỡng mộ và càng cố gắng níu vớt cái cơ hội được ở cạnh bên trường để hằng mong vững chân được ở trong giới giàu sang này ngân đứng thấp thỏm phía cổng ra tất cả những người đi tới ngân đều chăm chú quan sát để cố tìm được cái bóng dáng quen thuộc chờ một lúc thì cũng thấy trường xuất hiện anh khi này trông chững chạc và phong độ, anh mặc một bộ vét màu đen, mái tóc đen bóng, cùng ánh mắt cương nghị. Trông anh bây giờ là một người đàn ông thành đạt và chững chạc hơn nhiều so với trước đây. Ngân nhìn thấy trường mà cũng phải ngẩn ngơ một lúc. Cô không nghĩ là sau mấy năm ở nước ngoài, trường lại trở nên phong độ và đẹp trai hơn cả lúc trước. Vừa thấy trường, Ngân đã vội dơ tay lên và gọi, trường ơi, Ngân ở phía bên này nè, Đáp lại sự nhiệt tình của Ngân là ánh mắt không mấy cảm xúc của Trường, việc Ngân tới đón cũng là sự sắp xếp của ông Phùng, cũng chỉ vì muốn đẹp lòng với bố nên Trường mới chấp nhận chuyện này, chứ thực ra trong lòng anh chẳng muốn tiếp xúc với Ngân là mấy. Suốt mấy năm qua, một phần là sự tác động của Ngân và thêm một phần là mối giao hảo giữa hai gia đình có cùng mối làm ăn, thế nên ông Phùng vẫn luôn mong muốn sau này Trường có thể lấy Ngân để hai gia đình cùng vững mạnh hơn trong giới làm ăn. Hơn nữa, bây giờ gia đình ông Khoa cũng có mỗi mình Ngân là con gái, thế nên hai vợ chồng cũng dốc lòng muốn gả Ngân vào một chỗ tốt để sau này cô có cuộc sống tốt hơn. Cũng vì sự sắp xếp của người lớn, thế nên lắm lúc trường cũng thấy khó nghĩ. Thế nhưng mà trong thâm tâm, anh vẫn chẳng thể xác định được tình cảm của mình. Bao nhiêu năm qua, dù thời gian có trôi qua lâu, thì cái hình bóng về cô bé Xuyến Chi ngày còn nhỏ vẫn cứ luôn đọng mãi trong tâm trí của anh. Có lẽ cũng chính vì những suy nghĩ cứ bủa vây trong quá khứ ấy khiến cho trường chẳng thể mở lòng ra. Anh chẳng định nghĩa được cái suy nghĩ và mong muốn của bản thân mình nhưng mà anh biết rằng việc gán ghép anh với Ngân là điều khiến cho anh chẳng có chút nào thích thú trường lần này quay về là để tiếp quản công ty của ông phùng bởi ông ấy nay cũng đã lớn tuổi rồi suốt quãng thời gian trường làm con nuôi của ông phùng với sự thể hiện và tính cách của trường thì ông phùng đủ sự tin cậy để có thể giao hết mọi quyền hạn cho trường quản lý ngân nhìn thấy vậy thì càng cảm thấy yên tâm hơn thế nhưng mà điều ngân lo sợ chính là chỗ đứng của mình trong công ty của ông khoa việc trường được ông phùng giao hết quyền hạn lại khiến cho ngân càng thêm suy nghĩ bản thân trường cũng là con nuôi nhưng ông phùng hoàn toàn giao lại hết mọi thứ thế nhưng mà ngân bao nhiêu năm nay dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa nhưng bố mẹ của cô vẫn chưa một lần nào đề cập đến chuyện ngân sẽ đảm nhiệm gì trong công ty của bố mẹ cũng chính vì suy nghĩ này mà ngân lại toan tính cô ta lo sợ việc mình bị hất chân ra khỏi nhà bởi cứ phải nắm chắc tài sản trong tay thì khi đấy mới chắc chắn được việc có chỗ đứng. Hơn nữa, bây giờ Xuyến Chi đã xuất hiện, lỡ như một ngày một tay cô ta không thể che hết bầu trời thì khi đấy ít nhất có tài sản trong tay cũng là điều an tâm. Ngân suy nghĩ mấy ngày trời, xong rồi cô cũng thủ thỉ với bà Hồng. Mẹ, con thấy anh Trường bảo ông Phùng đã giao hết quyền quản lý công ty cho anh Trường rồi Điều này thì con cũng thấy mừng Nhưng con cũng có chút lo Bà Hồng vốn dĩ thương con Lại hay chiều theo những suy nghĩ của Ngân Thế nên cô ta nắm lấy điểm này gợi ý Bà Hồng thật thà Nên cũng ngỏ ý hỏi han Trường lo làm lớn như thế Thì con càng yên tâm chứ có điều gì phải lo lắng Sau này hai lấy nhau về Chẳng phải là thuận lợi hơn sao Ngân lúc này vừa ngồi cạnh bên bà Hồng Cô ta vừa nắm lấy tay bà Hồng Vừa tỉ tê tâm sự con chẳng có lo gì, chỉ có điều việc con chênh lệch quá nhiều với nhà họ, khiến cho con cảm thấy chẳng tự tin khi đứng cạnh anh ấy, con chỉ là sợ mất mặt với khách quan, rồi thì làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bố mẹ mà thôi." Điều này, Ngân gợi ý bà Hồng, bà Hồng hiểu rõ hết. Việc trao lại một ít quyền hạn cho Ngân trong công ty thì cũng là điều ông bà cũng đã nghĩ tới, chỉ có điều chưa tới thời điểm thích hợp mà thôi. Việc này, vợ chồng bà Hồng cũng đã bàn bạc với nhau, dự định rằng khi gần tổ chức lễ cưới với Trường thì hai vợ chồng mới trao lại quyền quản lý công ty cho Ngân. Thế nhưng mà bây giờ Ngân đã nhắc tới chuyện này, bà Hồng cũng ngỏ ý mà giải thích. Việc này bố mẹ cũng tính tới rồi, mẹ định rằng tới đám cưới của con sẽ trao quyền quản lý công ty cho con, thế nên con cũng không nên vội vàng. Thế nhưng mà con sợ, người ta thấy mình không cân xứng, anh Trường bây giờ đi học cao, lại còn làm lớn, con sợ rằng bao nhiêu cô gái khác bủa vây, khi đấy biết đâu chuyện của con lại chẳng thành. Bà Hồng tính ra giỏi làm ăn ở trên thương trường, nhưng về vấn đề tình cảm, đó là điểm yếu, thế nên chỉ qua mấy lời tâm sự và tỉ tê của Ngân, thì bà lại mùi lòng mà đồng ý với Ngân rằng sẽ bàn bạc lại với ông Khoa, trao cho Ngân chút ít quyền hạn trong công ty. Ông Khoa là người quyết đoán và nguyên tắc là thế, nhưng thường lại hay nghe lời vợ, thấy vợ bàn, ông cũng nghe hợp lý, thế nhưng ông vẫn cẩn trọng. Nên chỉ trao cho Ngân 6% cổ phần Khi nào tới lễ cưới phần còn lại ông sẽ đưa nói là 6% nghe thì nhỏ, nhưng đối với một công ty góp vốn chung thì 6% của ngân cũng đủ lớn để có thể kiểm soát một phần hoạt động của công ty rồi. Thấy mục đích cũng đã đạt được, cái ngày mà có giấy tờ ký tá để chuyển giao, ngân cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, điều cô ta lo sợ cuối cùng thì một phần cũng đã được giải quyết. Vì mối giao hảo giữa hai gia đình nên thi thoảng Trường cũng được ông Khoa mời về nhà ăn cơm. Điều này khiến Trường cũng không vui lắm, bởi khi xuất hiện trong nhà này lại phải đối mặt với Ngân. Nhưng quan trọng hơn hết là những ký ức ngày xưa cũ của Trường đối với cô bé Xuyến Chi lại quay trở về, khiến anh lại cảm thấy được buồn. Anh biết chuyện này chẳng thể nhắc lại, bởi mỗi lần nhắc đến lại khiến cho bà Hồng thêm buồn lòng. Thế nên dẫu còn nhớ cô bé ấy, dẫu cũng muốn nhìn lại căn phòng ngày xưa một chút, Trường cũng đành phải nén lòng lại bởi anh không muốn để cho bà Hồng thêm buồn. Chiều nay, trường lại tới theo yêu cầu của ông Phùng, vì công việc xong sớm nên trường tới sớm cũng là để có thể nán lại lâu hơn trong căn nhà đó khi không có ai. Lúc này trong nhà chẳng còn một ai hết mà chỉ có mình Chi đang cặm cụi quét nhà và chuẩn bị cơm nước. Chiều nay, bà Minh lại mệt thiên nên chi lại tới để nấu nướng thay khi trường bước vào anh cảm thấy giật mình bởi sự xuất hiện của chi lẽ thường thì giờ này chẳng có ai ở nhà cả thấy trường chi cũng hơi rụt rè bởi nó chưa gặp anh lần nào nó thận trọng mà khẽ chào chào anh ạ không biết là anh tới đây tìm ai trường cũng lịch sự đáp lại tôi tới đây theo lời mời của ông khoa không biết cô đây là dạ em là người giúp việc của nhà này ạ à. em xin lỗi vì không biết anh tới mời anh ra phòng khách ngồi chơi một chút em đang bận việc Nói rồi, chị lại tất tả đi rót nước mà mang ra cho trường. Thế nhưng mà từ lúc va vào ánh mắt của cô bé này, khiến cho trường cảm thấy cảm xúc trong bản thân mình bị đảo lộn. Anh không hiểu sao, anh lại đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô bé nhỏ thó này đang lụi cụi trong bếp. Từ lúc mới lớn tới nay, anh dường như chẳng có chút bận tâm nào đến người khác giới, bởi trong đầu của trường vẫn chỉ chăm chăm đến chuyện học và phát triển bản thân, bởi anh muốn trở thành một người con xứng đáng với sự trông đợi của ông Phùng Duy chỉ có lần này tuy cô bé trước mặt có phần non nớt, ăn mặc cũng bình thường thế nhưng mà không hiểu sao lại khiến anh bị thu hút. Tầm 30 phút sau thì công việc cũng xong, Chi xin phép rời về trước bởi hôm nay bà Minh bị bệnh nên nó cũng đã gọi điện cho bà Hồng về việc sẽ xin nghỉ sớm hôm nay. Chi vừa về được 15 phút thì cả nhà ông Khoa cũng về nên Ngân chẳng biết được cuộc gặp gỡ ban nãy của trường với Chi. Trong suốt bữa ăn, mọi suy nghĩ của trường chỉ dồn hết vào hình bóng cô bé ban nãy. Anh muốn hỏi Han về cô bé này, nhưng ngặt một nỗi cô Ngân ở đây lại sợ ông Khoa và bà Hồng hiểu nhầm, nên trường cứ nén lại cái sự tò mò. Cơm nước xong, trường ngồi lại ở phía phòng khách. Ngân cũng cố gắng thể hiện mà đi xuống bếp gọt trái cây. Lúc này ông Khoa bột miệng mà khen ngợi chi. Công nhận cái con bé chi này nó nấu ăn khéo thật đấy. Hồi nãy có món canh cua tôi ăn được tận hai bát đấy. Nhắc đến chi, bà Hồng lại thấy đượm buồn, bà sợ Ngân nghe thấy, nên lại khẽ thở dài. Cái chi nhà mình mà còn ở đây thì cũng bằng tầm tuổi con bé này, nghĩ mà thương con mình, không biết bây giờ nó đang ở đâu. Trường cũng nhìn vào trong bếp, xong rồi anh lại nhỏ nhẹ. Có khi nào cô bé kia... Ông Khoa hiểu ý trường muốn nói, ông cũng đã từng nghĩ như thế, ông chỉ buồn buồn, chú cũng từng nghĩ như thế, nhưng mà con bé chi này lại là con ruột bà Minh, cháu à. Ông Khoa nói xong rồi lại ôm lấy ngực mình đầy đau khổ. Trường nghe nhắc đến tiên tri lại khiến cho tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Tuy ông Khoa đã nói thế, nhưng mà đối với trường, anh lại cảm thấy cô bé này ánh mắt đầy thân quen. Nhân tiện ông Khoa có nhắc tới chuyện này, trường cũng thận trọng mà dò hỏi. Thế bao nhiêu năm nay, vẫn không có tin của em chi à chú? Ông Khoa lắc đầu đầy thất vọng, còn bà Hồng chỉ lặng lẽ lấy khăn chấm nước mắt. 12 năm rồi còn đâu, ngày đó còn lạc hậu chứ đâu được hiện đại như bây giờ có tìm cũng như mò kim đáy bể mà thôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên trường cũng không tiện nhắc tới nữa anh cố nói lảng sang chuyện khác để nhanh chóng xóa đi cái không khí buồn rầu hiện tại mà nhà mình mới thuê cô bé này về giúp việc à chú ông khoa cũng chẳng nghĩ ngợi bởi mỗi lần nhắc đến chi ông luôn cảm thấy vui vẻ thế nên ông hồ hởi mà kể không nó là con gái của cô giúp việc nhà này nhưng nó ngoan lắm mỗi khi mẹ nó bị bệnh là nó sẽ tới để thay mẹ làm việc. Thế nó nhỏ mà phải làm việc thế này, chú cũng chẳng thấy đành lòng. Thế nhưng mà nó ngoan, thế nên cô chú cũng quý. Câu chuyện phím của hai vợ chồng ông Khoa và Trường cứ nghĩ là chỉ có bọn họ biết, nhưng không thể ngờ Ngân cũng vô tình nghe thấy, mà đúng hơn là cô ta cố tình nghe. Ngân đứng trong góc bếp nghe câu chuyện của bọn họ mà trong lòng thêm hậm hực, bàn tay cô ta nắm chặt lấy con dao đang gọt trái cây trong tay mà ánh mắt tóe lên những suy nghĩ đầy toan tính. Việc bố mẹ nuôi cô ta sau bao nhiêu năm vẫn nhớ đến đứa con thất lạc đã là điều quá sức chịu đựng của cô ta rồi. Ấy thế mà chiều nay chỉ một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong chốc lát lại làm cho trường nhắc đến và quan tâm đến con bé đó. Ngân không chấp nhận việc mình là người phải sống bên lề cuộc sống của bọn họ. Ngày nhỏ chính tay Ngân đã giành giật lấy hết cơ hội từ trường Và chi thì bây giờ chính tay cô ta phải giữ lại hết những thứ mà cô ta đã giành lấy được Sự thôi thúc giành giật lấy tất cả càng khiến cho Ngân càng phải nhanh chóng tìm cách đẩy lùi chi ra khỏi cuộc sống của cô ta Chiều nay Ngân vừa tan tầm sớm thì gặp một người phụ nữ đã luống tuổi trong sách nát và nghèo khổ Bà ta vừa thấy Ngân đã đứng chắn ngay trước mặt mà gọi Ngân con Ngân nghe người gọi tên mình thì có chút giật mình mà ngước mắt lên nhìn thấy người phụ nữ rách dưới đang gọi tên lại gọi cô ta là con khiến cho Ngân khó chịu vốn cái bản tính khinh người nên Ngân lại cau mày hất bà ta ra bà ra này tôi quen biết gì bà mà con cháu gì ở đây bà ta vẫn không thôi bám lên Ngân mà vừa đi theo vừa giải thích mẹ là mẹ của con đây mẹ thu đây bà ta càng xưng hô là mẹ Ngân càng sợ hãi mà chạy nhanh bà bỏ tôi ra ai mẹ con gì với bà Ngân vẫn chạy bà ta càng đuổi theo kiên quyết níu lấy Ngân, cho đến khi bà ta hụt hơi đứng thở dốc, bà ta mới cố lấy hết sức mà thều thảo. Thế còn có chuyện ở bến tàu 12 năm trước thì sao? Ngân chết điếng, khi nghe thấy chữ bến tàu, cái bí mật, Ngân luôn chôn kín bao nhiêu năm nay, sao tự nhiên lại có người biết? Ngân đứng khựng lại, cô ta quay lưng lại, mà nắm chặt lấy tay người phụ nữ kia tra hỏi, nói ngay, bà là ai? Người đàn bà kia, ngay lúc này mới nở nụ cười đắc chí mà nhỏ rộng lại. Đấy, ngay từ đầu mà hợp tác thế này thì mẹ có phải đỡ mệt hơn không? Mặc dù người đàn bà kia vẫn xưng mẹ con, nhưng mà Ngân vẫn im lặng chứ không phản ứng gay gắt như ban nãy. Chỗ này gần công ty, nên Ngân lôi bà ta đi lại một quán cà phê vắng trong góc để nói chuyện. Nhìn xung quanh không thấy ai. Ngân lúc này mới mở lời, rồi, giờ bà nói đi, bà là ai? Người đàn bà kia ngọt nhạt mà cười, nhìn điệu cười của bà ta xanh mảnh không khác nào Ngân cả. Thì đấy, bà nãy mẹ nói rồi còn gì, mẹ là mẹ ruột của con đây. Nói rồi, bà ta bắt đầu kể. Bà ta kể hết mọi chuyện từ trước tới giờ. Bà ta tên là Thu, bà ta trước đây cũng từng có một đời chồng. Nhưng vì chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà nói trắng ra thì bà ta ngoại tình với người đàn ông khác lên bị chồng bỏ. Thế rồi bà ta cứ cặp cạ mà sống với người tình, cũng là bố đẻ của Ngân. Thế nhưng oái oăm thay, tình yêu chẳng đẹp như mơ khi mà người đàn ông kia chẳng còn ngọt ngào, mềm dịu như lúc cặp kè nữa, thay vào đó là tên đàn ông vũ phu bạc nghĩa. Ngày mà ông ta có người mới và chính thức đưa người đàn bà kia về, bà Thu bị đuổi ra khỏi nhà một cách đầy tàn nhẫn. Tay trắng, lại chẳng có việc làm, lại thêm việc phát hiện ra mình đã mang thai, khiến bà ta gần như sốc ngã. Bà ta có quay về cầu xin người đàn ông kia cứu lấy đứa con trong bụng, nhưng gã ta vẫn lạnh lùng đuổi đánh bà ta đi mặt mũi cũng chẳng còn để mà quay về tìm chồng cũ nên bà ta cứ giặt dẹo đi dọc các thôn làng xin ăn cho tới một ngày có nhà kia thương tình cưu mang cho bà vào nhà ở để nấu rượu cho người ta và được trả công là ba bữa ăn hàng ngày bà ta mới bớt khổ ngày bà sinh ngân ra thì mới biết nó là con gái cũng may trời thương cho bà ta được một đứa con lành lặn nhưng mà mỗi cái thân bà thôi đã khó tự lo liệu nay lại nhách thêm đứa con nữa dù chẳng đành lòng nhưng bà ta cũng đành phải mang ngân Đem để trước cổng trại trẻ mồ côi Bà sợ người ta không nhận nuôi Nên phải dình nửa đêm Mới dám mang con ra để đấy Rồi cuộc sống của bà ta khi đó Cứ quẩn quanh cái làng nghèo khổ ấy Cũng là lấy cái chôn nuôi miệng Cái làng nghèo đó Đến cái ăn chẳng có Thì mơ mộng đâu do việc có của Bởi những gã đàn ông đảng liếm Tìm tới Thế nhưng mà để được ở trong làng mà trông con Thì bà ta vẫn chấp nhận cơ cực Chịu người ta trà đạp sỉ nhục khi bà Thu nói tới đây, Ngân đã nhớ ra khi cô ta đã khá lớn thì được cùng các cô ra ngoài làng để xin rau trứng. Có hôm, có đi ngang căn tròi của bà Thu này, căn nhà, người trong làng, ai cũng gọi là căn tròi của gái điếm. Mặc dù bà ta nghèo, nhưng mà lần nào cô Ngân đi xin đồ, bà ta mang ra cho rau trứng nhiều lắm. Có khi bà ta cứ nhìn Ngân đăm đăm khiến Ngân sợ hãi, giờ thì cô đã đã hiểu ánh mắt của người đàn bà tên Thu ngày ấy. Chờ thêm chốc lát, bà Thu lại kể tiếp rằng Cây ngày bà ta đứng trong lùm tre nhìn thấy Ngân Được nhà ông Khoa nhận nuôi Bà đã vui mừng hết sức Vì con gái bà đã có chỗ nương tựa tốt hơn Từ ngày đó bà cũng đánh liều Bỏ cái xứ đó mà đi Bà theo Ngân lên thành phố Để nhìn cuộc sống giàu sang của con gái mình Cứ thi thoảng bà ta lại lân la tìm tới Để nhìn Ngân Và cũng vì như thế nên bà ta mới biết Ngân đưa con bé Chi ra bến tàu mà bỏ rơi Bà ta cũng kể ngay cái lúc mà con bé chi định rời đi khỏi bến tàu mà chạy theo ngân về thì chính bà ta là người cản con bé lại, suy cho cùng là cũng nhờ bà ta nên ngân mới không bị lộ chuyện bỏ rơi em gái. Bà ta nỉ non với cái giọng như thế, ngân chính là người mang ơn bà ta, xong rồi bà ta lại kể tiếp rằng sau đó bà ta cũng bu bám được một gã đàn ông lớn tuổi nên cuộc sống đỡ phải lo miếng ăn. Nói đoạn, bà ta lại ngưng một chút mà nắm lấy tay Ngân nài nỉ. Giờ cái lão ở chung với mẹ cũng vừa chết quách đi rồi, nên mẹ hết chỗ mà nương thân vì người nhà lão đấy tới để giành lại căn nhà. Ngân có vẻ khá sốc trước lượng thông tin lớn mà cô ta vừa nhận được. Cô ta nhìn người nhếch nhác trước mặt mà chẳng buồn gọi một tiếng mẹ. Dẫu rằng nếu đúng như lời bà ta nói, bà ta cũng đã vì Ngân mà chịu nhiều khổ sở. Nhưng để chấp nhận một người mẹ trông bẩn thỉu thế này, cô ta cũng không muốn. Ngân rút ví, lôi hết sắp tiền trong ví, đặt một cách thô lỗ lên bàn. Bà cầm lấy mà đi đi, chuyện cũng đã qua lâu rồi nên tốt nhất đừng nhắc lại và cũng đừng đu bám lấy tôi làm gì. Bà Thu vơ vội sắp tiền đếm lia lịa, dẫu là khá nhiều nhưng mà bà ta vẫn chưa hài lòng mà lại tiếp tục ca thán. Thế còn định bỏ mẹ đấy à, con định sống giàu sang một mình hay sao? Ngân cũng chẳng bừa mà gay gắt lên, tôi tiền đâu ra mà kêu mang bà, cầm lấy tiền mà đi đi. Thấy nhỏ nhẹ không được, bà Thu ra giọng đe dọa con ở trong cái nhà đấy thiếu gì tiền mẹ cho con cuộc sống giàu sang được mẹ cũng lấy lại được nếu chuyện mà lộ ra thì bà ta lấp lửng mấy câu xong rồi nói tiếp ít ra con cũng nên để mẹ vào nhà đấy mà hưởng phúc cùng chứ ngân dù sợ hãi nhưng thấy đề nghị của bà thu vô lý quá nên trợn mắt hét lên bà bị điên à tôi quyền hạn đâu ra mà giúp bà vào nhà đấy để hầu bà thu cười ma mãnh thì con không hầu mẹ để mẹ hầu con con đưa mẹ vào làm giúp việc trong nhà cũng được mà nhưng mà khi Ngân chưa kịp nói, bà Thu đã vạch ra kế hoạch. Thì chẳng phải trong nhà con đang có mụ nào làm giúp việc đấy thôi. Kiếm cớ đẩy quách mụ ta đi thì mẹ vào nhà đấy dễ như không ấy mà. Nói rồi, bà Thu ghé tay Ngân thủ thỉ kế hoạch bà ta vừa nghĩ ra. Đúng là gừng càng già càng cay. Khi mà bà ta nói tới đâu là đúng ý Ngân tới đó. Từ chuyện bà Thu vạch ra, Ngân cũng đã nghĩ tới rồi. Nếu không tìm cách đuổi được Chi đi thì đuổi mẹ nó cũng là cách hay. Hết trốn làm ăn, mẹ con nó cũng phải đưa nhau về quê mà thôi." Ngân khẽ cười thầm mà khẳng định, "Bà Thu chính là mẹ ruột mình thật, bởi độ nham hiểm của bà ta quả thật là đáng ngờ." Mặc dù vậy, Ngân vẫn tỏ ra mặt lạnh đe dọa bà ta, "Trước mặt người ta, bà đừng có gọi tôi là con, việc ăn ở của bà tự khắc tôi lo liệu, đừng có sớ rỡ mà tự ý tìm đến tôi, khi đấy đừng trách tôi nhẫn tâm." Bà Thu khẽ cười thầm, "Con gái bà mà bà ta không hiểu thì còn ai vào đây?" Ngân làm mặt khương nghị là thế Nhưng trong lòng thế nào bà ta lại chẳng biết tổng Nhưng mà để đạt được mục đích bà ta cũng ngọt nhạt Được mẹ hiểu mà mẹ hứa không làm ảnh hưởng tới con đâu mà Ngân hài lòng mà rời về Chuyện nhận lại được mẹ ruột và có một cánh tay đắc lực kế bên Khiến cô ta vừa mừng lại vừa lo Nhưng ngặt nỗi bà Thu biết hết mọi bí mật của Ngân Bà ta đang nắm thóp nên dù có thế nào Ngân cũng không có sự lựa chọn để thỏa hiệp Ngân đi ra cửa hàng trang sức mà chẳng tiếc tiền mua lấy một bộ trang sức đắt tiền. Cô ta thanh toán xong, liền chụp hình gửi ngay cho bà Hồng. Bà Hồng vừa gọi điện tới hỏi, Ngân đã vội trả lời, khoe ngay. Mẹ à, con mới mua tặng mẹ một bộ trang sức này, mẹ có thích không? Bà Hồng tuy vui, nhưng mà ban nãy Ngân chụp hình có kèm hóa đơn mà số tiền nhiều như thế khiến cho bà Hồng có chút tiếc tiền hỏi lại. Mẹ thích, nhưng mà sao con mua đồ nhiều tiền thế? Ngân chẳng suy nghĩ nhiều, trả lời ngay tiền này là con làm thêm bên ngoài mà tích góp được Nên mẹ cứ yên tâm Con muốn dùng số tiền con kiếm được này để mua quà cho mẹ Bà Hồng nghe con nói Thì rơm rớm nước mắt mà cảm động Khi có đứa con gái hiểu chuyện mà thương mình Nhưng bà nào biết tất cả Cũng là âm mưu của Ngân mà thôi Ngân khe bà Hồng rồi Thì lại đăng cái hình lên mạng xã hội Mục đích cũng là để cho nhiều người biết Về bộ trang sức này Xong rồi Ngân về nhà Cô ta có nhắn bà Hồng rằng Sẽ để bộ trang sức này trên bàn trong phòng ngủ của bà. Mọi việc đã xong rồi, Ngân hí hửng đi xuống phòng khách ngồi chễm chệ chờ bà Minh tới nhà. Tầm 15 phút sau, bà Minh tới, Ngân khi này không còn cái vẻ trịch thượng như ngày nào mà rất nhẹ nhàng với bà Minh. Hôm nay nhà tôi tổ chức tiệc bên ngoài nên bà không cần phải nấu cơm đâu, nhưng mà bà dọn dẹp nhà cho kỹ, kẻo tối nay có khách tới nhà chơi. Bà Minh đang mệt, lại thấy Ngân đề nghị vậy lại càng mừng, dẫu sao thì dọn dẹp cũng đỡ hơn là đứng bếp, bởi mỗi lần bà nấu Ngân cứ chê ỏng chê eo khiến cho bà cũng đến mệt. Bà Minh theo lời Ngân bắt đầu lúi húi dọn dẹp, bà tìm mẩn lau từng bậc cầu thang rồi lau hết từ trong ra ngoài, còn Ngân thì vẫn ngồi trên ghế mà nhìn theo từng cử chỉ của bà Minh. Tới khi bà Minh đi lên tầng và lau dọn phòng của bà Hồng thì Ngân cũng nhanh chân nhẹ nhàng đi lên. Cô ta mượn cớ là đi vào phòng nhưng thực chất là cố tình bám theo để theo dõi bà Minh quả đúng như ngân dự đoán bộ trang sức kia ngân cố tình mở nắp sẵn ra để hớ hênh trên bàn bà minh vừa dọn tới đã thấy bộ trang sức nằm ở kia thì cũng tần ngần mà đứng nhìn một lúc ngay cái lúc mà bà minh vừa cầm cái hộp trang sức lên thì ngân đã mở điện thoại bắt đầu quay lại mọi hành động thực sự thì chẳng có người phụ nữ nào không bị những món đồ trang sức làm mê hoặc và bà minh cũng không ngoại lệ Bà cầm bộ trang sức lên ngắm nghía và cảm thán vẻ đẹp của nó, nhưng rồi bà lại đóng nắp lại mà cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo. Tính bà Minh là vậy, bà xưa nay chưa từng làm bất cứ điều gì gian dối, dù là đói nghèo, nhưng kể cả đi chợ mà người ta đưa tiền thừa mà bị thừa ra, bà vẫn trả lại, chứ không lấy cho dù một nghìn. Bà Minh cất vào, rồi thì tiếp tục lau dọn trong nhà, nhưng bà nào biết phía bên ngoài cửa phòng, Ngân đang đứng đó cười đầy ma mãnh. Tầm chiều, thì ông Khoa và bà Hồng trở về. Hôm nay họ về sớm hơn ngày thường do Ngân đã gọi điện hẹn bố mẹ về để ra ngoài ăn cơm. Ngân vừa thấy mẹ đã vội hối thúc, mẹ bỏ tắm còn thay đồ rồi mình cũng đi ăn nào. Thấy Ngân gấp gáp, bà Hồng cũng gật đầu rồi đi lên phòng. Lúc đi lên bà cũng gặp bà Minh đang lau sàn ở đấy nên cô gật đầu chào rồi đi chứ không nán lại nói chuyện. Được một lúc thì bố mẹ nuôi của Ngân cũng đã đi xuống dưới phòng khách để chuẩn bị đi. Lúc này Bà Minh cũng vừa xong việc bước ra định về Ngân lúc này mới đứng chắn trước mặt bà Minh chất vấn Hôm nay bà có cầm nhầm thứ gì về hay không vậy? Việc bị Ngân cạnh khóe thế này không phải là lần đầu Nên bà Minh cũng bình thản trả lời Lần nào tôi về cô cũng hỏi như thế Nhưng mà tôi nào có lấy gì đâu Ngân cười mỉa mai xong rồi lại lên tiếng Ừ thì bó rau con cá Coi như là cái nhỏ nên bà không tham Nhưng mà những món đồ quý giá Thì chắc gì đã làm chủ được bản thân mà nổi máu tham lên Nói rồi, Ngân Vô lấy cái túi vải bà Minh mang theo, rồi dốc ngược ra, bộ trang sức rơi xuống sàn, làm bung cái nắp hộp ra làm những món trang sức bằng vàng rơi vương vãi, sáng loáng. Bà Minh lúc này cũng điếng người khi thấy bộ trang sức này bởi rõ ràng bà đã cất lại vào ngăn kéo rồi không hiểu sao bây giờ nó lại ở trong túi của bà. Ngân khi này khoanh tay lại chất vấn bà Minh triệt để Thế nào? Bà còn gì để chối? Trang sức tôi mua tặng mẹ, bà cũng dám lấy sao? Bà Minh lúc này mặt đã tái xanh lên một phần vì sợ, một phần vì rơi trong tình cảnh này, bà chẳng biết phải giải thích làm sao. Bà bắt đầu lắp bắp giải thích Không mà tôi, tôi không có lấy, tôi bị oan mà Dù cho bà Minh đã rớm nước mắt vì sợ hãi Nhưng mà Ngân vẫn không tha Cô ta lấy cái điện thoại rồi mở đoạn phim cô ta quay ban nãy Bà còn chối hả? Vậy thì chắc phải bắt tận tay, dây tận mặt bà mới biết ra mồm Nói đoạn Ngân đưa điện thoại cho bố mẹ trong đoạn phim là cảnh bà Minh đang cầm hộp trang sức lên ngắm nghía và trầm trồ, nhưng tới cái đoạn bái bỏ lại và ngăn kéo, Ngân đã cắt đi. Lúc này, bằng chứng đã sờ sờ, bà Minh không có cách nào chối cái nữa. Bà chẳng biết thanh minh và giải thích như thế nào cả trước nỗi oan tài trời này, nên chỉ biết bưng mặt mà khóc tu tu. Ngân lúc này mang vẻ mặt của một kẻ chiến thắng, quay sang nói bà Hồng Mẹ thấy chưa, bao lâu nay con đã cản mẹ chuyện để bà ta vào nhà mình làm rồi, người nghèo như thế tránh sao được lòng tham. Mày mà con phát hiện chứ không là mất toi mấy chục triệu rồi." Bà Hồng tuy có phiền lòng về chuyện này, nhưng trong lòng bà vẫn luôn mang ơn cái lần bà Minh cứu giúp mình. Vì gần cả một năm nay, bà Minh luôn tận tâm với công việc mà chưa từng làm sai sót chuyện gì, mà quan trọng hơn hết, bà Minh có đứa con gái là con bé Chi cùng trùng tên với con gái bà, mà con bé lại lanh lợi, khôn ngoan nên bà Hồng thích nó lắm. Ngay cả ông Khoa cũng còn quý mến nó Vì nhiều lý do Tên bà Hồng muốn muốn giữ lại bà Minh bên cạnh Bà ái ngại quay sang Ngân mà giải thích Con người ai cũng có lúc sai con ạ à. Quan trọng là biết sai mà sửa là tốt rồi Ngân liếc sang Thấy ông Khoa cũng đang đứng gật đầu Ngân thêm tức tối Cô ta hơi lớn tiếng mà nhìn sang bà Minh mỉa mai Hồi sời mẹ mà cứ giữ mấy hạng người này Khéo lại phải thuê thêm bảo vệ vào trong nhà Chẳng chờ cho bà Hồng lên tiếng Bà Minh đã lau nhức mắt mà lên tiếng Tôi khẳng định là tôi không lấy đồ Nhưng trước cái chứng cứ thế này tôi không thể nào giải thích được Không cần cô Ngân phải cạnh khóe thế đâu Tôi sẽ nghỉ việc để chứng minh mình không gian dối Nói rồi bà Minh cúi xuống Nhặt nhạnh lại mấy món đồ vương vãi trên sàn Bỏ vào hộp mà đặt lại trên bàn ngay ngắn Ngân vẫn chưa thôi quạnh khóe mà cười mỉa Khớm đợi mà tỏ vẻ thanh cao Chẳng qua cũng là có tật giật mình Cứ mọi thứ rõ như ban ngày thế kia Thì mặt mũi nào mà tới đây nữa bà hồng và ông khoa có vẻ không vui trước phần cư xử hơi thái quá của ngân nhưng cứ nghĩ có thể là ngân đang tiếc tiền mà mình đã bỏ ra tặng mẹ nên có phần nóng giận khi bị lấy cắp mặc dù bà hồng và ông khoa có đứng ra khuyên bà minh ở lại làm xem như không có chuyện gì nhưng mà với người đầy lòng tự trọng như bà minh thì chẳng đời nào bà ở lại việc mà bà đồng ý ở lại chẳng khác nào bà tự thừa nhận rằng bà chính là kẻ ăn cắp ngân đứng trong nhà nhìn theo bóng lưng của bà minh đang thất thểu đi ra mà trong lòng vui không tả xiết rõ ràng là cái kế hoạch bà thu đã vạch ra cho cô ta quả thực là quá hoàn hảo cái gai trong mắt của ngân cũng đã bớt đi được một người rồi bà minh quay trở về nhà trong bộ dạng tiều tụy tấm thân bị bệnh bấy nay lại thêm cú sốc này khiến bà gần như là ngã quỵ chi đi làm về thấy bà minh đang ngồi ủ rũ trong góc giường điện cũng chẳng bật lên Chi lo lắng mà chạy lại hỏi han ngay Mẹ có chuyện gì thế Bà Minh đưa đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều Nhìn Chi xuống miệng méo sạch Mà thốt lên đầy đau khổ Mẹ bị người ta đổ oan Nói rồi bà Minh cứ thế khóc hỏa lên Mà kể hết cho Chi nghe mọi sự tình Dù là đang trong cơn tủi nhục Và đang khóc nữa Nên giọng nói của bà trở nên méo mó Nhưng mà Chi vẫn hiểu hết đầu đuôi câu chuyện Qua lời kể chi cứ cảm thấy nghi vấn ở chỗ ngân nhưng mà chi không trực tiếp ở đấy nên cũng không dám đoán bừa từ nhỏ mẹ đã dạy chi đói cho sạch rách cho thơm hơn nữa nhìn cách bà minh sống từ trước tới nay chi hoàn toàn tin rằng mẹ mình là người ngay thẳng chi cũng chỉ biết động viên mẹ mình thôi thì xem như thời gian này cũng đang bệnh mệt nên để mẹ nghỉ ngơi một thời gian còn chuyện này chi tự hứa trong lòng kiểu gì cũng sẽ tìm được ông khoa và bà hồng để có thể nói chuyện được một lần đàng hoàng Khoảng mấy ngày sau, Ngân dẫn bà Thu về nhà. Sự xuất hiện của bà Thu khiến bố mẹ của Ngân đều ngạc nhiên. Nhưng mà Ngân đã nhanh miệng giải thích. Cô này là người giúp con chiều này. Lúc chiều con bị người ta giật túi sách, may nhờ cô ấy chạy theo giành lại, chứ không là con bị mất rất nhiều tiền rồi. Ngân vừa nói xong, bà Thu làm điệu bộ thật thà khúm núm mà chào hỏi hai vợ chồng ông Khoa. Bà Hồng vốn tính hiền từ nên thấy người tốt giúp đỡ con mình thì không ngần ngại đứng lên cảm ơn dối rít Ngân thấy bà Hồng đã bắt đầu có thiện cảm với bà Thu rồi, liền lên tiếng tiếp. Con thấy cô ấy sống một mình, lại không có việc làm, nên dẫn về đây xem mẹ có đồng ý, cho cô ấy làm giúp việc được hay không ạ. À. Nếu mà không được thì cũng mời cô ấy bữa cơm, gọi là cảm ơn đã giúp con. Bà Hồng vốn là người phụ nữ yếu lòng, nên nghe thấy thế cũng mùi lòng lắm. Ông Khoa vốn thận trọng, hơn với cả từ lúc bà Minh nghỉ, ông Khoa cũng chẳng muốn thuê thêm giúp việc nữa. Ông thận trọng hỏi han bà Thu, thế chị có con cái gì không? bà thu cố làm ra bộ mặt đau khổ mà than thở số tôi khổ nên mất chồng sớm con cái cũng nào đã kịp có đứa nào đất ruộng không có cứ lủi thủi đi kiếm ăn qua ngày mới đây một tuần tôi làm giúp việc cho nhà kia còn bị người ta quỳt tiền công rồi đuổi đi nữa nói xong bà thu cũng cố mà dị ra vài ba giọt nước mắt cho có lệ xong rồi lấy khăn mà chấm lấy chấm đẻ ông khoa tuy có cứng rắn nhưng nhìn bà hồng lại là người dễ mềm lòng Bà thấy có người chịu cảnh khổ sở như thế trước mặt cũng chẳng đành lòng mà từ chối. Ngân liếc nhìn qua bà Hồng, thấy chừng có kết quả nên vội buông lời, nài nỉ. Mẹ nay cũng hay mệt để mẹ cứ làm việc nhà con cũng sót lắm. Con cũng phải gắng mà phụ bố lo việc công ty nên con sợ mẹ phải làm nhiều. Ngân tỏ vẻ quan tâm, lại cứ nhắc đến chuyện bà Hồng phải mệt nên ông Khoa nghe cũng xuôi. Bà Hồng thấy thế thì mở lời luôn. Thôi thì nhà tôi cũng đang cần người giúp việc nên chị cứ ở lại đây công việc làm gì có khi Ngân nó chỉ lại. Ngân và bà Thu đã thấy đạt được mục đích trong bụng thì mừng thầm. Nhưng mà ngoài mặt, bà Thu vẫn tỏ vẻ tội nghiệp mà cảm ơn dối rít Vậy là chỉ cần một màn kịch nhỏ kia của Ngân, bà Thu và bà ta đã đường hoàng bước chân vào ngôi nhà giàu có này. Vì bà Minh không đi làm nữa mà Chi cũng muốn mẹ nghỉ ngơi một thời gian nên Chi phải cố gắng tìm thêm việc để làm. Ngày trước về tiết tiền cho mẹ nên Chi chuyển qua học hệ cao đẳng để có thể nhanh ra trường mà tìm việc làm nay cũng gần cuối kỳ nên bài vở cũng chẳng có nhiều nên chi lại lao thân ra mà tìm việc bà minh xót con quyết không đồng ý nhưng mà vì bệnh đau cùng sự cương quyết của chi nên bà cũng chẳng thể nào mà cản được chi cũng nhanh chóng tìm được việc làm đó là bán gà rán ở một quán ăn nhỏ tuy lương cũng không được cao lắm nhưng mà chỗ này người ta cho làm khuya chi mới có thể cùng lúc đảm đương việc làm ở chỗ bán quần áo nhờ công việc này ít nhiều gì cũng có thêm chút tiền cho hai mẹ con sinh sống. Bà Minh nghỉ làm, đồng nghĩa với việc Chi cũng không tới nhà nữa, nên lắm khi bà Hồng cũng thấy nhớ. Bà cũng chẳng hiểu vì sao, bà cứ cảm thấy nhớ nó nữa, chỉ là từ trong trái tim bà cứ có cảm giác nhớ và muốn gặp nó mà thôi. Cũng vì điều này mà chiều nay bà Hồng lại tìm đến cửa hàng quần áo chỗ Chi làm. Bà đứng tần ngần nhìn bóng dáng con bé đang thoan thoát gấp đồ và để lên kệ. Chi đang làm mà cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên nó bất giác quay lưng lại mà nhìn thấy bà Hồng đang đứng bên ngoài nhìn vào. Mặc dù Chi cũng cảm thấy buồn vì cách cư xử đầy rừng rưng của gia đình bà Hồng trước chuyện của mẹ mình nhưng mà đúng phép lịch sự Chi vẫn bước ra chào hỏi. Chào cô không biết cô tới đây có chuyện gì không ạ? Bà Hồng cũng có vẻ ngại với Chi về chuyện bà Minh nên cũng chẳng được tự nhiên mà ấp úng. Ừ thì cô có việc đi ngang nên ghé qua thăm cháu một lát. Chuyện của mẹ cháu Bà Hồng đang ấm úng, chưa biết mở lời ra sao, chị đã vội lên tiếng. Mẹ cháu là người ngay thẳng, nên không có chuyện mẹ cháu làm như thế. Bà Hồng thấy chi đang căng thẳng nên cũng vội an ủi. Cô tin mà, cô nào có trách mẹ cháu lời nào đâu. Cô muốn mẹ cháu ở lại nhưng mà bà ấy cứ nhất định đòi về. Chi cũng tự tin, nó nói một cách đầy khẳng khái. Mẹ con cháu tuy có sống trong cảnh nghèo nhưng mà mẹ con cháu chịu khổ chứ không chịu nhục bao giờ. Việc mẹ cháu nghỉ là đúng quá. ạ. Bà Hồng cũng chỉ biết nắm lấy tay Chi mà nói lời cảm thông. Cô chỉ mong hai mẹ con đừng có giận gia đình cô Sau này rảnh rang cứ tới nhà chơi Cô coi hai mẹ con như người thân Nên cháu đừng có nghĩ thế mà tội cho cô Chi thấy bà Hồng đầy chân thành như thế Thì cũng dịu lại cái cơn giận mà khẽ gật đầu Khi bà Hồng định chào về Chi quay người vô tình đụng trúng một người đang đi tới Làm ly cà phê bị đổ vào áo khoác của bà Hồng Chi lúc này líu xíu xin lỗi người kia xong Thì vội lấy khăn lau vết bẩn đang dính trên áo bà Hồng Oái oăm là vết cà phê Nó nào đâu có dễ mà trôi đi Thế nên Chi lại đề nghị Cô mang tạm áo khoác của cháu đi Rồi cháu mang cái áo này về giặt cho cô Bà Hồng định từ chối Nhưng mà ngay thấy Chi bảo đổi áo cho mình Thì không hiểu sao bà lại muốn như thế Mà gật đầu đồng ý ngay Khoác cái áo của Chi lên người Tuy nó có hơi mỏng Nhìn qua cũng biết là hàng chợ Chẳng có bao nhiêu tiền Nhưng bà Hồng cứ thấy ấm lòng thấy lạ Chiều nay Ngân đang làm thì lại thấy tin nhắn từ người giao hàng nhắn tới yêu cầu chuyển tiền đơn hàng bà thu vừa mua ngân đang nhiều việc mà hơn nữa cả ngày hôm nay ngân nhắn tin cho trường mà anh cứ làm ngơ nên càng thêm bực ngân vội vàng gọi cho bà thu chất vấn mẹ làm cái gì mà cứ mua đồ suốt thế phía bên kia đầu dây bà thu cứ thủng thẳng đáp thì mua mấy món để tối con ăn chứ mẹ hơi sức đâu mà hầu vợ chồng nhão khoa ngân đang bực lại thêm cái giọng điệu đó của bà Thu Khiến cô ta cáu lên mà quát Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi là đừng có mẹ con gì với tôi Mà bà tiêu tiền cũng vừa thôi Tôi không phải cái mỏ cho bà đào đâu Ngân bực tức dằn mạnh cái điện thoại lên bàn Còn phía bên này bà Thu cũng bĩu môi cáu kỉnh Cái thứ còn với cái Để mẹ đi ở đợ thế này đã là quá lắm rồi Mà giờ lại còn cậy mấy đồng mà vênh mặt Bà Thu cất điện thoại đi vào trong bếp Mà mở hộp đồ ăn người ta vừa giao tới Vịt quay thơm phức Khiến bà ta chẳng cầm lòng bốc một miếng bỏ mồm ngay bà ta vừa nhai ngồm ngoàm vừa khen lấy khen để đồ ăn đang nóng ngon thế này không ăn mà phí của rời lúc đang định khều khều có đùi vịt bà thu lại chột dạ buột miệng chết chữa tí dọn ra mà bọn nó phát hiện thiếu cái đùi thì chết dở nghĩ thế bà ta lại rụt tay lại nhưng mà cái mùi thơm kia hấp dẫn quá sao mà cưỡng lại được cuối cùng bà ta cũng nghĩ ra được một cách đó chính là lựa hết một nửa con vịt bỏ vào đĩa xong rồi tiện tay với lấy lon bia trong tủ lạnh rồi mở tivi vừa ăn vừa hưởng thụ. Tối đó về, nửa con vịt vẫn bày ra gọn gẽ, thấy cả nhà ngồi bàn ăn, bà ta còn mau miệng mời mọc. Cả nhà vào ăn cơm đi cho nóng ạ, à, nay tôi làm vịt quay, nhà ít người nên làm nửa con là vừa đấy. Bà Hồng vốn nhiệt tình, lại nói vào, thế chị không nấu phần chị à, sao cứ nấu thêm vào mà ăn đấy chứ. Nửa con vịt ban nãy, bà ta sơi còn nằm ngang bụng, thêm lời nói bia nữa, làm cho bà ta non ứ hự, nào có ăn được gì nữa Bà ta ấy thế mà thảo mai lắm mà đáp lời Tôi nay hơi mệt Nên cũng nào có muốn ăn đâu Với già cả rồi nên ăn cũng chẳng bao nhiêu Nên cả nhà đừng có bận tâm tới tôi làm gì Bà Hồng thấy thế Mà lại càng thấy thương Bà không biết lại còn nói mấy câu động viên Thế nhưng mà vừa quay lưng Bà Thu đã nở ngay nụ cười đắc chí Mấy hôm sau nữa thì sau khi tan làm ở tiệm quần áo, Chi tranh thủ tạt qua nhà để đưa cho bà Hồng cái áo khoác chi căn tầm này bởi vì tầm này vợ chồng ông Khoa mới đi làm về. Thế nhưng mà ngặt một nỗi thì khi mà chi vừa bấm chuông cửa, người ra mở cửa là bà Thu. Chuyện của Chi thì từ cái dạo bà Thu vào ở trong nhà này, Ngân cũng đã nói ra cái sự thật là Chi chính là con ruột của gia đình này chuyện này đáng lẽ ngân định giấu kín một mình nhưng nghĩ rằng bà thu là mẹ mình nên cô ta mới tin tưởng kể ra mà thêm phần nữa là để cho bà thu ở nhà canh chừng không cho mẹ con của chi bén mảng tới nhà thế nên khi vừa mở cửa thấy chi bà thu đã nhận ra ngay bà thu nhìn chi với ánh mắt đầy khinh thường mà sẵn giọng hỏi tìm ai Nhìn qua, Chi cũng đoán chừng là người giúp việc mới, nhưng cô không nghĩ bà này lại trông có vẻ hống hách như vậy. Chi vẫn giữ thái độ điềm đạm mà đáp lại lịch sự, dạ cháu tới nhà tìm bà Hồng ạ. À. Bà Thu chưa kịp đáp lời, ngân từ trong nhà bước ra. Mày tìm bà Thu có chuyện gì? Mày còn dám vắt mặt tới đây cơ à? Không biết nhục à? Hay là mày tới đây để xin cho mẹ mày quay lại vậy? Chi không nghĩ ngân lại có thể trở mặt nhanh chóng và ăn nói những lời đầy trịch thượng như thế mới trước đó còn chị chị em em mà bây giờ lại mở miệng nói những lời không chấp nhận được chi cũng chẳng kiên nể bởi một khi đã đụng tới mẹ mình chi không bao giờ để yên được lần trước mẹ kể chi cũng đã nghi là ngân đứng sau vụ này rồi nhưng chẳng qua không có bằng chứng mà thôi nốt lần này cô ta mở lời trước thì chi cũng đáp trả lại luôn ai ngay ai gian còn chưa rõ đâu chị ạ à cứ cho là nhà bà Hồng dễ tính nên chẳng để ý những chuyện này. Nhưng mà ông trời có mắt mà, mấy kẻ nham hiểm hại người dễ mà bị trời đánh lắm. Ngân nghe chi nói mà tức đến bầm mặt. Nó nói như thế, khác nào đang chỉ thẳng mặt rằng Ngân chính là kẻ giàn xếp vụ này. Phải công nhận là con nhỏ này rất thông minh, nhưng cũng may là hôm nay công ty có việc nên bố mẹ nuôi cô ta về muộn. Thành ra Ngân cũng chẳng sợ nó đứng mà nói càn. Nhưng mà đứng đôi co trước cổng thế này cũng không hay nên Ngân rứt khoát hỏi thẳng thừng Mà tóm lại mày tìm mẹ tao có chuyện gì Ngân cũng chẳng nhẹ nhàng như ban nãy nữa Mà sẵn rộng lên Thế bà ấy đâu Bà ấy đi làm chưa về Một là mày nhắn qua tao Hai là biến ngay cho tao đỡ ngứa mắt Thấy Ngân nói như vậy Chi cũng chẳng còn cách nào khác cười qua Ngân Hôm trước tôi có vô tình làm bẩn cái áo của bà Hồng Nên mang về giặt nhờ Giờ nhờ cô gửi lại Nói rồi Chi trao bịch đồ mà rời đi ngân lúc này tức đến đen mặt khi biết bà hồng vẫn gặp gỡ với chi cứ tưởng tống cổ được bà minh đi rồi thì bà hồng không còn giao du gì với mẹ con nhà bọn họ ấy thế mà vẫn qua lại như này thì chẳng khác nào là mối nguy hiểm cho ngân sau này càng nghĩ càng tức đến nỗi mà ngân cứ siết chặt cái túi đồ trong tay đến mức nhăn nhúm chi vừa rời ra Đến phía trước ngõ thì cũng là lúc Trường đang chạy xe tới. Anh ngồi trong xe nên Chi không biết. Nhưng mà Chi đang bộ lách thách thì Trường nhìn thấy ngay. Từ cái hôm mà gặp Chi ở nhà ông Khoa, Trường vẫn hay nghĩ Chi. Thi thoảng trong anh bất xác mà nghĩ đến. Cái hình ảnh suy nghĩ về Chi nó đến một cách rất tự nhiên. Thấy tò mò nên Trường làm liều đi theo. Sau Chi một cách thận trọng, không biết cô bé này đi đâu mà gấp gáp đến thế. Trường đi theo Chi đến trước quán gà rán mà Chi làm thêm. Lúc này, Trường mới biết Chi làm thêm ở chỗ này, định quay về nhưng lòng chẳng đặng nên Trường lại tấp xe vào một lề đường gần đó rồi đi vào trong quán. Thấy cô khách thì Chi đã vui vẻ bước ra chào, nhưng vừa thấy Trường, Chi lại ngớ người, "Chào anh, hình như anh là người khách ở nhà ông Khoa phải không ạ?" Trường nở nụ cười làm vui, khi Chi vẫn nhớ ra mình, anh vui vẻ gọi món. "Em cho anh một phần gà nhé." Chi cũng vâng dạ mà đi vào trong chuẩn bị Nhưng mà trong lòng cô đầy thắc mắc Bởi khách khứa với nhà ông Khoa chắc chắn phải là người giàu có Ấy thế mà lẽ nào lại ghé vào cái quán nhỏ này ăn gà Chi cứ ôm bụng thắc mắc vậy thôi Chứ mà cũng không dám hỏi Trường nhận phần ăn từ Chi đầy vui vẻ Rồi thì quay lưng ra ngoài cố gắng ăn cho hết Chứ thực lòng anh chẳng thích món này Bao nhiêu năm đi du học nước ngoài Tuy bố mẹ là người có tiền nhưng mà để tiết kiệm tiền cho bố mẹ, trường luôn chi tiêu rẻ sẻn, mà món gà là rẻ nhất. Nên trường cũng cố gắng mà ăn chống đói Thành ra suốt bao nhiêu năm dòng Giờ thấy gà là anh muốn nổi ốc Ngân chờ tới khuya Thì bà Hồng mới về Cô ta cố chờ cũng chỉ để kiếm cớ Mà nói chuyện với bà Hồng Về việc của chi ban chiều mà thôi Chờ cho bà Hồng vào trong nhà rồi Ngân mới mang cái túi đồ vào đưa cho bà Hồng Hồi chiều con bé chi có ghé nhà Đưa đồ cho mẹ này Bà Hồng vui vẻ nhận lấy túi đồ. Chà, nhanh vậy cơ à, con bé đó công nhận nhanh tay nhanh chân thật ấy. Vừa nói, bà Hồng vừa mở cửa phòng, nhưng đập ngay vào mắt Ngân chính là cái áo khoác mỏng của Chi, được bà Hồng để trên gối nằm một cách đầy trân trọng. Sở dĩ, Ngân biết đây là áo của Chi, bởi cũng có mấy lần nó mặc áo này tới đây làm việc nhà. Mấy thứ đồ rẻ tiền này, Ngân nhìn một cái là nhớ ngay, chứ nào có lẫn đi đâu được, định bụng là sẽ thăm dò bà hồng về chuyện của chi nhưng thế này thì không cần nữa từ lúc mà ngân tống cổ được hai mẹ con bà minh đi rồi thì ông khoa vẫn âm thầm tài trợ tiền học cho chi và bà hồng thì vẫn lui tới qua lại nhìn chừng bà ấy rất quý mến con bé điều này càng khiến ngân vừa tức vừa lo lắng hai mẹ con bọn họ còn ở đây ngày nào ngày đó cô ta không thể sống yên được trường thì tử hôm biết chi làm ở quán gà thì cứ hai ba ngày lại ghé đến một lần với lý do là ăn tối dần dần cả hai thân thiết nhau lúc nào không hay cứ đều đặn như một thói quen, thì cứ hai ngày là Chi lại để ý ra cửa xem anh Trường có tới hay không, bởi những lúc mà quán rảnh khách, Chi cũng thường lại ngồi cùng với Trường mà nói chuyện phiếm. Nghe chừng thì cũng khá thân rồi, nên lắm khi Trường cũng muốn hỏi kỹ hơn về chuyện mẹ con của Chi. Nhưng mà nghĩ đến cái việc lần trước, bà Minh bị vu vả ăn cắp ở nhà Ngân, Trường cũng sợ mình hỏi tới bà Minh lại làm Chi khó xử. Thêm nữa, nếu hỏi kỹ quá về chuyện gia cảnh, Khéo Chi lại tự ti mà không kết thân với anh nữa, nên cho dù là có nhiều chuyện thắc mắc lắm, nhưng mà Trường cũng đành tạm để ở trong lòng. Chiều nay, tan tầm về sớm, Trường lại ghé qua hiệu sách mua mấy cuốn truyện tranh. Chẳng hiểu sao, dù đã lớn, nhưng mà cái thói quen đọc truyện tranh của anh vẫn không thể bỏ được. Nhiều người thấy họ cũng cười khi mà một anh thanh niên cao lớn tồng ngồng như Trường mà vẫn cứ đứng trong hiệu sách đọc truyện tranh nhưng mà anh kệ hết Ai nói gì nói Còn anh đọc vẫn cứ đọc Miễn là anh thích Nhưng mà lý do sâu xa Chỉ có anh hiểu Đó chính là ngày nhỏ Anh thường cùng đọc truyện tranh Với cô bé Xuyến Chi Nên anh cứ giữ thói quen này Như thể cô bé ấy Vẫn luôn đang ở bên cạnh anh Như thuở nào Trường mua chuyện Rồi thì ghé lại tiệm gà của Chi Hôm nay vắng khách Nên thấy anh vào Chi đã hồ hởi Mang món gà rán qua Anh mới tới hả Gà em mới rán còn nóng nè Trường nhìn đĩa gà mà cười đến méo mặt. Anh vì muốn gặp Chi nên mới tìm đến quán, chị anh ngán gà đến tận cổ mất rồi. Chi nhìn thấy bịch sách của Trường để trên bàn mà tò mò, anh mới mua sách đấy à? Ừ, anh mua truyện tranh. Chi nghe xong mà cũng thấy buồn cười, cô cố che miệng lại giấu nụ cười của mình trêu chọc anh. Ui, anh lớn thế này mà còn đọc truyện tranh cơ à? Trường đang ăn nên chỉ gật đầu, vì đã quen thân rồi nên Chi cứ thế thuận tay mà mở cái túi ra, trong đó là hơn chục cuốn truyện chi cũng thích đọc truyện tranh không biết thói quen này là từ đâu nhưng mà chỉ biết là khi ở với bà minh vì nhà nghèo nên không có tiền mua chuyện thế nhưng mà miễn có ai cho mượn là chi cứ lấy đọc ngấu nghiến đến giờ chi vẫn thích nhưng mà phải tiết kiệm nên đành thôi chi nhìn qua một lượt rồi lại bảo trường anh cho em mượn mấy cuốn nha trường ngạc nhiên ngước lên hỏi chi em cũng thích đọc truyện tranh à chi có vẻ xấu hổ nên bén lẽn gật đầu Trường buồn cười quá mà cười phá lên Đấy thế mà có đứa nó vừa mới trêu anh Chi mượn mấy cuốn truyện tranh về Tối đó dẫu có thế mệt vì cả ngày làm việc nhiều Nhưng mà nằm xuống giường Chi vẫn cố lôi mấy cuốn chuyện ra mà đọc Đến khi mặt ríu lại Cuốn truyện từ trên tay tự rơi xuống Chi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trong giấc mơ đêm hôm đấy, Chi lại mơ thấy nó và anh Trường đang cùng nhau ngồi đọc truyện, rồi cảnh vật thay đổi, nó lại thấy căn phòng có con búp bê mà chị ngân bảo nó vừa dọn dẹp hôm trước trong căn phòng ấy nó lại thấy có hai đứa trẻ đang cắm đầu cùng nhau đọc chuyện mà cười khúc khích dẫu là giấc mơ nghe có vẻ yên bình nhưng sao chán của nó cứ vã mồ hôi mà cảm thấy đau đầu vô cùng từ cái hôm nhìn thấy con búp bê trong căn phòng kia thì những giấc mơ kiểu này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến chi cứ cảm thấy mỏi mệt mà chẳng thể nào lý giải nổi lý do là vì sao có những giấc mơ như thế cũng từ hôm đấy, Trường và Chi lại phát hiện bọn họ có chung sở thích, thành ra cứ mỗi lần Trường ghé quán lại mang cho Chi mấy cuốn truyện tranh, cũng từ đó, câu chuyện giữa hai người thì chủ đề cứ nhiều đến vô tận chẳng bao giờ thấy hết chuyện cả, nhưng mà có lẽ trong thâm tâm chẳng ai nói ra, nhưng dường như giữa cả hai luôn có những cảm xúc khác lạ với đối phương, một hai ngày không gặp thì thấy nhớ, mà gặp rồi thì lại chẳng muốn về. Tối hôm đó, Trường cũng qua quán như thường lệ, nhưng vì nhiều việc nên anh tới muộn hơn bình thường. Đáng ra thì cũng cố mà thu xếp tới sớm, thì anh còn tranh thủ mà nói chuyện với Chi thêm được một lúc. Ấy thế mà việc nhiều anh cũng chẳng thể bỏ dở, nên để cho Chi phải chờ. Vừa thấy Trường, Chi đã làm ra cái vẻ mặt giận dỗi mà trách móc. Sao nay anh tới muộn thế? Trường cứ như là một kẻ mắc lỗi, vội vàng giải thích. Anh hôm nay có chút việc gấp nên về muộn. Thế muộn mà chẳng biết nhắn tin nói với em một tiếng à? Nhìn cái cách mà Chi trách móc Cùng cái điệu bộ giải thích đầy vụng về của trường Thì nhìn vào người ta cứ nghĩ là bọn họ đang yêu nhau Tuy có bị Chi trách móc Nhưng mà trường lại thấy vui Trường ngồi trò chuyện với Chi một lúc Rồi anh chào về vì quán cũng sắp đóng cửa rồi Cũng có nhiều lần trường ngỏ ý đưa Chi về Vì trời tới khuya con gái con đứa đi một mình không an toàn Nhưng mà Chi không thích nên cứ từ chối suốt Chắc vì Chi không muốn trường biết về nơi ở của nó Hoặc cũng có thể là chỗ ở tồi tàn quá Khiến Chi thấy ngại nên mới từ chối như vậy Thành ra nhiều lần quá Trường cũng ngại mở lời đưa Chi về Kẻo sợ Chi giận Nhưng mà lần này khi vừa đi được một đoạn Thì trong lòng của Trường cứ thấy bất an Anh cứ cảm thấy lo lắng Một nỗi lo vô định khiến anh chẳng thể gọi tên Chẳng đành lòng mà đi tiếp Trường vội vàng quay xe lại về phía quán của Chi xem sao Cứ thấy Chi an toàn ở đó anh mới có thể yên tâm được. Trường quay lại, quán đã đóng, hỏi bà chủ, bà ấy bảo Chi vừa rời về chắc khoảng 10 phút, theo hướng tay bà chủ quán, Trường nhanh chân mà chạy theo sau, nhưng anh chẳng thấy bóng dáng của Chi đâu. Ngày nào Chi cũng đi bộ đi làm, bởi nó bảo nhà cũng ở gần đây, nhưng có lẽ nào có thể đi nhanh như thế? Trường ngó nghiêng xung quanh, cũng chẳng thấy bóng dáng người nào qua lại, con đường này vắng lại tối khuya thế này, quả thực đáng lo. Trường chạy một hồi thì đứng thở hồng hộc, anh mệt tới nỗi thở được bằng tay. Bỗng trường nghe thấy tiếng ú ớ của con gái vọng ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh đó, rồi thì cả tiếng bàn tay người đập bồm bộp vào tường. Trường chẳng nghĩ nhiều, cầm một khúc gỗ ngay cạnh thùng rác lên và đi sâu vào trong con hẻm. Càng đi sâu vào, càng nghe rõ tiếng của mấy gã đàn ông đang nói chuyện với nhau. Chà, vụ này tính ra chúng ta lời đấy, cứ tưởng đi xử lý con mụ sồn sồn nào Chứ đằng này lại là gái tơ Vừa được chơi sung sướng Vừa được tiền nữa thì còn gì băng Cả đám bọn nó chắc cũng cỡ bốn thằng Đang cùng nhau cười lên hô hố đầy đắc chí Trường nép vào góc đếm được bốn tên Thì nhanh chóng rút điện thoại ra Và gọi cho công an phường gần đấy Anh phải cố gắng nói thật nhỏ Để bọn chúng không nghe thấy anh cứ nghĩ là chuyện bất bình anh bắt gặp trên đường thôi, nhưng không ngờ khi mà tiến thêm được một đoạn nữa, Trường lại thấy Chi đang bị bọn chúng giữ chặt. Một tên hầm hố đang bẻ tay Chi ra phía sau mà nắm chặt, tay còn lại hắn ta bịt chặt miệng Chi lại để cho Chi khỏi gào lên. Trường lúc này đã cảm thấy xót xa khi mà thấy Chi nước mắt đang giàn rụa, vùng vẫy đầy tuyệt vọng. Một tên khác đang dở cái bản tính dê sồm mà tiến lại gần Chi, vừa đi vừa cởi áo. Tên này chắc chắn định làm càn, Trường khi này chẳng thể bình tĩnh, liều mình nắm chặt cây gỗ mà xông vào, mặc cho bọn chúng là bốn tên côn đồ bậm trợn. Bọn mày thả cô ra ngay. Tiếng của trường khiến bọn chúng giật mình, tên kia bị phá hỏng chuyện vui, quay ra hất hàm đe dọa. Ê thằng kia, biến mẹ mày đi chỗ khác. Tao đồng vui, không muốn đụng tay với mày đâu. Nói rồi, hắn lại đưa bàn tay gớm kiếc của hắn, sờ lên má chi, chỉ khi này thấy Trường xuất hiện thì càng phản ứng mạnh mẽ hơn, chi cứ vùng vẫy rồi nước mắt cứ chảy ra thêm ngày một nhiều. Trường chẳng cần biết sợ hãi, thấy gã kia đang đụng vào chi thì anh cứ thế cầm khúc gỗ lao vào đánh tới tấp. Mấy tên kia vì bất ngờ lại bị Trường vung cây đánh loạn xạ nên cũng đau phát điên lên. Tên kia vẫn giữ chặt chi, còn ba tên còn lại cùng nhau xuống lại vây lấy Trường. Ba đánh một là chết chắc, chứ chột với què là còn may. Cây gỗ trên tay trường lúc này đã chẳng còn tác dụng gì cả. Bọn chúng điên tiết sấn lại, một tên hung hăng đã tung ngay cho trường một cú đấm như trời ráng, làm cho anh ngã gục xuống. Tiếp đó, bọn chúng tiến lại thay nhau đánh trường không thương tiếc. Chi thấy cảnh này chỉ biết gào lên không thành tiếng. Chi lại càng vùng vẫy thì càng bị tên kia siết chặt. Thấy Chi phản ứng mạnh quá nên tên kia cũng chẳng chịu được bỏ cái tay đang bịt miệng Chi ra mà tát cho Chi một cái đau điếng. Còn danh này, mày có đứng yên không thì bảo, Chi Nhân lúc này vội hét lớn lên, cứu với, có ai không cứu chúng tôi với. Tên cười kể hành hạnh, mày cứ đưa loa lên, gọi lớn tới Tết, chắc cũng chưa có người tới. Mày cũng giỏi quá nhỉ, gào đi, gào lớn lên đi. Vừa nói, tên kia nghiến răng, tát cho Chi thêm một cái, bốp. Trong khi đó, đám người kia vẫn đang dồn hết lực đánh trường đến chảy máu nơi khóe miệng. Có lẽ là trời thương, khi mà tiếng kêu cứu, cứu của Chi lại có tác dụng. Khi công an phường đang lần tìm nơi trường đã báo án thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của Chi, cả đám kia thì công an xông vào, hốt hoảng bỏ lại người chạy thoát thân. Công an cũng vội chạy theo nhưng mà không biết có đuổi kịp được tụi nó không nữa. Lúc này chỉ còn lại Chi đang chảy máu miệng vì cú tát vừa nãy và trường đang nằm đau đớn trên nền đất. Chi hốt hoảng lao lại đỡ trường dậy, anh có sao không, sao mà máu chảy thế này? Chi vừa gọi vừa khóc. Trường dù đang đau nhưng vẫn lồm cồm bò dậy cười trêu làm gì mà khóc như đám ma thế anh còn sống nhân răng lên mà thấy trường bị thương mà còn ngả ngớn khiến chi cáu lên mà đánh anh một cái vào vai trường lúc này đau quá mới khẽ than lên trời đất anh bị đánh cho bầm dập thế này còn chưa đủ hay sao mà em còn đánh ghê thế chị quên mất là trường đang đau nên lý nhí xin lỗi nhưng mà trường đã gạt đi không sao ban nãy tụi nó đánh anh đã tự che lại những chỗ nguy hiểm rồi chỉ là bị thương mấy chỗ không quan trọng thôi biết là trường nói thế cho chi yên tâm mà thôi Chứ tay chân của trường đã tứa máu ra hết rồi Chi định bụng muốn đưa trường đi bệnh viện Nhưng anh một mực không chịu Nói mãi chẳng được Nên chi đành phải ghé tiệm thuốc mua thuốc sát trùng Để mà băng bó vết thương lại Khuya khoát thế này chẳng biết đi đâu Chi cứ gặng hỏi trường mãi Nhà anh ở đâu để em đưa anh về Trường vẫn kiên quyết lắc đầu Anh về nhà trong tình trạng này Bố mẹ sẽ thêm lo Nói tới đây, chi cũng mới ngớ người ra cô cũng đang bị thương giờ mà về sợ rằng bà minh sẽ lo lắng mà ngất đi mất cực chẳng đã chi cũng đành phải nghe lời trường mà thuê tạm một cái phòng nghỉ tạm chứ giờ chi cũng chẳng biết đưa trường người lại đâu nữa vì giờ về nhà mình cũng đâu có được chi sẽ chẳng thể giải thích với mẹ về vết thương và sự xuất hiện của trường nữa đi vào khách sạn chi cứ lấm la lấm lét như đi ăn trộm khiến cho trường cũng thấy buồn cười trường thấy thế thì cứ trêu chọc Giờ khuya rồi em cứ lấm lét thế này Người ta tưởng là ăn trộm đấy Chi quay qua lườm mà trách móc Anh có thôi đi không Lỡ ai mà thấy cảnh này để sau này có mà em ế chồng à Em mà ế Thì cứ ở đó bán gà rán mãi cũng được Để anh có chỗ mà ghé qua Vào đến phòng rồi Chi mới yên tâm được Khi này Chi mới lôi bông băng ra mà tỉ mẩn Băng bó vết thương cho trường Tay chân anh chảy trụa hết cả Phía cùi trỏ còn bị chảy máu loang ra cả áo Chi cẩn thận bảo trường anh để em cởi áo xem nào trường dù đang đau vẫn hồ hởi trêu chọc khiếp còn gái con đứa mới ban nãy còn sợ ế chồng mà giờ đã bảo anh cởi áo đúng là trường chưa kịp nói xong đã bị chi nhéo cho một cái đau điếng anh còn dỡn nữa là em để kê anh vậy luôn đấy thấy chi cáu rồi trường mới thôi chi cởi áo sơ mi ngoài của trường ra thấy thân người anh phạm vỡ cũng có chút ngại ngần đây là lần đầu tiên Cô bé ở gần một người khác giới như thế này Cũng phải mất một lúc sau Vết máu mới được lau hết Giờ thì chuyển qua thế mặt Tụi nó ban nạnh đánh vào phía gần mắt Nên bây giờ đã dần chuyển qua bầm rồi Nên chi phải bôi thuốc vào Kẻo đến sáng mai Nó lại sưng lên nữa Cũng vì trường đứng ra cứu chi Nên nó nghiêm túc mà lo vết thương cho trường Như thể là để đền bù Nhưng mà mặt đối mặt thế này Khiến chi ngại quá Chẳng hiểu sao khuôn mặt của chi cứ đỏ bừng lên khi Chi đang tần ngần mãi, Trường đưa tay sờ lên khóe miệng Chi khiến nó giật mình mà ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng mà khi Chi chưa kịp định thần, Trường đã lấy miếng bông thấm thuốc đỏ thấm vào khóe miệng của Chi. "Em cũng bị thương đây này, con gái phải giữ lấy chứ có sẹo là ế chồng như chơi đấy." Mặc dù Trường đang trêu chọc, nhưng mà thấy mọi chuyện đang không xảy ra như mình nghĩ, nên Chi mới thở phào một chút nhẹ nhõm. Trường thấy thế lại vui miệng trêu. Sao thở dài thường thượt thế Chứ nãy giờ em đang nghĩ gì vậy Trường lại bị chi đánh Đúng là hai con người này cứ ở cạnh nhau Là y như rằng cứ trêu chọc nhau suốt buổi Băng bó vết thương xong rồi Và cũng đùa giỡn từ nãy giờ Nên tâm trạng của chi mới bớt căng thẳng đi một chút Giờ cứ ngồi bần thần nhớ lại chuyện ban nãy Nó mới thấy sợ mà khóc quả lên Trường cũng lúng túng Cứ nghĩ là mình làm sai chuyện gì Em sao thế? Anh làm gì khiến em buồn à? Chi lắc đầu, nó sụt xịt run rẩy. Em sợ, nghĩ đến chuyện ban nãy em vẫn thấy sợ. Trường với tay, định ôm lấy Chi, nhưng mà có chút rụt rè, nên anh đành thu tay lại, chạm nhẹ vào vai Chi an ủi. Không sao mà, mọi chuyện qua rồi, từ nay đến làm về muộn phải đi đường lớn, chứ không đi đường tắt nữa nhá. Chi khẽ gật gật đầu, mà ngồi thu lưu vào góc giường. Trường tuy an ủi Chi như vậy thôi, nhưng mà lúc nãy anh nghe thấy bọn kia nói chuyện với nhau, thì anh đoán chừng là có người thuê bọn nó làm chuyện này bây giờ đang bị thương và sợ chi lo lắng nên anh không nói nhưng sau này chắc chắn anh phải tìm cách làm rõ chuyện này bây giờ trong phòng với một người đàn ông khác giới làm chi cũng chẳng dám ngủ cô bé cứ ngồi thu lưu một góc giường nhìn trường với ánh mắt dè chừng trường hiểu nên nói mấy câu cho chi yên tâm em cứ yên tâm mà nằm ngủ anh không có làm gì em đâu mà em cứ nhìn anh lấm lét như thế hổ vậy chi vẫn dò xét trường một lúc nữa thấy anh cương nghị nên nó mới yên tâm mà bảo trường ngồi cạnh bên mình mà nói chuyện Cả hai cứ ngồi nói chuyện phiếm Định bụng nói tới sáng rồi về Nhưng ngồi mãi cũng mỏi Chi lại chuyển qua nằm Trường tới thế thì lại hối thúc Thôi gần sáng rồi em cứ ngủ đi Không em có ngủ được Lạ nhà khó ngủ lắm Anh kể chuyện ngày nhỏ của anh đi Tự nhiên Chi nhắc cái chuyện ngày nhỏ Khiến cho ký ức của Trường về cô bé Xuyến Chi lại ùa về Anh khẽ thở dài Xong rồi tựa mình vào thành giường Bắt đầu kể Năm anh 13 tuổi anh đã phải lòng một cô bé 6 tuổi rất xinh đẹp. Cô bé đó là... Trường đang thả hồn mình vào ký ức, bỗng bị ngắt ngang bởi tiếng thở đều của Chi. Anh cúi xuống, thấy Chi đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ từ nãy giờ Chi đã buồn ngủ tí díu mắt rồi ấy, ấy thế mà vẫn cố ngồi gượng. Trường nhìn cô bé hồn nhiên trước mặt, buồn cười, vừa nãy còn mới bảo lạ nhà không ngủ được. Ấy thế mà chưa kịp chớp mắt đã ngủ ngay lúc này trường thỏa thích mà nhìn ngắm cô bé này rồi trước giờ nhiều lúc anh muốn ngắm thật kỹ gương mặt này nhưng mà anh ngại nên đây chính là cơ hội hiếm hoi mà anh có anh ngồi nhìn mãi cái đôi má bầu bĩnh cái mũi dọc dừa cùng hàng mi dày cong vút trong anh cứ dấy lên cảm xúc khó tả anh vút lọ tóc đang lòa xòa của chi mà khẽ thì thầm giá cô bé đó là em thì tốt biết mấy sáng hôm sau khi Chi tỉnh giấc đã là 10 giờ trưa, Chi tá hỏa khi phát hiện hôm nay mình bỏ mất một buổi học. Nhưng mà điều khiến Chi hoảng hơn chính là Trường cũng đang nằm ngủ cạnh cô, hai người lại còn đắp chung một cái chăn nữa. Đêm qua chắc cũng vì cả hai ngủ muộn nên mới dậy muộn như thế. Thấy động tĩnh, Trường tỉnh giấc, rõ ràng nằm cạnh cô bé này, anh cảm thấy ngủ ngon hơn hẳn. Trường nhổm dậy, lộ ra tấm lưng trần do đêm qua anh cởi áo, Chi lại hốt hoảng, tóc chăn lên nhìn lại mình. May sao thật là hú hồn. Trường nhìn thấy thế buồn cười mà cốc đẩy chi một cái rõ đau, cái con bé lắm chuyện này, đầu óc chẳng lúc nào nghĩ được gì cho tốt đẹp cả. Chi bị cốc đầu cũng thêm cáu mà cằn nhằn, chứ ai bảo anh lên giường ngủ chung làm gì, hôm qua anh bảo không buồn ngủ, con gì? Trường giơ đôi bàn tay đang băng nham nhở, những dấu băng đầy bụng về của Chi như để nhắc Chi thêm lần nữa. Hôm qua, cũng có người bảo không buồn ngủ mà vừa đặt lưng một cái là gáy như sấm rèn ấy. Tôi đã bệnh hoạn thì chớ, còn định bắt tôi nằm giữa sàn nhà hay sao vậy bà nhỏ? Chỉ thấy trường gọi mình là bà nhỏ thì buồn cười, nhưng rồi cũng lại xấu hổ cãi lại. Em gái bao giờ mà anh đổ điêu như thế? Trường lại khẽ lắc đầu, khổ cái thân tôi. Nguyên đêm vừa nghe tiếng gáy mà thi thoảng còn bị gác chân lên vết thương đau điếng, giờ còn mang tiếng oan mà đi đổ điêu đây. Không lẽ khi đấy tôi quay phim lại mà tống tiền thì chớ? Trường càng nói Lại càng lòi ra bao nhiêu tật xấu của Chi Khiến nó xấu hổ chui vào trong chăn để trốn Thế là vừa tỉnh dậy Hai cái con người kia lại trêu chọc nhau liền Lời qua tiếng lại ồn ào hết cả căn phòng Phải gần 12 giờ Cả hai mới rời khỏi khách sạn Bởi còn bận trí chóe trêu chọc nhau Chi cứ sợ người khác nhìn thấy Nên cứ một mực bắt Trường ở lại đó Để cho nó rời đi trước Rồi Trường mới được bước ra sau chỉ cứ nghĩ thậm thụt ngó nghiêng là sẽ quan sát được nhất cử nhất động của những ánh mắt xung quanh. Thế nhưng mà nó nào biết được nó càng thậm thụt thì càng gây chú ý cho người khác. Mà người đó không ai khác lại chính là Ngân đang đi công việc bên ngoài. Ngân ngồi trong xe, nhìn thấy chi ngay. Bởi cái điệu bộ lén lút kia khiến Ngân chú ý liền. Cô ta hạ kính xuống một chút, thấy chi đang đứng trước khách sạn thì khẽ nhếch miệng. Tưởng gì? Chứ hóa ra làm gái à? Khách sạn lớn thế này Chắc có lẽ cũng bớ được ông già nào có của rồi Nói rồi Ngân sơ cái điện thoại của mình lên Cố chọn một góc phù hợp để chụp được rõ mặt Chi Đang đi ra từ khách sạn Quá trưa thì Chi về nhà Cũng may là tối qua Chi đã kịp nhắn tin cho bà Minh nói rằng Nó ở lại nhà bạn để ôn thi Còn cái vết thương ở khóe miệng Nó lấp liếm nói dối rằng bị ngã Cũng may là từ trước giờ Nó ngoan ngoãn Nên là bà Minh tin ngay chẳng chất vấn gì, chứ lỡ mà mẹ nó biết nó vào ngủ trong khách sạn, chắc mẹ sẽ cạo đầu nó ra mất thôi. Tầm mấy tháng sau đó, Chi mới thi tốt nghiệp, cũng nhờ học lực khá, nên việc thi cử của Chi cũng chẳng gặp khó khăn gì. Trong mấy tháng đó, trường vẫn thuê người dò la tin tức về chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng khổ nỗi hôm đó bọn nó chạy thoát, nên việc tìm kiếm cũng khó khăn. Chuyện ra trường thì dễ rồi, nhưng mà chuyện việc làm mới là nan giải. Biết Chi cũng đang đi xin việc Nhưng mà Trường cũng chẳng dám ngỏ lời giúp đỡ Bởi vì trước đây anh đã nói dối Là anh làm công ăn lương bình thường Chứ nào dám nói thật Bởi anh sợ Chi né tránh Mà không muốn làm quen với mình Chi cũng đi mấy công ty liền Nhưng mà người ta từ chối Bởi Chi mới ra trường chưa có kinh nghiệm Hơn nữa tuy học lực của cô giỏi thật Nhưng mà do cô học hệ cao đẳng Nên việc tuyển người cũng rất khó khăn Nhưng khi Trường chưa kịp ra tay giúp đỡ Ông Khoa đã đích thân tới gặp Chi, Biết tính cô vốn cương trực nên ông ấy cũng không vòng vo nữa mà đề nghị thẳng. Chú muốn nhận cháu vào làm công ty của chú. Chi thì vẫn hậm hực cái chuyện bà Minh bị rẻ rúng và đổ oan là nhà bọn họ nên dù đang cần việc làm lắm nhưng Chi vẫn nói lời từ chối. Cháu xin lỗi nhưng mà cháu không muốn làm việc cho những người đã coi thường mẹ mình. Chi nói xong thì định rộng người đứng dậy. Lúc này ông Khoa đã lên tiếng nói với theo. Cháu có biết chú là người đã tài trợ học bổng cho cháu hơn 2 năm qua không? Chi nghe đến đây thì sững người lại, khi Chi chưa kịp đáp lại, ông Khoa đã lên tiếng, nếu như mà cháu muốn sạch giỏi trong tất cả mọi chuyện như thế thì về làm việc coi như là để trả lại tiền cho chú cũng được mà. Tính của Chi vốn khẳng thái nên ông Khoa chỉ nhìn là đoán trúng phóc mà nói vào điểm yếu của Chi, đúng như ông dự đoán Chi đã đồng ý và làm việc ngay bởi cô không muốn dây dưa hay nợ ơn dù chỉ là một ngàn. Việc chi vào làm trong công ty là niềm vui của trường, của bà Minh, bà Hồng và cả ông Khoa nữa, nhưng lại khiến cho Ngân bất ngờ và tức giận. Khi biết chi được chính ông Khoa mời về làm, Ngân không có lý do gì mà phản ứng, nhưng cô ta lại bắt đầu kim giận trong lòng. Chi được điều vào làm bên bộ phận kế toán bởi chuyên ngành học của Chi cũng là ngành đó được tiếng là do chính ông Khoa mời về nên những người ở trong phòng ban này ai nấy cũng có chút rè chừng và cũng cố gắng tỏ ra thân thiện với Chi chứ không dám theo cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Công việc cũng khá là suôn sẻ, một phần là nhờ Chi được đồng nghiệp tận tình chỉ bảo mà phần lớn là năng lực của Chi cũng khá nên cô tiếp thu việc rất nhanh. Việc Chi được nhiều người tung hô càng khiến Ngân thấy ngứa mắt nhưng cũng vì có bố mẹ cũng làm việc trong công ty nên ngân cũng chưa dám thể hiện điều gì ra một cách quá đáng có mấy lần ngân còn bắt gặp bà hồng xuống tận phòng kế toán trò chuyện với chi mãi mà điều này càng làm cho ngân thêm hằn học trực tiếp ra tay không được ngân lại tìm cách khác trong đám người làm ở phòng của chi thì đa số là những người sống cơ hội thảo mai chỉ cần biết bên nào mạnh sẽ theo ngay nên chẳng khó để ngân tìm được một người thân cận người ngân nhắm đến chính là hằng Cô nhân viên năng lực làng nhàng Nhưng mà giỏi xu lĩnh Ngân cho gọi cô ta vào phòng mình Nói thẳng việc cần làm Và tất nhiên cái lợi Ngân đặt ra cho Hằng Chính là vị trí phó phòng đang trống Với người như Hằng Việc đổi trác thế này quá hời Trong khi mấy cái chuyện Ngân giao phó Đối với Hằng chẳng là gì hết Nhóm của Chi hôm nay nhận được một lượng công việc lớn nên tất cả các thành viên trong nhóm đều được chia đều công việc ra. Việc của Chi được giao là nhập số liệu nên công việc khá nhiều, mất nhiều thời gian nên Chi cũng phải mang việc về nhà làm. Vì Chi bận nên cũng không có thời gian nói chuyện với Trường nhiều mà cô cũng đã giải thích với anh về lý do mình bận bịu rồi. Cũng khoảng 2 tuần sau đó thì việc mới xong, ngày mai là ngày báo cáo nhưng từ sáng Chi đã xong việc rồi cũng vì hai tuần này bận chẳng gặp được Trường. Lại thêm chiều nay có hội sách ở đầu phố nên Chi đã rủ Trường đi cùng. Mặc dù là việc cũng nhiều nhưng mà Chi hẹn cái là Trường bỏ giờ mà đi ngay. Kể cũng lạ, Trường và Chi đi vào hội sách mà chỉ lựa mỗi truyện tranh. Khi Chi đang định cầm lấy cuốn truyện tranh kia thì có một người khác cũng vừa lúc chạm vào cuốn chuyện đó. Chi ngước lên, đó là một người phụ nữ. Thấy Trường và Chi đang ôm cơ số là chuyện người phụ nữ ngạc nhiên mà hỏi, hai bạn đang đi mua truyện tranh cho con đó à? Tự nhiên, câu hỏi của chị kia làm cho Chi cảm thấy ngại, xua tay chố lia chố lịa, còn Trường thì cứ đứng mà cười tủm tỉm mãi. Chị kia thấy vậy, liền ngỏ ý, nếu không phải mua cho con thì nhường chị nhá Con nhà chị nó thích chuyện này Chị gái kia lấy cuốn sách rời đi rồi Mà chi còn đỏ mặt đứng đó mãi Thấy trường cười chi lại cáu mà quát Anh vui lắm hay sao mà cười ghê thế Trường chẳng trả lời Mà cứ đứng cười mãi Làm cho chi cứ vừa đi và cằn nhằn mãi không thôi Mua sách rồi cả hai cùng đi ăn Chi vẫn cứ là thích ăn mấy quán ven đường Nên rủ trường vào ngay cái quán ốc về hè mà cô hay ăn Nhân dịp có lương nên em khao anh chầu này nhá Trường cũng vui vẻ mà đồng ý ngay Công nhận quán cóc ấy thế mà ngon Hai người ăn đến no ứ hự mà chỉ hết hơn 300 nghìn Khiến cho Trường cũng thấy ngạc nhiên Cả hai dạo quanh bờ hờ một lát nữa Rồi cũng cùng nhau rời về Qua 9 giờ tối Chỉ cứ định bụng đi ngủ Nhưng mà trong lòng cứ thấy lo lo nên lại mở máy tính ra mà kiểm tra Khi này Chi mới tá hỏa Khi phát hiện ra là toàn bộ file mà Chi làm hai tuần này Đã tự nhiên biến mất một cách lạ kỳ khi này, dù đã khuy muộn nhưng mà Chi cũng chẳng sợ ngại ngần gì hết nữa. Chi gọi ngay cho trường, bởi lúc này ngoài trường ra cô cũng chẳng biết cầu cứu ai nữa. Trường đang sáng, làm cho xong việc dở, giang ban chiều, nhưng mà thấy Chi hốt hoảng kể sự tình, anh tức tốc chạy tới ngay. Lần này gấp gáp nên Chi cũng chẳng thể nào giấu chỗ ở được nữa mà phải đưa ngay địa chỉ cho trường đi tới. Trường biết Chi ở cùng mẹ nên còn chu đáo, mua thêm cả trái cây tới nữa. Khi Chi mở cửa phòng ra, nhìn căn phòng chật trội, Chi có vẻ ngại, nhưng mà Trường lại rất tự nhiên mà bước vào, chào hỏi bà Minh. Bà Minh nhìn cậu con trai khôi ngô lịch sự trước mặt, cũng có phần nào thấy hài lòng. Vì khuya quá, sợ ồn ào, nên Chi và Trường mang máy tính ra phía ngoài dãy ghế đá trước đường mà nghiên cứu. Trường trước cũng học qua về máy tính, nên mấy cái này thực ra là cũng chẳng làm khó anh được. Trường nhìn qua một lượt thì dò ra ngay được tài khoản đã xóa file này, nhưng anh nhận định người này cũng thuộc dạng tay mơ nên xóa rồi là thôi việc khôi phục cái này đối với trường đơn giản nhưng anh cứ làm ra vẻ quan trọng mà hỏi chi cái này mà khôi phục là khó lắm đó nha nếu anh làm được thì em cho anh cái gì đây đang lúc gấp gáp mà trong bụng chi khi này chỉ có mỗi nỗi lo bị mất phai nên cô cứ hứa đại anh muốn gì cũng được nhanh tìm cách lấy lại phai cho em xem nào trường nghe câu trả lời hài lòng mở tung hết các file trên máy anh cứ cố tình làm cho có vẻ nghiêm trọng thế thôi chứ từ cái lúc anh hỏi chi anh đã khôi phục cái file xong rồi sẵn hôm nay trời nhiều sao lại gió mát nên trường lại đề nghị cái này khôi phục chắc cũng mất cỡ một tiếng đồng hồ đấy hay là mình đi dạo chút cho nhanh hết thời gian nhỉ chi cứ nhìn quanh xong rồi cũng đồng ý bây giờ ngồi đây nhìn nhau cả tiếng đồng hồ mà làm gì trong khi người ra, người vào, cứ nhìn vào khiến cho Chi cũng phát ngại. Chỗ Chi ở là vùng ven nên cũng không đông đúc quá như ở trung tâm thành phố. Hai người cứ đi cùng nhau dọc bãi lau mà hít khí trời. Trong cái không gian tĩnh mịch thế này chỉ có đi cạnh nhau thôi dù chẳng nói lời nào nhưng mà lòng bình yên đến lạ. Ngày hôm sau, Chi vẫn có file để báo cáo như bình thường khiến cho Hằng ngạc nhiên lắm. Bởi rõ ràng Hằng đã đăng nhập bằng tài khoản khác để xóa file đi rồi. Ngân thấy công việc chi trôi chảy thì thêm tức bực gọi Hằng vào trong chất vấn, "Việc tôi giao cô thế nào mà con danh kia vẫn có file báo cáo là sao?" Hằng cũng ngớ người giải thích những việc mình đã làm cho Ngân và cũng nói lên sự khó hiểu của bản thân khi mà không biết do đâu chi có thể khôi phục được file dễ dàng như thế. Ngân thấy việc chẳng như ý, bực mình bỏ ra ngoài, vừa đi đến hành lang, Ngân lại nghe thấy tiếng Chi đang nói điện thoại. Công việc em đã hoàn thành rồi, cảm ơn anh Trường đã giúp em nhé." Chi vừa nói vừa cười hớn hở, càng làm cho ngân thêm bực mình, hóa ra là có Trường giúp đỡ, càng nghĩ đến việc Trường thân thiết với Chi từ lúc nào. Ngân lại càng thêm bực dọc trong người. Bấy này, dù là mang tiếng có cưới gả với hai gia đình, nhưng mà cho dù Ngân có muốn tiến tới với Trường thêm một bước, Trường lại cứ tìm cách mà lùi xa hơn. Càng nhìn cái cảnh này, Ngân càng nghĩ lý do mà Trường cứ né tránh mình có phải là do Chi hay không. Càng tức Ngân càng nhìn Chi mà hàn học, chờ cho Chi tắt điện thoại rồi, Ngân mới tiếng lại từ phía sau, dở giọng cấp trên. Giờ này, công ty trả lương cho cô, để cô đứng buôn chuyện đấy à? chi biết mình làm sai quy định mà một phần chi không muốn gây hấn trong công ty nên cô chỉ cúi đầu nhẹ đáp lời vâng em xin lỗi chị tuy việc chi xin lỗi là chỉ để muốn yên thân nhưng trong mắt ngân nhìn vào có khác nào chi đang coi thường của ta đâu nhưng mà chi cư xử phải phép như thế thì cô ta lại chẳng có cớ nào bắt bẻ thêm được hết hôm nay trường có hợp đồng làm việc lớn cần tới công ty của ông khoa họp mấy việc hợp tác và họp hành ông phùng đã giao hết cho trường rồi trường đi từ xa đã thấy chi liền vui vẻ gọi cô này chi chi thấy trường thì vui lắm mà cũng nhanh chóng tiến lại với anh ủa anh này qua bên em có việc gì vậy anh qua bên công ty em có hợp đồng ký kết nói rồi trường đưa cho chi một cốc cà phê cho em có lẽ chuyện này trước giờ nó đã quá bình thường rồi, nên Chi có vui vẻ mà đón nhận lấy, nhưng cảnh này đã lọt hết vào mắt của Ngân rồi, bởi khi Ngân biết Trường qua đây thì cũng đã vui vẻ mà đi xuống chào đón, nhưng mà đáp lại là cảnh này khiến Ngân thêm chưng hửng mà nổi cơn ghen lên. Cứ nghĩ là hai người bọn họ quen biết sơ thôi, nhưng mà Ngân không nghĩ thân thiết được tới mức này. Bao nhiêu năm qua, chưa một lần nào Trường cho Ngân một thứ gì, thậm chí cũng chưa bao giờ cười với Ngân như thế. Ngân khẽ rít lên trong miệng, không lẽ từ nhỏ tới lớn mày vẫn tính dành với tao? Ngân cố thu ánh mắt đang rực lửa mà đi lên chuẩn bị cho cuộc họp. Suốt buổi, Ngân chẳng tập trung được vào chuyện gì cả bởi cái chuyện ban nãy vẫn chưa khiến cho Ngân nguôi giận. Họp xong, Ngân gửi tấm hình mình chụp được hôm mà Ngân thứ chi từ khách sạn đi ra mà sao việc cho Hằng căn lúc cuộc họp vừa xong mọi người đang bước ra trong đó có cả trường hằng đã ngay lập tức tung tấm hình lên nhóm trong phòng mọi người thấy tấm hình liền túm tụm và bàn bạc lúc này chi cũng đang từ phòng làm việc bước ra thì bị một cô ả đồng nghiệp tên mai xông ra cạnh khóe chà cứ tưởng là gái quê chứ hóa ra cũng chỉ làm màu thế nào làm gái lương trả cao hơn đi làm công ty mà phải vào đây làm gì cho cực vậy mấy người khác trong đám đông cũng chen miệng vào thì cũng phải tạo cái mác dân văn phòng thì mới hết giá cao được chứ. Chi cảm thấy tủi thân mà phát khóc. Tấm hình này là từ cái hôm cô ở cùng với Trương mà, nhưng cũng biết phải giải thích làm sao đây, không lẽ cô lại khai ra là Trương, nhưng mà giữa anh và cô thực sự cũng nào có chuyện gì chứ. Thấy Chi đang bắt đầu yếu thế, Hằng mới ra mặt. Cô ta không còn cái vẻ hiền lành, thảo mai như cách mà cô ta thể hiện hàng ngày nữa, mà bắt đầu phóng to tấm hình lên mà nói lớn trước đông người. Mọi người nhìn này, miệng cô ta còn có vết thương này, hay là cặp kè chồng người ta rồi bị đánh ghen cũng không chừng ấy. Thế cô ta đi với ai vậy Chi? Chi bị mọi người dồn vào mà nhao nhao hỏi, khiến cho Chi quay cuồng, Chi biết phải làm sao. Trường lúc này cũng vừa đi ra, vừa lúc chứng kiến cái cảnh hàng đang chất vấn Chi. Lúc cô ta dơ điện thoại lên, Trường cũng nhận ngay ra tấm hình này, chính là hôm mà Chi và Trường ở cùng nhau. Thấy Chi đang gặp rắc rối, Trường liền đứng ra giải vây. Từ sau đám đông, Trường đã lên tiếng là cô ấy đi cùng tôi. Lời trường vừa thốt lên khiến tất cả mọi người đều im bặt mà dồn ánh mắt về phía trường. Khi tất cả mọi người quay lại nhìn thấy người vừa lên tiếng là trường thì dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Ai cũng há hốc mồm. Khi người đi cùng chi lại là trường, một đối tác lớn của công ty cũng là người có vai vế tương đối lớn. Khi mọi người dường như không tin thì trường đã lách qua đám đông kéo tay chi đi ra ngoài như là một cách khéo léo khẳng định lời anh nói là đúng tất cả mọi chuyện ngân cũng chín kiến hết từ đầu đến cuối cô ta tức đến bầm mặt khi trường lại ra tay giải vây cho chi sao anh ấy lại vì một đứa con gái nghèo hèn mà lại chịu mất mặt mà nhận mình là người đàn ông đi cạnh cô ta hơn nữa trường và ngân cũng được hai gia đình bàn tính đến chuyện cưới gả bây giờ anh ta làm thế này chẳng khác nào đang bôi cho chát chấu vào mặt cô đâu càng nghĩ ngân càng tức cô ta lao về phòng làm việc chờ trường quay trở vào để làm rõ chuyện này, trường lôi chi ra phía góc hành lang thì mới chịu buông tay cô ra ra. Chi khi này cũng dãy đẩy lên mà trách móc. Sao giữa đông người anh lại làm như thế? Anh nói vậy rồi mọi người hiểu nhầm thì sao? Trường lúc này mới quay ra nhìn Chi đầy khó hiểu. Này, đúng ra là nãy giờ anh đang giúp em đấy. Nhưng mà... Chi chưa nói dứt câu, trường lại trách. Chị anh nói có gì sai? Đêm đó rõ ràng là hai đứa mình ở cùng nhau còn gì? chi ngay lập tức lao lại bịt miệng trường bởi anh nói to quá nhưng mà cũng đủ kịp trong một vài người gần đấy nghe thấy lại thêm lúc đó có mấy người đi qua thấy cái cảnh chi đang lao sát vào người trường thì người ta cứ mặc định là hai người đã thân thiết đến cỡ nào rồi nên mới có những hành động liều lĩnh như thế trước trốn đông người và tất nhiên thì chuyện này cũng được báo lên cho ngân biết qua miệng của hằng và càng như thế ngân lại càng thêm tức tối mà thôi chờ mãi Trường mới quay về phòng họp Nhưng mà lần này Ngân mất kiểm soát thật sự Nên vừa thấy Trường cô ta đã gào lên Sao trước đám đông mà anh làm cái gì vậy anh Trường Trường vẫn giữ vẻ thản nhiên mà hỏi lại Em nói làm gì là làm gì Ngân chẳng kiềm chế được Lớn tiếng chỉ trích Trường Anh không nghĩ đến mặt mũi hay sao Mà đứng ra binh vực cho con bé đó Trường nhún vai chẳng từ chối Thì anh ở cùng cô bé ấy thì anh nhận Anh nói sự thật chứ làm gì sai mà em cứ gào lên lúc nãy nghe hằng mách lại ngân cứ nghĩ là chuyện tam sao thất bản nhưng khi nghe trường thừa nhận việc anh đã ở cùng chi khiến cho ngân dường như phát điên lên mà bộc phát cái cơn thịnh nộ anh và em được hai gia đình tính đến chuyện cưới hỏi mà sao anh dám ngang nhiên làm chuyện đó có mặt em trường cũng chẳng cần điểm đạm nữa anh thẳng thắn chỉnh đốn ngay việc sắp xếp cưới xin là chuyện của bố của mẹ còn việc đồng ý hay không là do anh và em em đừng có lấy cái chuyện người lớn ra mà làm lý do ràng buộc một khi anh không thích thì đừng mong ai ép uổng Trường nói rồi thì bỏ ra ngoài, mặc cho Ngân đang đứng trong phòng, điên tiết hất văng mọi thứ xuống sàn, chỉ có thể làm như thế này mới khiến cho Ngân giải tỏa được cơn điên trong người. Bây giờ Ngân kẹt ở thế giữa, công ty nhà của Trường mạnh hơn nên cái việc cưới gả cũng phụ thuộc vào việc nhà họ mở lời. Hơn nữa chuyện làm ăn, cô ta không dám làm liều, vì sự sợ nông nổi của mình làm ảnh hưởng đến công ty thì chắc chắn cô ta không thể sống yên. Về phần chi cho dù nó như là cái gai trong mắt Ngân Nhưng mà chị đang làm việc trong công ty này Được bố mẹ nuôi cô ta quý mến Và cưng chiều Thì Ngân càng không thể nào đụng tới Một cách quá công khai và rỗ sàng Cô ta bây giờ chỉ biết bộc phát cái cơn điên cuồng trong người Bằng cái cách này thôi Ngân đem cái sự hậm hực về nhà Nhưng mà rồi cô ta cũng phải thu lại cái ánh mắt hàn học Bởi bà Hồng đang ở nhà Ngân định đi lên phòng, nhưng mà đứng trước cái tình thế trường đang ngả lòng về phía chi, Ngân lại muốn tìm cách tác động vào bà Hồng với mong muốn bà ấy có thể gợi ý chuyện cưới gả của Ngân với gia đình ông Phùng. Ngân lò dò đi vào cạnh bà Hồng, cô ta lại dở cái chiêu cũ mà giả vờ bóp vai, trải đầu cho bà Hồng như bao lần để lấy lòng. Chờ một lát, Ngân bắt đầu lên tiếng. Con này cũng đã lớn tuổi rồi. Mà bạn bè ai cũng có gia đình hết cả Anh trưởng nay cũng ổn định công việc rồi Nên mẹ cũng tính cho con đi chứ Bà Hồng cũng biết chuyện này, thậm chí là bà đã nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng bà cũng nào có sỗ sàng mà ngỏ lời với nhà bên kia được, vì bà sợ con gái bà mất giá. Bà Hồng cũng từ tốn khuyên bảo Ngân, chuyện này cũng không thể gấp gáp được, dù sao bên mình cũng là bên nhà gái. Có một lần mẹ cũng gợi ý, nhưng mà thấy trường nó cứ ậm ừ, chuyện này phần lớn là phụ thuộc vào hai đứa, chú bố mẹ cũng chỉ là một phần thôi. Thấy chuyện không được như ý, Ngân cũng thấy không vui, nhưng mà khi Ngân chưa tìm được cái cớ mà rời đi, bà Hồng lại mở lời ngân này mẹ có chuyện này muốn nói cân làm rất vẻ hiểu chuyện mà ngồi cạnh bên chăm chú chờ bà hồng nói tiếp bà hồng lúc này mới ngồi trầm tư nói hết nỗi lòng mình mẹ vẫn nuôi hy vọng là tìm được em chi ngân nghe tới đây trong lòng đã không vui tất cả mọi người xung quanh cô ta sao vẫn luôn luôn vì đứa em gái đáng ghét đó mà bận tâm quá nhiều ngân cũng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện nhưng mà rời đi cũng chẳng được nên ngân cũng trả lời cho qua loa thì mình gửi hồ sơ báo lên công an lần nữa xem sao. Ngày trước còn lạc hậu khó tìm kiếm, chứ thời đại này chắc cũng chẳng mấy khó khăn gì. Ngân cũng chẳng phải tốt lành gì khi mà chủ động đưa ra lời đề nghị đó. Chẳng qua là Ngân muốn dò xét xem bà Hồng đã chuẩn bị được tới đâu rồi. Đúng như ý của Ngân đoán, bà Hồng lúc này đã đứng dậy đi về phía tủ lấy sắp hồ sơ. Mẹ chuẩn bị hết rồi, mẹ cũng định dự tính làm như con nói. Ngân lúc này cảm thấy bất an khi mà Lúc này, bà Hồng quyết tâm tìm lại con rất mạnh mẽ. Cứ tưởng bao nhiêu năm trôi qua rồi, bà ấy sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng lần này, bà ấy quyết tâm thế này, ngân sợ mọi chuyện sớm dần bị bại lộ. Hơn hết là Chi vẫn đang làng vảng quanh cuộc sống của bọn họ. Ngân đứng dậy chủ động nhận lấy sắp hồ sơ từ mẹ mình và đề nghị. Mẹ đưa đây cho con, mấy việc này con làm được, con sẽ trực tiếp lên phường để gửi hồ sơ. Bà Hồng thấy con gái hiểu chuyện, thấy hạnh phúc mà đồng thuận đưa sắp hồ sơ cho con mình. Thấy sự nhiệt tình của Ngân thế này, khiến bà thấy tin tưởng Ngân một cách tuyệt đối. Ngân nắm chặt bộ hồ sơ, bước ra ngoài, sự chịu đựng của cô ta cũng đã lên tới đỉnh điểm. Ngân bước ra phía xe của mình, cô ta lạnh lùng bấm chìa khóa mở cốp xe. Khi cốp vừa mở lên, cô ta chẳng một chút lưỡng lự, vứt thẳng sắp hồ sơ vào trong đấy. Từ ngày Trường đứng ra giải vây cho Chi về chuyện bức ảnh ở khách sạn thì những lời đồn thổi về chuyện của Trường và Chi ngày một nhiều. Nhưng phần đa người ta đều thắc mắc tới việc Trường qua mặt Ngân để mà qua lại với Chi. Chỉ lúc này cũng mới biết chức vụ thật sự của trường Cô ban đầu khá ngỡ ngàng và khó lòng thích ứng kịp Nhưng với sự thân thiết hiện tại thì cũng chẳng có lý do nào để Chi có thể giận trường về chuyện đó Nhưng mà những chuyện người ta đồn đoán cũng đến tai ngân Và tất nhiên thì hàng ngày tới công ty đều là chuỗi ngày cô ta rước thêm sự bục bội vào người sáng nay cũng vậy khi ngân vừa bước vào công ty đã thấy người giao hàng mang cà phê đứng trước cổng vào lúc này chi xuất hiện và người giao hàng đã nhanh chóng đưa cà phê cho chi cà phê của anh trường gửi nhé người giao hàng và chi thân quen thế nỗi chắc có lẽ là việc này ngày nào cũng diễn ra thường xuyên ngân thấy bực mình rồi làm ngơ mà bước qua ở đây đông người có thể hiện ra cũng chẳng được lợi lộc gì cả. Nhưng mà vừa bước vào sảnh, Ngân lại nghe thấy nhóm người ở phòng kế bên đang bàn tán với nhau mà nội dung câu chuyện cũng là chuyện của Chi với Trường. Ngân như phát điên. Khi mà đi tới đâu cũng toàn là chuyện của hai bọn họ khiến Ngân gần như mất hết sự bình tĩnh hiện có. Ngân chẳng đủ tập trung và bình tĩnh nữa mà bỏ về nhà ngay lập tức. Bởi ở đây thêm một lúc nữa chắc chắn cô ta sẽ phát điên ra mất. Ngay lúc này, ngân cần yên tĩnh nên cô ta đi về nhà lúc này cũng chỉ có bà thu ở nhà thôi nên ít nhất ngân cũng có thể yên tĩnh được chốc lát thế nhưng mà trái với những điều ngân nghĩ khi cô ta đi về nhà thì đã nghe thấy tiếng trai gái ở trong phòng bà hồng tầm này bố mẹ nuôi cô ta đã đi làm có lẽ nào Ngân chẳng dám nghĩ ngợi linh tinh mà thận trọng bước vào trong để xem sự tình. Nhưng điều khiến cho Ngân điếng người chính là ngay trên giường trong phòng của bà Hồng. Chính là bà Thu và một người đàn ông xa lạ. Hai người đó ngang nhiên làm chuyện ghê tởm kia trong chính căn nhà này, trong căn phòng của chủ nhà và thậm chí còn không đóng cửa phòng. Bọn họ ngang nhiên tới mức này Thì chắc có lẽ chuyện này diễn ra không phải lần đầu ngân điên tiết không thể chứng kiến nổi cảnh ghê tởm này trước mắt cô ta hét lên đầy tức giận các người đang làm cái gì trong nhà tôi vậy hả hai người kia đang chìm đắm trong dục vọng bỗng nghe tiếng của ngân thì giật mình bà thu xấu hổ liền vơ lấy cái chăn che lại tấm thân trần trụi của mình nhưng mà gã đàn ông kia đang dở dang trong cơn lửa tình cơ thể ông ta trần trụi nhưng chẳng có chút xấu hổ mà đưa đôi mắt thao háu nhìn sang ngân đầy thèm khát rồi thì lão ta vừa nhìn ngân vừa quấn lấy bà thu mà tiếp tục cái chuyện đang dang dở Ngân chẳng chịu nổi nữa, bao nhiêu sự đả kích khiến cho cô gần như điên loạn, ngân quay lưng mà chạy một mạch lên phòng để trốn tránh lấy ánh mắt đầy gớm ghiếc của gã đàn ông kia. Mãi 30 phút sau, bà Thu mới lò dò đi lên phòng của Ngân. Vừa mở cửa ra, Ngân đã chút hết cơn tức bực gom nhặt từ bao lâu lên đầu của bà ta. Bà đang làm cái quái gì trong cái nhà này vậy? Mẹ Bà Thu chưa kịp đáp lời, Ngân đã chửi xối xả. Giờ này chẳng có ai, nên Ngân cứ thế mặc sức mà lớn tiếng. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mẹ con gì với tôi hết. Tôi không muốn dây dưa người bần tiện như bà. Bấy này, bà Thu cũng vì miếng ăn mà kiếm chút tiền để tiêu xài, nên bà ta cũng có nín nhịn Ngân. Nhưng mà dù sao, bà ta cũng là mẹ ruột của cô ta. Từ ngày nhỏ, dẫu có, nai thân ra chịu nhục, nhưng bà ta vẫn cố gắng dành cho con mình những điều tốt nhất. Cứ tưởng sau những gì bà ta hy sinh Thì con cái bà ta sẽ biết ơn mà trân trọng bà ta Khi nó đã có được cuộc sống giàu sang này Nhưng mà Ngân cứ luôn khinh miệt Khiến bà ta chẳng thể nào chịu đựng được mãi Bà Thu lúc này cũng mất kiên nhẫn lớn tiếng với Ngân Mày cũng một vừa hai phải thôi Tao nói cho mày biết Có thế nào tao vẫn là mẹ ruột của mày Tao không phải cục đá để chịu nhịn nhục mày mãi Mày thì thanh cao lắm đấy à Mày tốt đẹp quá hay gì mà mày dám khinh miệt và sỉ nhục tao Tao còn chưa nói tới cái chuyện mày dẫn đứa con ruột nhà này bỏ rơi ở bến tàu đâu đấy Ngân nghe thấy chuyện bà Thu nhắc chẳng khác nào Bà ta đang châm dầu vào cơn lửa giận của Ngân Cô ta càng điên cuồng mà hét lên Bà im đi, đừng có suốt ngày đem cái chuyện này ra mà uy hiếp mà moi tiền tôi Thử xem cái nhà này ai mà chịu tin một kẻ nghèo hèn như bà Tôi nói rồi, tốt nhất là biết điều mà im cái miệng lại Sau này tôi có được gia sản rồi, tôi còn thí cho chút tiền Bà Thu cũng giàu miệng lên mà chua ngoa màng ơn quá cơ Không nhờ tao thuê người làm hại cái con kia Thì chắc gì nó thôi không làng vàng qua nhà này nữa Tao nói rồi, tao với mày chung bến chung thuyền Ai được ai mất tự biết mà cân nhắc Tao chẳng cần mày nhận tao làm mẹ làm gì Miễn là tao phải có tiền để chiêu xài Và mày đừng có xen vào chuyện của tao, thế là được Nói rồi, bà Thu hậm hực bỏ ra ngoài Còn Ngân thì tức tối đến mức mà mắt đã đỏ lừ lên rồi có ai ngờ cuộc đời của ta lại phải chịu sự chiêu phối của một người mẹ vô lai lịch này Bản thân cô ta cũng chẳng cần có mẹ ruột mà làm gì cả Chỉ là cái điều mà bà ta nắm giữ chính là bí mật chết người của cô ta Nên hết 5 lần 7 lượt bà ta cứ uy hiếp mà lấy tiền của cô Ngân chẳng thể hiểu sao cuộc đời cô ta lại có lúc rơi vào tình cảnh này Sống bị người ta uy hiếp, tình cảm cố gắng bao năm cũng bị hờ hững kẻ lạnh Ngân lúc này cảm thấy vô định mà chẳng biết nên làm như thế nào rồi thì chuyện làm ăn của công ty ông khoa có vấn đề khi mà hai tuần sau đó toàn công ty nhận được thông báo về vấn đề làm ăn thua lỗ người sốc nhất có lẽ chính là ngân bởi cuộc sống sung sướng hiện tại mà cô ta đang có dễ bề bị lung lay ngân mang tâm trạng chán nản mà về nhà cô thấy bà hồng cũng đang ngồi rũ rượi nơi phòng khách vừa thấy ngân bà hồng đã đưa đôi mắt buồn rầu than vãn Nhà mình mới có thông báo thua lỗ thôi Ấy thế mà nhà ông Phùng đã ngừng hợp tác rồi Sao nhà ấy bao nhiêu năm qua Vừa là chỗ quen biết Lại là có mối thịnh tình chuyện cưới gả Vậy mà chứ gì đã trở mặt Con xem thế nào qua bên đấy nói chuyện với nhà người ta được không Dù sao ông Phùng cũng quý mến con Ngân lại thêm một cú sốc Vừa sợ mất tiền Giờ Ngân lại sợ mất thêm mối lương duyên Được gán ghép sẵn Lần này thì chẳng cần bà Hồng đề nghị Chính Ngân phải ra tay mà cứu vớt chuyện này chưa cần Ngân tới, Trường đã gọi điện cho Ngân mà hẹn gặp Ngân ở một quán cà phê. Thấy điệu bộ lo lắng của Ngân, Trường đã mở lời ngay. Chuyện nhà em thì anh cũng biết rồi, nên anh hẹn em là để bàn mấy chuyện. Việc mà Trường mở lời thế này, có nằm mơ Ngân cũng không dám nghĩ tới. Nên nay có cơ hội thế này, Ngân phải chớp lấy liền. Ngân ngồi chăm chú chờ Trường tiếp tục. Về chuyện hợp tác giữa hai gia đình, đó là điều không thể, vì anh cần những công ty lớn mạnh hơn để phát triển. Bây giờ mà bám víu vào công ty nháo khoa thì khả năng thua lỗ theo là rất lớn. Ngân nghe thế vậy hụt hẫng nên vội thốt lên. Nếu như đã không hợp tác tiếp thì anh gọi em tới đây để làm gì? Trường khoanh tay, trước ngực vẻ nghiêm túc mà tiếp lời. Em cứ bình tĩnh, chuyện công ty là của vợ chồng nhà ông khoa, còn với em thì anh đề nghị em cân nhắc. Vì trước giờ anh và em cũng ở chung một trại trẻ nên anh cũng chẳng đành lòng nhìn em xa vào cái cảnh thế này. Nên em cân nhắc nếu như muốn kết hôn thì thu xếp công việc bên công ty ông Khoa về làm luôn bên nhà anh. Ngân nghe mà cứ tưởng mình nghe nhầm Cô ngồi đực ra mà suy nghĩ, ngân rè rặt mà nói cái điều đang thắc mắc trong lòng mình. Nhưng không phải là anh đang có ý với con bé Chi à? Trường ngả người ra sau, ra vẻ bất cần. Trước thì anh cũng nghĩ thế, nhưng mà sau chuyện của gia đình em thì anh suy nghĩ rồi. Vẫn nên là kết hợp với một gia đình có tiềm năng, để sau gốc xa cơ còn có đường lui. Bà cái thứ tình cảm vớ vẩn, chẳng mai ra mà ăn được. Ngân nhìn biểu hiện của Trường, thì lấy làm mừng, bởi cô ta không ngờ, không cần cô ta ra tay, Trường lại có thể quay mắt mà về bên cô ta thế này. Ngân vốn danh ma, nên cũng chưa thể trả lời, liền đề nghị này mà hẹn thêm thời gian suy nghĩ. Trường vẫn bình tĩnh và chờ câu trả lời từ Ngân. Từ hôm mà gặp Trường về, Ngân đã cân nhắc rất nhiều, so sánh giữa chuyện có được tài sản, thì rõ ràng về bên nhà ông Phùng, Ngân sẽ sung sướng hơn. Càng ngày Ngân lại càng thấy ông Khoa tiểu tụy thêm về chuyện thua lỗ Ngân lại càng nôn nóng với quyết định của mình Chỉ có điều Ngân chưa biết nên mở lời với sự lựa chọn này ra sao Tình hình công ty càng ngày càng khó khăn Và theo như thông báo Ngân nhận được từ bà Hồng Thì công ty này cũng chẳng gắng gượng được bao lâu nữa Mới có hơn một tuần mà đã xa suốt nhanh thế này Nên Ngân sợ càng quyết định chậm Lỡ như nhà ông Phùng đổi ý Thì coi như cuộc sống của Ngân lại rơi vào cảnh khổ Lựa hôm nay có bà Hồng và ông Khoa ở nhà, Ngân đã chủ động mở lời nói về việc cô ta sẽ kết hôn với Trường, để khỏi mất lòng với vợ chồng ông Khoa, Ngân còn cố gắng nói lời thảo mai, con cũng không muốn rời nhà mình vào lúc này đâu, nhưng mà vì tương lai công ty mình sau này, con cần cố gắng để giúp nhà mình. Ông Khoa với bà Hồng cũng không phản đối mà đồng tình, chuyện cưới gả, con có lo liệu, còn việc công ty bố mẹ sẽ cố gắng. Với sự gợi ý của Trường, Ngân cũng trả lại số cổ phần ông khoa đã chuyển nhượng cho cô ta trước đó ngân cũng chẳng suy nghĩ gì bởi bây giờ công ty gần như là kiệt quệ nên số cổ phần đó cũng chẳng đáng giá gì nữa cả thủ tục xong xuôi thì mấy ngày sau đó cả ngân cùng bố mẹ nuôi qua nhà ông phùng để bàn bạc chuyện cưới hỏi nhưng khi ngân vừa bước vào nhà chính cô ta phải mở to mắt hết cỡ khi mà trong nhà có sự xuất hiện của chi bà minh và cả bà thu nữa ngân thấy vậy liền ú ớ hỏi sao các người cũng ở đây lúc này từ sau lưng ông Khoa đã lên tiếng. Chắc còn cũng ngạc nhiên lắm đúng không? Nói rồi, ông Khoa lạnh lùng đặt sắp hồ sơ mà trước đó bà Hồng đã giao cho Ngân và cả tờ giấy xét nghiệm huyết thống giữa bà Hồng và Chi mà Ngân đã cất kỹ trong cốp xe. Ngân lúc này đã tái mặt, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Bà Hồng tiến lại tra hỏi. Tại sao bố mẹ đối xử với con tốt như thế? Mà sao con nỡ lòng nào làm vậy? Ngân lúc này không còn đường chối, liền lắp bắp mà chống chế mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ, mẹ nghe con giải thích đã. Nhưng mà chẳng cần Ngân giải thích, ông Khoa tiến lại cho cô ta một cái tát như trời giáng, đủ phản phúc. Nếu như ngày hôm đó, xe ta không bị hư cần lấy dụng cụ để sửa, thì làm sao phát hiện được bí mật mà một đứa con nuôi phản phúc đã giấu bao nhiêu lâu nay. Ngân nhìn những tờ giấy bay phất phơ mà chẳng biết nói gì. Ông Khoa chưa dứt cơn thịnh nộ, tiếp tục chất vấn cũng may là trời cho tôi thấy sớm lòng dạng độc ác của đứa con như cô nên tôi mới theo dõi và phát hiện ra cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cô trong ngày hôm đó tôi thật không ngờ tôi làm phúc nuôi cáo trong nhà để rồi chính nó làm hại con ruột của tôi chuyện xảy ra như thế nào không hề như ngân đã nghĩ cứ nghĩ là tới đây để bàn chuyện cưới hỏi chứ sao lại như thế này trường lúc này cũng rời khỏi chỗ của mình tiến lại đứng gần cạnh chi anh nhìn ngân mà nói những lời trong lòng mình chuyện ngày nhỏ Ngân cố tình giành lấy cơ hội của tôi để được vào gia đình tốt, tôi biết hết. Nhưng thôi thì coi như là Ngân may mắn hơn tôi. Nhưng mà việc Ngân vì tham vọng mà làm hại con ruột của ông Khoa, làm hại người mà tôi thương thì không thể chấp nhận. Đó chính là lý do mà vì sao suốt bao nhiêu năm, cho dù chuyến chi chưa từng quay về, chưa từng xuất hiện, tôi vẫn không thể nào muốn kết giao với người con gái có lòng dạ như Ngân. Rồi thì qua lời ông Khoa và ông Phùng nói với nhau, Ngân mới biết được chuyện công ty ông Khoa làm ăn thua lỗ cũng chỉ là màn kịch mà ông Phùng và ông Khoa vạch ra để hòng lấy lại số cổ phần đã giao cho Ngân trước đó, bởi với người mưu mô như Ngân thì ông Khoa sợ trong lúc bí bách Ngân sẽ làm điều bất lợi gây hại cho công ty. Lúc này trường cũng thông báo rằng đã điều tra được kẻ đứng sau vụ thuê người làm hại chi vào các đêm hôm trước và trường thông báo rằng sẽ trình báo công an về chuyện này và việc bà thu bị đi tù là chuyện sớm muộn bà thu lúc này mới sợ hãi mà khóc lóc vật vã bà ta quỳ dạp xuống chân xin trường xin tha tội nhưng trường lạnh lùng gạt bà ta ra thấy không có ai giúp đỡ bà ta tiến lại phi chi cúi dạp người cầu xin "Cháu ơi, cháu thương tình mà tha cho cô. Chuyện này là do con ngân nó sai, nó dẫn cháu đi bỏ bến tàu, chỉ là cô muốn bảo vệ nó, sợ nhà ông Khoa phát hiện cháu là con ruột nên cô mới làm như vậy thôi." Bà Thu vừa gào vừa khóc xin tha, bởi nghe tới đi tù là bà ta đã sợ lắm rồi, nhưng mà điều chi bị sốc lúc này chính là việc bà Thu vừa thú nhận, chi chính là con ruột của ông Khoa, chi bị sốc mà lắp bắp. "Con ruột sao? Chuyện gì thế này?" Lúc này, bà Hồng mới nhẹ nhàng tiến lại gần Chi, lấy trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm khác. Bà cầm lấy tay Chi mà chảy nước mắt vừa tủi thân vừa đau lòng. Con, mẹ là mẹ của con đây. Mẹ xin lỗi vì không tìm ra con sớm, để con phải chịu khổ rồi. Nói rồi, bà Hồng chẳng kìm lòng được nữa, ôm chầm lấy Chi. Trong thoáng chốc, Chi chẳng thể nào tiếp nhận được những thông tin ồ ạt thế. Cô sốc tới nỗi ngất lịm đi trong vòng tay của bà Hồng. Ngân lúc này biết chẳng thể chối tội được nữa Nhưng cô ta vẫn quyết chẳng quay đầu Cô ta vẫn cứ nghĩ mình là nạn nhân Mình là kẻ đáng thương trong chính căn nhà này Ngân hét lên trong tuyệt vọng Các người đã từng xem tôi là con chưa Hay chỉ là cái vật cầu may cho các người Kiếm một đứa con ruột Tôi bỏ rơi con bé đấy thì sao nào Nó vẫn lớn, vẫn khỏe mạnh đấy thôi Nhưng mà vì sự xuất hiện của con chi Mà cuộc đời tôi đã quay về con số 0 Tôi không muốn bị so sánh Và càng không muốn bị rơi vào cái cuộc sống nghèo khổ khốn nạn như trước nữa ngân vẫn khóc vẫn ngông cuồng mà cho rằng mình là kẻ bị hại mình là kẻ đáng thương nhưng mà chẳng một ai quan tâm tới giọt nước mắt của cô ta nữa cả cũng chẳng ai muốn mở lời giải thích cho một kẻ có suy nghĩ lệch lạc như ngân bởi dẫu biết có nói cũng chỉ là thêm thừa ông phùng vốn tính khẳng khái nên ông nhìn ngân với ánh mắt đầy thương hại ông lắc đầu cô đừng có bao giờ đổ lỗi cho việc mình là con nuôi, bởi thằng Trường nhà tôi nó cũng là con nuôi, ngay cả việc con bé Xuyến Chi bị cô làm hại, nhưng nó cũng là con nuôi, nhưng hai đứa vẫn là những đứa con ngoan và có hiếu. Nếu thực sự bản chất đã có nhân cách của một con người, thì cô rơi vào hoàn cảnh nào nữa chắc nữa, vẫn là một con người sống có đạo đức. Lời ông Phùng nói khiến Trung Ngân bị sụp đổ, cô ta không khóc nữa mà chỉ ngồi thụp xuống đầy bất lực và ánh mắt vô hồn. Bà Hồng lúc này mới quay sang bà Minh quỳ sụp xuống Cảm ơn chị cảm ơn chị đã kêu mang con gái tôi công ơn của chị cả đời này tôi không có cách nào mà trả được hết bà minh cũng quỳ thụp xuống mà đỡ bà hồng lại đó là chuyện mà bất kỳ con người bình thường nào cũng nên làm chỉ tiếc một điều là sức lực của tôi có hạn nên không có lo được cho con bé tử tế ông khoa lúc này nước mắt cũng rưng rưng cầm lấy tay bà minh tôi đội ơn chị rất nhiều đàn ông là thế chẳng bao giờ thể hiện những cảm xúc trong lòng mình và kiệm lời nhưng mà nhìn một người đàn ông đã luống tuổi xế chiều rồi mà vẫn đứng trong khóc, khóc dưng dứt một mình thì cũng đủ hiểu ông ấy đã đau khổ đến nhường nào. Chi lúc này đã ngất liệm đi, nhưng trong cơn mơ màng, cô lại mơ thấy bố mẹ, mơ thấy mình lúc nhỏ của người anh tiên trường, và nó còn mơ cả bà nội nữa. Những ký ức vụn vỡ trong ký ức cứ như đang dần hiện về, lắp ghép thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh. Trong giấc mơ mộng mị mà nước mắt của Chi cứ chảy ròng ròng từng vết nóng hổi. Đến khi Chi tỉnh lại, đã thấy mọi người đang vây quanh mình, có cả trường, cả bố mẹ và cả bà Minh đang ngồi cạnh bên khóc thút thít. Chi ôm choàng lấy bà Minh mà thổn thức gọi mẹ, bà Minh lúc này cũng ôm lấy con mình mà khóc. Bây giờ, bố mẹ ruột đã tìm được con rồi, nên cô về bên đó mà sống với nhà bà Hồng, ở đó cuộc sống của con sẽ tốt hơn. Chi nhìn mẹ, mà mắt ẩn ẩn nước, rồi cô lại quay sang bố mẹ ruột của mình ánh mắt tuy không còn xa lạ nữa, nhưng mà trong ánh mắt vẫn tràn đầy đau khổ. Chi khó nhọc mở miệng gọi một tiếng đầy khô khóc. Bố, mẹ, bỗng chốc vỡ hòa. Ông Khoa và bà Hồng chẳng thấy kim nén nổi nữa. Hai ông bà lao lại ôm chầm lấy Chi mà khóc tức tưởi. Cảm giác này, hai người bọn họ đã chờ đợi hơn 12 năm rồi. Nhìn cảnh này, chẳng có ai có thể kìm nổi nước mắt chi đoàn tụ với bố mẹ ruột nhưng mà trong lòng cô vẫn canh cánh không yên về bà minh vì bây giờ bà ấy cũng đang bệnh tật lại chẳng làm ra tiền truy suy nghĩ rồi nói ra đề nghị của mình nhận lại được bố mẹ ruột con rất hạnh phúc nhưng mà công sinh không bằng công dưỡng nếu không có mẹ minh thì con cũng không có ngày hôm nay nên con muốn bố mẹ để mẹ minh cùng về nhà với con hoặc không thì con muốn ở cùng mẹ minh để chăm sóc bởi vì mẹ bây giờ đang bị bệnh nặng lời mà chi nói khiến cho ai cũng cảm thấy cảm động bởi một người còn trẻ như chi lại có suy nghĩ đầy trưởng thành và trách nhiệm như thế bà hồng là người nhân từ bà ôm lấy chi mà khen ngợi sống nhân hậu và có đạo đức thế này thì mới đúng là con của bố mẹ nói rồi bà hồng quay sang minh nói lời cảm ơn đầy chân thành cảm ơn chị đã nuôi dạy con trở thành một người sống có đạo đức nhân nghĩa nói đoạn bà đồng ý với chi nhẹ nhàng với cô tất nhiên là bố mẹ luôn rộng lòng chào đón hai mẹ con quay trở về đây là căn nhà chung của chúng ta mà bà minh có vẻ ái ngại nhưng mà trong lòng bà thì chẳng muốn xa con nên bà cũng đành chấp nhận mà ngỏ lời thôi thì tôi xin về đó được gần con cũng để đỡ đần công việc nhà cho hai ông bà ông khoa lúc này mới lịch sự tiến lại ấy chị đừng nói thế chúng ta bây giờ là một gia đình rồi chị đừng nói khách sáo như thế chừng bây giờ mới tiến lại ngồi cạnh chi anh cứ nhìn chi mãi thôi Cuối cùng, ông trời đã nghe thấy lời cầu khấn của anh. Khi mà người anh thương lại chính là cô bé đáng yêu thùa nào. Anh cười lại trêu chọc. Em có nhớ anh không đấy? Chi lại cười, đánh cho trường một cái rõ đau. Lúc này, nhân tiện của tất cả mọi người, trường cũng lên tiếng mà xin phép. Bây giờ có mấy mẹ hai bên, cũng có sự hiện diện của hai mẹ em Chi, con cũng xin phép được qua lại với em ấy. Mọi người ai cũng gật gù đồng ý, còn Chi thì xấu hổ ra mặt kéo áo trường. Sao anh lại nói chuyện đó lúc này? Trường quay lại Chi, cười hình hịch, "Em đồng ý đi chứ, anh ngán gà rán đến tận cổ rồi." Chi cùng bà Minh và bố mẹ ruột về nhà. Chi được bố mẹ dẫn tới gặp bà nội, bà nay đã già rồi, cũng có khi nhớ khi quên, nhưng mà có một điều bà không thể nào quên, chính là đứa cháu gái tội nghiệp bị thất lạc từ lâu. Nhiều lúc bà cũng đổ bệnh, nhưng mà bà không có bệnh lý, chỉ là bà bị u uất và đau lòng rồi sinh ra như vậy. Cái tâm bệnh của bà nội chỉ có chi là liều thuốc mới có thể chữa lành chi bước vào thấy bà nội đang ngồi lặng thinh bên cửa sổ mái tóc bà nay đã bạc như mây nghe thấy tiếng động bà chẳng quay lưng lại mà chỉ cất lời đầy khó nhọc ai đó là cháu cháu gái của bà đây vừa nói chi vừa tiến lại gần bà có lẽ máu mủ chính là sợi dây vô hình liên kết dẫu cho có bao nhiêu năm thì sợi dây ấy vẫn ngày càng thắt chặt và đun sôi dòng huyết thống thế nên chi chẳng có chút xa lạ nào Cô ngồi xuống cạnh bà rồi ghé đầu mình kê lên chân và nằm im như những ngày thuở nhỏ. Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi trực rơi xuống. Chi ngước lên thì thấy đôi mắt mờ đục của bà đang nhìn vào vết bớt nơi bả vai của mình. Hốc mắt khô cằn bao nhiêu năm ấy, ngỡ như đã cạn nước mắt rồi. Ấy thế mà hôm nay vì tình máu mủ mà lại thấm đượm những giọt nước mắt đau lòng. Cháu ơi! Tiếng khóc của bà nghe sao mà ré lòng người bà đã còm cõi chờ đợi hơn 12 năm, cuối cùng cũng đã chờ đợi được ngày mà đứa cháu lại một lần nữa nằm yên trong lòng mình. Chuyện mà Ngân gây ra, cả nhà quyết định giấu nhẹm đi bởi không ai muốn bà nội phải chịu thêm sự tổn thương nào nữa. Mọi người thống nhất nói dối rằng Ngân đi du học ở nước ngoài và khả năng sẽ định cư ở đó luôn. Sự việc Ngân làm hại Xuyến Chi ngày nhỏ cũng xảy ra đã lâu và cũng là từ khi Ngân còn chưa đủ trưởng thành nên bà Hồng cũng nhân từ chấp nhận không truy cứu ngoài ra những chuyện mà ngân sắp tâm làm hại chi sau này chi cũng rộng lòng bỏ qua hết riêng bà thu cũng vì đã khá lớn tuổi nên gia đình ông khoa cũng niệm tình tha thứ giờ đây hai mẹ con bà thu và ngân ở cạnh nhau trong căn trọ nhỏ ẩm thấp tuy nhiên cũng là đứa con mà gia đình ông khoa nuôi lớn từ nhỏ nên ông bà cũng chẳng nỡ triệt đường sống của ngân mà làm gì bà hồng có xin cho ngân được một công việc làm ổn định mức lương cũng khá nên cũng đủ cho hai mẹ con bọn họ có cuộc sống tạm gọi là ổn. Chiều nay, toàn bộ mọi người trong gia đình ông Khoa cùng một người đàn ông tới phòng Trọ nơi Ngân đang ở. Ông ta xách cái cặp đen, nhìn Ngân xong rồi đề nghị: "Ngày mà bà Thoan, là bà nội nuôi của cô bắt đầu có dấu hiệu đãng trí thì bà ấy có soạn trước di chúc phòng khi bà ấy không còn nữa. Nay cô không còn là con của gia đình ông Khoa đi nữa, nhưng với trách nhiệm của mình, tôi cũng cần để cho cô biết bản di chúc của bà ấy." Nói rồi tất cả mọi người đều im lặng để lắng nghe người đàn ông khi đọc di chúc. Riêng Ngân vẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Các con của mẹ, các cháu của bà. Hôm nay là tròn 10 năm con bé Xuyến Chi mất tích và mẹ cảm giác trong người mình không còn được minh mẫn và khỏe mạnh như trước nữa. Nên mẹ có lập di chúc này trước để khi mẹ có chuyện gì các con sẽ biết mà nguyện ý mẹ rồi làm theo. Trong nhà mình đứa đáng thương nhất là con Ngân vì nó không có bố mẹ từ nhỏ luôn bị người xung quanh rè biểu về chuyện nó là con nuôi. Mẹ thì ngoài mặt luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng thật lòng mẹ thương con Ngân hơn cả con bé Xuyến Chi. Nhưng mẹ buộc lòng phải cứng rắn, để con Ngân sau này có đủ mạnh mẽ mà bươn trải với cuộc đời khắc nghiệt. Phần gia sản mẹ đang sở hữu, mẹ chia đều cho hai đứa cháu, riêng căn nhà thì mẹ cho thêm con Ngân. Về phần tài sản của hai con, mẹ cũng hy vọng sau này hai đứa không vì phân biệt con nuôi con ruột mà chia sớt cho hai đứa công bằng. Nếu sau này Điều này mẹ không muốn, nhưng lỡ như mà Xuyến Chi không có quay lại hay không còn, thì mẹ muốn phần tài sản, mẹ chia cho con Chi, mẹ muốn các con làm tự thiện hết. Điều cuối cùng mẹ chỉ muốn, đó là các con, các cháu, hãy sống có tâm đức, tâm thiện lành thì phúc báo, tiền bạc sẽ tự tới tìm các con. Ta vẫn mong, khi bản di chúc này đọc lên, ta vẫn được nhìn thấy hai đứa cháu gái của mình đang hạnh phúc. Khi người đàn ông vừa dứt lời, thì chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài của mọi người đứng đó. Duy nhất chỉ có Ngân là gào khóc lên thảm thiết. Cũng không biết vì cô ta đang tiếc tiền hay là vì hối hận. Ngân đứng dậy mất kiểm soát, ôm lấy tay người đàn ông kia mà gào lên. Bà ơi, bà nội tôi đâu rồi? Người đàn ông cố chấn tĩnh Ngân mà dìu cô ta ngồi xuống. Bà nội của cô tuy không được khỏe, nhưng mà vẫn đang nuôi hy vọng bà ấy có hai đứa cháu gái ngoan và hiền lành. Ông Khoa cũng định sẽ không dính dáng gì đến Ngân nữa, nhưng khi nghe thấy những lời bà nội viết trong bản di trúc thì ông suy nghĩ lại tuy vẫn rất lạnh lùng, nhưng ông đã đề nghị với Ngân. Tuy bây giờ, con không xứng đáng được ta gọi là con nữa, nhưng chiều theo nguyện vọng của bà nội, ta vẫn có thể trích một phần tài sản để cho con. Ngân lúc này đã quá ân hận rồi chỉ vì những suy nghĩ nhỏ nhen ích kỷ mà cô ta đã mất hết tất cả từ tiền bạc, tình yêu và quan trọng là đánh mất những người đã kiêu mang và thương yêu cô ta thật lòng. Cô ta chẳng đủ mặt mũi mà nhìn ai Ngân quỳ sụp xuống chân bố mẹ nuôi mà tạ tội con xin lỗi bố mẹ con ân hận rồi là con đã sai khi làm những việc đó có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì điều duy nhất mà gia đình ông khoa cần chính là lời xin lỗi và sự ân hận thật tâm đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại có lẽ chỉ cần khơi gợi được chút đạo đức trong bản thân mỗi kẻ lầm đường thì đó chính là sự tha thứ lớn nhất rồi ngân không nhận bất cứ tài sản nào cô ta ân hận về những chuyện mình đã làm nên chỉ đón nhận công việc mà bà Hồng đã xin cho và cô ta quyết tâm tự bản thân mình làm lại mọi thứ bằng chính thực lực của mình. Giờ đây, thứ ngân phải làm chính là báo hiếu người mẹ ruột đã vì mình mà làm hàng trăm chuyện tốt xấu và cô ta cần tu tâm sửa tính để trục tội lại những sai lầm mà cô ta đã gây ra. Nhìn bóng lưng gia đình ông khoa đi khuất, ngân chỉ biết lặng người nhìn theo trong hai hàng nước mắt. Bây giờ đây, cô ta chưa đủ dũng khí để đối diện với gia đình họ, nhưng cô ta tự quyết tâm trong lòng thì chẳng bao lâu nữa, Ngân sẽ sửa đổi lại mình để có thể đáp ơn công dưỡng dục của gia đình ông Khoa như một đứa con đúng nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại, cùng với sự ân hận của Ngân. Sự ân hận ấy liệu có quá muộn màng hay vẫn còn là cơ hội để cô ta biết quay trở lại con đường lương thiện. Đúng là thiện tâm ở tại lòng ta được kiêu mang che chở người con gái này vẫn chẳng biết ơn nghĩa những người đã kêu mang mình lớn lao đến mức nào các bạn nghĩ sao về các nhân vật trong câu chuyện này hãy cùng với audio chuyện hay chia sẻ trong phần bình luận nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại